chương 15, băng hệ thể chất, trong động đứng sừng sững lấy rất nhiều tinh mỹ pho tượng, ngay tại vừa rồi chúng nó còn là có sinh mệnh thị huyết lang. Gió gào thét, nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, Tô Tô sớm đã trợn tròn con mắt. Vì sao lại dạng này? Nhớ tới vừa rồi băng hàn đập vào mặt khí tức, nàng vẫn cảm giác lấy thật không thể tin, vẫn là khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ trầm hạo tập luyện băng hệ vũ kỹ? Không có khả năng, hắn mới ngưng tụ người đạo tơ tầm, không có hình thành chân khí trước, căn bản là không có cách thi triển. Lại nói, coi như học được băng hệ vũ kỹ, lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem sông vào trong động thị huyết lang đều đóng băng. Liên tiếp nghi vấn tại Tô, Tô trong đầu càng không ngừng xoay tròn, mà Trầm Hạo vừa rồi đột nhiên bộc phát ra đóng băng bầy sói lực lượng, không thể nghi ngờ rung động thật sâu nàng nội tâm. Nhưng, Tô Tô chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, đâu chỉ trong động thị huyết lang bị đóng băng, thì liền ngoại giới còn thừa mấy chục con thị huyết lang từ lâu hóa thành băng điêu thậm chí bên ngoài sơn động bãi cỏ cũng bao trùm tự thân là người trầm hạo cũng không rõ ràng giờ phút này hắn vẫn duy trì đưa tay tư thế cũng đã rơi vào hôn mê cát đột nhiên đóng băng thị huyết lang vỡ nát tạch 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 từng tôn sinh động như thật băng điêu trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ cùng lúc đó nhiệt độ cũng sẽ chậm chậm tăng trở lại đợi đến hết thảy khôi phục như lúc ban đầu trong sơn động bên ngoài thây ngang khắp đồng máu sói cùng mùi thối tràn ngập khủng bố dị thường tô tô thân là ngưng nguyên cảnh cường giả loại này đẫm máu chàng diện gặp nhiều cũng không để ý, mà chính là đi đến trầm hảo trước mặt, tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên hắn mạch đập phía trên hơi chút quan sát, gặp chính là hôn mê cũng không lo ngại, nhất thời buông lỏng một hơi. Bất quá, khi nàng nhìn thấy trầm hạo trong hôn mê vẫn bảo trì tư thế chiến đấu, con người lóe ra phức tạp lộng lấy, nói tiểu ra hỏa, người lại để cho ta giật mình. Vị này áo đen đặc sứ nào chỉ là giật mình, quả thực là chấn kinh. Thậm chí nàng đã bắt đầu âm thầm suy đoán, kẻ này tư chất thường thường đúng là không đơn thuần là thánh phẩm, có lẽ còn nắm giữ cực kỳ hiếm thấy băng hệ huyền đại lục đặc thù thể chất có một ngàn loại, như lửa hệ thể chất, lôi hệ thể chất, khắp nơi thể chất. Vân vân, đặc thù thể chất phân vì tiên thiên và hậu thiên, nhưng mặc kệ là tiên thiên vẫn là ngày kia, một tên võ giả nếu như giác tỉnh thể chất, tất nhiên sẽ cho bản thân mang đến chỗ tốt to lớn. Tỷ như hỏa hệ thể chất võ giả giác tỉnh sau, hắn đều sẽ với hỏa hệ vũ kỹ cùng tâm pháp hoàn mỹ phù hợp, tu luyện, lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên siêu nhiên phổ thông võ giả. Trầm Hạo vừa rồi bộc phát ra băng hàn chi khí, đồng dạng là vô cùng hàn thuộc tính suối nước lại tự bay đi theo hắn khống chế đóng băng bầy sói cũng để toàn bộ vỡ nát mà chết. Hai điểm, Tô Tô suy đoán hắn có lẽ tại trong nguy cơ giác tỉnh tiên thiên băng hệ thể chất, dù sao, loại phương thức này thể chất giác tỉnh tại Bắc Huyền Đại Lục thường có phát sinh. Trầm Hạo, tư chất ngươi nếu như là thánh phẩm, lại có băng hệ thể chất, tương lai mảnh trời này hoặc có một chỗ của ngươi. Tô Tô ý vị thâm trường nói, nếu như nói trước đó nàng chính là thưởng thức trầm hạo, bây giờ cũng đã chân chính coi trọng, dù sao thánh phẩm tư chất của tỷ như trầm hạo cánh tay phải trước đó xuất hiện hình rồng hình xăm, bây giờ lại đã biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có câu kia băng long chi hồn giác tỉnh, có là tình huống như thế nào? Có lẽ đây chính là thể chất giác tỉnh duyên cớ đi. Tô Tô không phải đặc thù thể chất, cho nên tại khó có thể lý giải được tình huống dưới quy tội đặc thù thể chất giác tỉnh, có đặc thù biểu hiện đi nữ nhân này một mực nói một mình khổ sở suy nghĩ mà trầm hạo căn bản không nghe lọt tai giờ phút này hắn đang đứng ở trạng thái hôn mê có điều tại hôn mê thời điểm trong cơ thể hắn thập nhị kinh mạch chính hiện ra quỷ dị băng thanh sắc khí tia chúng nó theo mạch lạc kéo dài dần dần dựa vào cuối cùng ngưng tụ tại vùng đan điền vô số khí tia càng không ngừng trong đan điền xoay tròn không biết qua bao lâu chúng nó giống như có lẽ đã không còn chút sức lực nào bắt đầu dần dần làm nhạt nhưng làm khí tia triệt để tại đan điền biến mất, bên trong lại bỗng dưng thêm ra một quả trứng hạt đậu tinh thể. Tinh thể tản ra băng thanh ánh sáng, theo trầm Hạo tim đập tần suất càng không ngừng quả trứng hạt đậu tinh thể. Tinh thể tản ra băng thanh ánh sáng, theo trầm Hạo tim đập tần suất càng không ngừng run rẩy, giống như cả hai thành lập cộng minh nào đó liên hệ. Ngoại giới, trái tim cùng tinh thể ăn ý nhảy lên, hắn trên vai phải xuất hiện một đầu rất nhỏ băng thanh sắc long hình hình xăm. Hình xăm tuy nhỏ, lại sinh động như thật mà lại như là bị trái tim cùng tinh thể cảm nhiễm, nó cũng đang hơi run rẩy, một khắc này, dường như rất sống động, dường như có sinh mệnh. Loại này quỷ dị một màn vẻn vẹn tồn tại một lát, rất nhanh, nhỏ bé băng thanh sắc hình rồng hình xăm bên phải cánh tay ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo Long Văn xuất hiện đến biến mất, khoảng cách Trầm Hạo gần nhất Tô Tô cũng không có phát hiện, bởi vì vỡ vụn ống tay áo vừa tốt ngăn trở cái kia một bộ phận tầm mắt. Ngày kế tiếp, Trầm Hạo theo trong hôn mê tỉnh lại, có điều có quan hệ hôm qua sự việc, hắn chỉ nhớ rõ bị thị huyết lang đụng bay sự việc, về sau lại không có gì ấn tượng. Người quên, thật, tô tô tỉ, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới. Vậy liền kỳ quản lại, có điều có quan hệ hôm qua sự việc, hắn chỉ nhớ rõ bị thị huyết lang đụng bay sự việc, về sau lại không có gì ấn tượng. Người quên, thật, tô tô tỉ, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới. Vậy liền kỳ quái, tô tô nâng cầm lên, nói thầm, chẳng lẽ giác tỉnh người sẽ mất trí nhớ sao? Trầm Hạo nhìn lấy nàng, trên mặt hiện ra rất vẻ mặt vô tội. Trên thực tế, hắn không phải toàn quên, theo thức tỉnh đến bây giờ, đi qua cố gắng nghĩ lại, Trầm Hạo cảm thấy nhớ đến chính mình giống như nói một câu băng long chi hồn, giác tỉnh. Về phần tại sao nói câu nói này, chính hắn rất không minh bạch, lúc đó cảm giác giống như bị người thao túng, hoặc là tiềm thức phía dưới không tự chủ được nói ra câu nói này. Đương nhiên, Trầm Hạo hiện đang xoắn suýt không phải mình tại sao lại nói ra câu nói kia, mà là tại cân nhắc, cái gọi là băng long chi hồn cùng long hồn đế tâm có liên quan sao? Chính là lo lắng cả hai có liên quan gì, hắn mới giả vờ ngây ngốc nói với Tô Tô quên hết mọi thứ, dù sao long hồn đế tâm là đại bí mật, không thể có nửa điểm tiết lộ, thể chất. Nữ nhân này cùng trầm hạo khoảng cách rất gần, thân thể bên trên tán phát để lại người ngây ngất mùi thơm, càng tại khom lưng thời điểm, áo khoác màu đen rủ xuống, lấy trầm hạo góc độ, vừa tốt nhìn thấy bộ ngực như ẩn như hiện sung mãn hai ngọn núi. Muốn mạng a à, trầm hạo rất cứng ngắc, vội vàng đỏ mặt đem ánh mắt rời, đần độn nói, tô tô tỉ, cái, cái gì là băng hệ thể chất A? Tại Bắc Huyền Đại Lục, võ giả có tư chất cùng thể chất hai loại. Tô tô vì hắn bắt đầu giảng giải võ đạo thể chất. Trầm hạo ngược lại là rất muốn nghiêm túc nghe, nhưng là đen thui trong mắt luôn luôn khó có thể cầm giữ ngẫu nhiên thấp đến nhưng mắt nhìn nhưng mắt nhìn. Mà tại võ giả thể chất bên trong, lại lấy tự nhiên hệ tư thể chất đặc thù nhất. Giảng giải chung Tô Tô cảm thấy được Trầm Hạo có chút không chuyên tâm, luôn luôn hữu ý vô ý trộm nghiêng mắt nhìn chính mình, sau đó bản năng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện chính mình không người chỗ ngược thế mà là đi hết. Hưu, tô tô đỏ mặt xoay người, trách mắng, trầm hạo, ta đang truyền thụ người kiến thức võ đạo. Nam nhân bi kịch nhất sự đẹp lúc bị bắt cái hiện trường, trầm hạo giờ phút này cũng là như thế bi kịch. Mà lại ý thức được chính mình phạm sai lầm, hắn hai má nhất thời đỏ như táo, cúi đầu xuống lắp bắp nói tô tô tỉ. Ta, mặc dù là có chút bi kịch, nhưng hắn có chỗ tốt, cái kia chính là còn nhỏ, cũng mới 14 tuổi. Tô Tô chính là đem hắn làm thành một đứa bé trai đến đối đãi cho nên chỉ là ngắn ngủi xấu hổ giận dữ thì bình tĩnh trở lại, tiếp tục giảng giải cái gọi là tự nhiên hệ, chính là phong vũ lôi điện, băng xương tuyết thạch, kim mộc thủy hỏa thổ. Ai, tuổi trẻ thật tốt, cái này nếu là đổi lại một người khác, hoặc đổi tuổi tác lại lớn điểm nam nhân, Tô Tô tuyệt đối sẽ trực tiếp bạo tẩu. Một phút sau, trầm hạo đối đặc thù thể chất, tự nhiên hệ thể chất có toàn diện lý giải nhưng nhớ tới hôm qua mơ hồ một màn, cùng Tô Tô nói mình đóng băng mấy chục con thị huyết lang, không nhịn được âm thầm oán thầm, chính mình lại là giác tỉnh băng hệ thể chất sao. Trầm Hạo không dám khẳng định, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, dung hợp long hồn đế tâm về sau, thân thể ở mọi phương diện đều bị đóng băng mấy chục con thị huyết lang, không nhịn được âm thầm oán thầm, chính mình lại là giác tỉnh băng hệ thể chất sao. Trầm Hạo không dám khẳng định, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, dung hợp long hồn đế tâm về sau, thân thể ở mọi phương diện đều biến đến rất kỳ quái. Càng kết hợp hôm nào kỳ quái mộng cảnh, nhìn thấy chín tòa to lớn cung điện, cùng bay ra băng thanh sắc cự long, Trầm Hạo cảm thấy suy đoán chính mình có lẽ giác tỉnh không phải băng hệ thể chất, mà chính là cùng long hồn đế tâm có liên quan. Đương nhiên, Tô Tô đã cho rằng là băng hệ thể chất giác tỉnh, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, chỉ ít cho hôm qua che lấp. Đến, Trầm Hạo, ngưng tụ tơ tầm, oanh kích cây này. A, à, giữa rừng núi, Trầm Hạo nhìn lấy cây kia chỉ ít cần hai người ôm hết đại thụ, khóe miệng co quắp một trận, lấy hắn thực lực bây giờ rất khó dung chuyển như thế tráng kiện thụ. Đã tô tô như thế yêu cầu, hắn cũng không có cự tuyệt, thật sâu hút khẩu khí, đứng đến dưới đại thụ, ngừng tụ lại 10 đạo tơ tầm. Ừm, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên hoảng hốt, điều động tơ tầm thời điểm, hắn băng. Loại tình huống này trước kia chưa từng phát sinh, mà lại rét lạnh cảm giác xuất hiện, không những không có mảy may không thoải mái, ngược lại có một loại rất dễ chịu cảm giác dễ chịu vẫn là thứ yếu, trọng yếu là, giờ phút này hắn lòng tự tin trước đó chưa từng có cường đại, mà loại này cường đại tự tin hiện lên, để hắn cảm thấy có loại cảm giác, cái kia chính là trước mắt đại thụ thật là quá yếu. Hô, mang theo loại cảm giác này, trầm hạo đột nhiên huy quyền, mà quyền đầu tại xẹt qua hư không, truyền đến tiếng phá hủy đồng thời mang theo một cỗ băng hàn chi ý. Quả nhiên, cảm giác được khiến người ta phát lạnh khí thức, Tô Tô khẳng định nói, hắn băng hệ thể chất đã thành công giác tỉnh. Đặc thù thể chất tốt nhất phân biệt cũng là bình thường xuất quyền hoặc là giao đấu, đều sẽ vô tình bên trong tản ra tự thân thể chất một loại nào đó thuộc tính. Trầm hạo thi triển bôn lôi quyền lại ẩn chứa băng hàn chi khí, đủ để cho Tô Tô khẳng định đây chính là giác tỉnh băng hệ thể chất. Bành, trầm hạo trùng điệp đánh vào trên đại thụ, băng hàn chi khí càng là trong nháy mắt nồng đậm lên, thậm chí, khi thức băng hàn loại sụp đổ xuống. Mắt thấy đây hết thảy Tô Tô há rộng miệng ra, nói đùa cái gì, vẻn vẹn chính là ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, coi như giác tỉnh băng hệ thể chất, cũng không nên có có thể so với thối thể cảnh võ giả bạo phát lực A. Trầm hạo cũng giật mình, chính mình lúc nào mạnh như vậy, tráng kiện đại thụ đều có thể một quyền giải quyết. Bất quá, đột nhiên hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng đưa tay, liền gặp quyền đầu ra thịt đã vỡ tan, máu tươi ào ảo chảy dòng. Trầm hạo sắc mặt đột biến, tuyết miệng tê tâm liệt phế ngao gào lên, đau. chương 16, đồng bệnh tương liên, hiếm người ở lại sơn lâm, tráng kiện đại thụ hơn phân nửa đều có mấy trăm năm, huống hồ, trong rừng sâu núi thẳm sinh tồn cây cối độ cứng phổ biến cũng rất cao. Coi như thối thể cảnh sơ kỳ võ giả, muốn một quyền đập gãy ba người ôm hết đại thụ cũng là không thể nào. Nhưng, trầm hạo làm đến, mà lại không có đạp vào thối thể cảnh, không thể không nói, đây là kiện vô cùng rung động sự việc. Đương nhiên, trầm hạo tiêu sái đập gãy đại thụ, đổi lấy đại giới còn đại thụ cũng là không thể nào. Nhưng, trầm hạo làm đến, mà lại không có đạp vào thối thể cảnh, không thể không nói đây là kiện vô cùng rung động sự việc đương nhiên trầm hạo tiêu sái đập gãy đại thụ đổi lấy đại giới còn vô cùng thảm trọng bởi vì vừa rồi lực lượng bạo phát quá mãnh liệt quyền đầu cùng đại thụ chạm vào nhau trực tiếp dẫn đến ra chóc thịt bong năm ngón tay gãy xương nứt người băng hệ thể chất đã hoàn mỹ giác tỉnh lực lượng tăng phúc cực kỳ khủng bố nhưng bởi vì không có đạp vào thối thể cảnh cường độ thân thể cùng lực lượng tranh lệch cách xa cho nên mới sẽ thụ thương bên dòng suối nhỏ Tô Tô theo trầm hạo tay trái tiếp nhận đã hóa thành bùn nhão hình dáng kim sang dược. Vừa rồi một quyền đập gãy đại thụ, để cho nàng rất khiếp sợ. Qua một lúc thì suy đoán, trầm hạo có thể có có thể so với thối thể cảnh bạo phát lực, tất nhiên cùng thể chất xác tỉnh có quan hệ. Trầm hạo không nói một lời, vẫn nghĩ đến vừa rồi xuất quyền lúc cảm giác cùng giấc mộng kia ảo tưởng kết quả. Nhất định lại là long hồn đế tâm, trầm hạo vẫn là đem chính mình mạnh lên nguyên nhân về tài... nhất định lại là long hồn đế tâm. Trầm Hạo vẫn là đem chính mình mạnh lên nguyên nhân về tại thu hoạch được Long Hồn Đế Tâm phía trên. Thực cũng chính là vì vậy, hắn có thể đập gãy đại thụ, lực lượng bạo phát nơi phát ra thì là trong đan điền cái kia to bằng hạt đậu tinh thể. Chính là hiện tại Trầm Hạo mới ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, một khi ngưng tụ chân khí đạp vào thối thể cảnh, trong khống chế xem năng lực, rất nhiều để hắn mê mang sự việc đều sẽ nhận được đáp án. Tô Tô cẩn thận từng ly từng tí đem tan ra kim sang dược bôi lên tại Trầm Hạo năm ngón tay miệng vết thương. Tê, đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, hít một hơi lãnh khí, mà thấu xương đau đớn trước mắt là qua, thay thế là một cỗ rét lạnh dễ chịu cảm giác. Thuốc này quá thần kỳ, cảm giác được vết thương lành lạnh không có chút nào đau. Trầm Hạo há rộng miệng ra. Trước đó vì tô tô bôi thuốc, ngày thứ hai thì triệt để khỏi hẳn, hắn còn có chút không tin, bây giờ bản thân trải nghiệm mới hiểu được thuốc này cường hãn. Tiểu gia hỏa, cái này kim sang dược nhưng là túc xa tự tay nghiên cứu chế tạo, tại phong vũ hai trắng đừng nói ngàn vàng, cũng là trăm lượng đều chưa thấy qua. Túc Sa là đan minh tán thành tam phẩm đan sư, tùy tiện luyện ra đan dược đều giá trị ngàn lượng trở lên. Nói đến Túc Sa, Tô Tô ánh mắt bên trong có tự hào, bởi vì cái kia kỳ quái nữ người cùng nàng một cái căn phòng, hai người quan hệ so như tỉ muội. Lợi hại như vậy, Trầm Hạo hâm mộ không được, thậm chí ngây ngốc hỏi, "Tô Tô tỷ, ta có thể hay không trở thành một tên đan sư?" Tô Tô lắc đầu cười cười, "Nếu như ngươi là hỏa hệ thể chất, có lẽ có cơ hội trở thành đan sư, đáng tiếc ngươi là băng hệ thể chất, căn bản không thể luyện đan. Luyện đan thuật tại Bắc Huyền Đại Lục thuộc về thiên công nghề phụ, muốn trở thành luyện đan sư, đầu tiên muốn với hỏa hệ tinh thông, dạng này mới có thể càng tốt hơn đi trưởng khống hỏa hầu. Tu luyện thủy hệ võ giả sẽ không trở thành đan sư, nguyên nhân rất đơn giản, như nước với lửa, thuộc tính tương khắc. Tại Tô Tô trong mắt, Trầm Hạo nắm giữ băng hệ thể chất, trở thành đan sư khả năng là không, thậm chí tu luyện hỏa hệ vũ kỹ, bởi vì thể chất hạn chế cũng sẽ khó có thể đại thành trở thành đan sư khả năng là không thậm chí tu luyện hỏa hệ vũ kỹ bởi vì thể chất hạn chế cũng sẽ khó có thể đại thành bị vô tình đà kích một phen trầm hạo cũng không huệ oải hắn muốn trở thành luyện đan sư chính là cảm thấy cái nghề nghiệp này thẳng kiếm tiền đã không có khả năng coi như huống hồ phụ thân từng nói qua chỉ cần đạp vào võ cảnh kiếm tiền phương pháp có rất nhiều hôm sau trầm hạo thương thế đã khôi phục mà hắn mang theo đã chết đi mấy ngày trưởng thành địa linh trồn đi vào một chỗ yên tĩnh giữa rừng núi, vận dụng người đạo tơ tầm đào hố đưa nó an táng. Tại trên vai hắn, vừa vừa ra đời không lâu tiểu địa linh trồn thì tại ục ục khẽ ngâm. phảng phất tại thút thít, nếu như không là địa linh trồn, chúng ta có lẽ sớm đã chết ở thị huyết lang trong miệng. Tô Tô đứng tại cách đó không xa, nói khẽ, mặc dù từng để trầm hạo đem sơn động phong tỏa, nhưng nàng minh bạch, thị huyết lang khứu giác cực kỳ nhạy cảm, khẳng định sớm liền phát hiện bọn họ, chính là nhằm vào địa linh trồn mới không có đi đầu công kích. Trên thực tế, Trầm Hạo cùng Toto Tô Tô vẫn thật là bại lộ, ống phong tỏa, nhưng nàng minh bạch, thị huyết lang khứ giác cực kỳ nhạy cảm, khẳng định sớm liền phát hiện bọn họ, chính là nhằm vào địa linh trồn mới không có đi đầu công kích. Trên thực tế, Trầm Hạo cùng Toto Tô Tô vẫn thật là bại lộ, nếu như không là địa linh trồn tìm kiếm con non trùng hợp chạy tới nơi này, bọn họ sớm bị bầy sói cho vây lên. Mà lúc đó, đối mặt gần như hơn ngàn bầy sói, Trầm Hạo coi như trong lúc nguy cấp giác tỉnh bạo phát cũng căn bản không có khả năng thay đổi càn khôn. Tiểu Gia Hỏa, người cũng là cô nhi, Trầm Hạo xoa xoa đứng trên bờ vai tiểu địa linh trồn, trong con người lộ ra đau thương. Trên thế giới này hắn cũng là lẻ loi hưu quạnh một người, nhìn thấy tiểu Gia Hỏa, nhất thời có đồng bệnh tương liên cảm giác. Ục uh, tiểu địa linh trồn lắc, lắc lắc lông xù đầu, theo trên bờ vai nhảy xuống, chui vào Trầm Hạo trong áo lót. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo mỉm cười, nói ta muốn mang lấy tiểu Gia Hỏa cùng đi học phủ không có vấn đề, Tô Tô phất phất tóc xanh, xinh đẹp cười nói, Phong vũ học phủ cho phép sủng vật theo chủ nhân cùng một chỗ tu luyện. Sủng vật, trầm hạo bệnh tương liên bằng hiếu. Úc tiểu địa linh trồn ngửa đầu, ô trong mắt càng không ngừng chuyển động, một khắc này, nó giống như nghe hiểu tên nhân loại này nói tới. Mai táng trưởng thành địa linh trồn về sau, trầm hạo cùng Tô, Tô lên đường tiến về Phong vũ học phủ. Bất quá, từ kim hồ lô bên trong suối nước trong sơn động quỷ dị bị thu lấy sạch sẽ, bọn họ lần nữa đi vào địa linh trồn xào huyệt loại này suối nước ẩn chứa băng hàn chi khí phía dưới chắc là che giấu bảo vật gì đem tử kim hồ lô đựng đầy suối nước về sau tô tô đứng lên nhìn lấy thanh tịnh hồ suối nâng cầm lên suy đoán nói trầm hạo nghe không hiểu nhưng lại chứng chạc đàng hoàng gật đầu còn đứng ngây đó làm gì nhảy đi xuống a à, a à cái gì a à, chẳng lẽ người tính toán để cho ta một cái cô gái yếu đuối đi xuống sao cô gái yếu đuối trầm hạo nhất thời mắt trợn tròn nữ nhân này tu vi nhưng là ngưng nguyên cảnh tuy nhiên tạm thời công lực hoàn toàn biến mất nhưng vẫn là hàng thật giá thật cao thủ a à. tốt a à, trầm hạo bất đắc dĩ rút đi áo mặc hắn rất có thể đem quần cũng cởi xuống dù sao muốn tan nước a à. áo mặc rút đi về sau dung hợp long hồn đế tâm đi qua thối luyện trở nên trắng nõn nửa người trên lõa lổ bên ngoài cường tráng bắp thịt càng là từng khối nhô lên tên này tô tô trên mặt hiện ra ngượng ngùng gấp vội vàng xoay đầu đi nhưng tâm lý càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Một cái tiểu nam nhân, càng từ nhỏ tại vắng vẻ thôn trưởng sinh hoạt, ra thịt vậy mà như thế non mịn, cái này thực sự không thể nào hiểu được cùng đả kích người. Có điều, nhớ tới nhiều nữ nhân hâm mộ ghen ghét cường tráng ra thịt, tô tô tâm lý có chút bối rối, gương mặt cũng bắt đầu nóng. Trầm hạo cũng không có tại trước tiên nhảy đi xuống, mà chính là trước dùng chân nha thăm dò nhiệt độ nước. Lần nữa cùng suối nước tiếp xúc, hắn không có cảm nhận được rét lạnh thấu xương cảm giác, ngược lại có một cỗ khó nói lên lời cảm giác thoải mái theo kinh mạch trầm chậm, chậm vò tới kỳ quái chắc là rất lạnh mới đúng a à? chẳng lẽ là cùng tô tỷ tô nói băng hệ thể chất có quan hệ a à? trầm hạo dứt bỏ nghi vấn lấy một cái quên mùa hài đồng vô cùng khó nói lên lời cảm giác thoải mái theo kinh mạch trầm chậm, chậm vò tới kỳ quái chắc là rất lạnh mới đúng a à? chẳng lẽ là cùng tô tỷ tô nói băng hệ thể chất có quan hệ a à? trầm hạo dứt bỏ nghi vấn lấy một cái quê mùa hài đồng vô cùng làm tiêu chuẩn trồng vó động tác nhảy vào hồ suối bên trong. Phù phù, bọt nước văng lên, hàn khí đối diện đánh tới, nỗi lòng lo lắng Tô Tô quay đầu, nhìn thấy Trầm Hạo đã nhảy đi xuống, nhất thời lo lắng. Nàng sợ hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bất quá, Trầm Hạo xuống nước sau không những không có việc gì, thậm chí phảng phất long quy đại hải, tự do tự tại sướng bơi ra, Tô Tô lúc này mới yên tâm lại. Cùng lúc đó, nàng cũng càng thêm khẳng định xuống tới, tiểu gia hỏa tất nhiên là băng hệ thể chất, dù sao như thế lạnh lẽo nước, đổi lại thối thể cảnh võ giả ở bên trong căn bản là không có cách tiếp nhận, chớ nói chi là vô câu vô thúc bơi lội. Phù phù, trầm hạo tại mặt nước du lịch một lát, cuối cùng một đầu chui vào trong nước. Hắn du lịch thế thuộc về điển hình bơi cho thức, dùng cả tay chân, vô cùng buồn cười. Điểm lộng lẫy, cười đến càng thêm quyến rũ động lòng người. Hồ suối phạm vi cũng không lớn, chỉ có hơn 10 mét, nhưng lại là thường sâu, trầm hạo lặn xuống ước chừng 20 mét mới chạm đến đáy ao. Mà theo hắn lặn xuống, suối nước nhiệt độ cũng tại một chút xíu giảm xuống, may ra nhiệt độ thấp cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hồ suối dưới đáy tầm mắt cũng không tốt, trầm hạo điều động người đạo tơ tầm chỉ có thể nhìn rõ trong nước 2-3 mét. Có điều cái này đã đầy đủ, dù sao hồ suối phạm vi cũng không lớn. Bài trừ gạt bỏ khí dù dưới đáy nước tìm tòi sơ qua, trầm hạo rất nhanh phát hiện phía trước nước bùn bên trong có lấy hào quang nhỏ yếu không ngừng lấp lóe thật chẳng lẽ có bảo bối. Trầm hạo đi qua, khoảng cách gần quan sát dưới, phát hiện ánh sáng thực là từ một khỏa lớn chừng cái trứng gà ngọc châu phát tán. Hạt châu bốn phía nhiệt độ nước rất thấp, suối nước rét lạnh chắc là bái nó ban tặng. Trầm hạo âm thầm phỏng đoán, sơ qua, không do dự đưa tay nắm tới. Tê tê, hồ suối bên bờ, trầm hạo hất lên áo mặc toàn thân rút vào một chỗ hình ánh mắt nhìn hắn. Tô tô xem kỹ lấy viên kia theo đáy nước mang tới ngọc châu, sơ qua mở miệng nói đây cũng là băng hệ bảo vật run dày trầm hạo nghe vậy nhất thời trợn mắt chừng một cái. Tỷ A, à, ta chính là theo đáy nước lấy ra, bị hàn khí lộng hành quấy rối nửa canh giờ còn không có khôi phục lại, không phải băng hệ bảo vật lại là cái gì. Tô Tô cũng không biết trong lòng của hắn phàn nàn, mà là tiếp tục nói, Ngọc Châu hàn khí bức người, dù là ta công lực vẫn còn, cũng không dám tùy tiện đụng vào, mà ngươi mang ra lại bình yên vô sự, bởi vậy có thể thấy được vật này đối ngươi chỗ hữu dụng. Bình yên vô sự, trầm hạo triệt để sụp đổ nói, Tô Tô tỉ, ta vừa rồi nhưng là kém chút bị đóng băng dưới đáy nước a. tô tô giải thích nói, người vừa mới giác tỉnh băng hệ thể chất, không hệ thống tập luyện băng hệ tâm pháp cùng vũ khí, còn không thể chống cự loại hàn khí này. như vậy đi, ta trước vì người bảo quản lấy, đợi ngươi về sau tiếp xúc băng hệ võ công sẽ trả lại cho ngươi. trầm hạo không ý kiến, hắn xuống nước đem thứ này lấy ra, cũng không có chiếm thành, còn không thể chống cự loại hàn khí này. như vậy đi, ta trước vì người bảo quản lấy đợi ngươi về sau tiếp xúc băng hệ võ công sẽ trả lại cho ngươi. Trầm hạo không ý kiến, hắn xuống nước đem thứ này lấy ra, cũng không có chiếm thành của mình tính toán. Cuống hồ lấy hắn hiện tại năng lực căn bản là cầm không đi, tô tô có không gian giới chỉ, chỉ cần ý niệm một lòng liền có thể đặt vào, căn bản không cần lo lắng hàn khí sẽ làm bị thương người. Như thế, trầm hạo lấy tiếp nhận băng hàn xâm nhập làm đại giá vớt lên đến Ngọc Châu, bị tô tô không khách khí đựng nhập không gian giới chỉ. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có thu hoạch, tiếp nhận hàn khí cái này nửa canh giờ, vùng đan điền băng hàn tinh thể đang không ngừng hấp thu thể nội hàn khí. Mà tinh thể kia thật giống như một cái không người khống chế máy móc, tiến hành theo chất lượng tái diễn thối luyện hàn khí bên trong tinh túy, sau đó cùng bản thể dung hợp, lần lượt phát sinh kỳ diệu biến hóa. chương 17, Phá lệ khảo hạch, Bắc huyền đại lục Tây Nam có một tòa nhân khẩu có tới mấy triệu phong vũ thành. Thành này bắt đầu xây dựng vào 3.000 năm tới mấy triệu phong vũ thành, thành này bắt đầu xây dựng vào 3.000 năm trước, là đại lục ở bên trên có chút thành cổ một trong. Phong vũ thành Tây Ngoại Ô, chiếm diện tích ngàn mẫu phong vũ học phủ sừng sững ở đây. Thương Hải tăng niên, cảnh còn người mất, tòa này học phủ còn chứng kiến phong vũ thành theo hoang phế đến phồn hoa bắt đầu đầu đuôi mặt Phong vũ học phủ nắm giữ mấy ngàn năm nội tình, là bác huyền đại lục nổi danh nhất ba đại học phủ một trong. Có thể nói, trải qua học phủ tu hành cường giả, chỉ ít có một phần ba xuất từ phong vũ học phủ. Nội tình, nhân mạch, thành tựu phong vũ học phủ sừng sững không ngã mấy ngàn năm nơi mấu chốt, cũng là rất vừa mới thêm tiếp xúc võ đạo thiếu niên, trong lòng nhất là ước ao và hướng tới võ đạo thánh điện. Một khi chúng tuyển, học có thành tựu về sau, đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực cùng hào môn đều sẽ tranh nhau lôi kéo, bởi vì bình thường tiến vào học phủ bồi dưỡng thiếu niên, tư chất cùng võ đạo đều chiếm được quyền uy tán thành. Đúng là như thế. Vô số thiếu niên sẽ ở phụ mẫu hoặc vũ sư chỉ huy xuống tới đến phong vũ thành tham gia học chúc mà đến, đứng tại phòng vũ học phủ lịch sử đã lâu trước cổng chính chờ đợi 3 năm mới cử hành một giới khảo hạch. Cái gọi là khảo hạch, đơn giản cũng là khảo hạch một người tư chất, muốn đi vào phòng vũ học phủ yêu cầu thấp nhất thì là trung phẩm. Cho nên kinh hai ngày nữa khảo hạch, thấp hơn trung phẩm thiếu niên lang ảm đạm rời đi phong vũ thành, chỉ có số ít người kích động, phấn khởi tiến vào tha thiết ước mơ võ học cung điện. Giới này phòng vũ học phủ chiêu sinh, xuất hiện 6 tên tuyệt phẩm tư chất thiên tài, cũng là gần trăm năm số 1A. Đúng vậy A, à hơn nữa còn xuất hiện hai tên tự nhiên hệ thể chất năm tên thú hệ thể chất sáu tên hệ chiến đấu thể chất thiên tài hai tên có luyện đan tư chất thiên tài phòng vũ học phủ này giới nhưng là thu hoạch lớn lão băng người đây cũng không biết a à, nghe nói tự nhiên hệ một trong thiên tài đồng thời còn nắm giữ tuyệt phẩm tư chất cái này tại học phủ gây nên oanh động to lớn bế quan nhiều năm phó viện trưởng đều bị kinh động còn có việc này học phủ khảo hạch kết thúc 3 ngày náo nhiệt phong vũ thành dần dần bình tĩnh lại mà tại quán rượu bên trong rất nhiều người chính việc này. Học phủ khảo hạch kết thúc 3 ngày, náo nhiệt phong vũ thành dần dần bình tĩnh lại, mà tại quán rượu bên trong, rất nhiều người chính bàn tán sôi nổi lấy khảo hạch lúc hiện ra mới lên cấp thiên tài. Mỗi 3 năm phong vũ học phủ chiêu sinh, không đơn thuần là các thiếu niên đại sự, cũng là bọn hắn những người bình thường này đại sự. Chật chật, tự nhiên hệ thể chất, tuyệt phẩm tư chất, dạng này thiên tài một khi trưởng thành, không ra mấy năm hẳn là các lộ hào môn tranh nhau lôi kéo đối tượng quán rượu bên trong gọi là lão băng trung niên nhân uống một hớp rượu nói ra. Không ra mấy năm, một thực khách cười nói, kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, rất nhiều đại thế lực liền bắt đầu ra tay lôi kéo rồi. Cái thế giới này thế lực, đối với người mới vô cùng coi trọng. Phòng vũ học phủ xuất hiện tự nhiên hệ, tuyệt phẩm tư chất thiên tài, sớm tại các lộ hào môn ở giữa truyền ra, ai không muốn sớm ra tay đem lung lạc đến môn hạ đây. Mọi người có nghe nói hay không, chắc thí cùng ngày, tên không có bối cảnh phong gia thôn xuất hiện một tên tuyệt phẩm, một tên thượng phẩm thiên tài. Nghe nói, giống như ra tay đem lung lạc đến môn hạ đây. Mọi người có nghe nói hay không, chắc thí cùng ngày, tên không có bối cảnh phong gia thôn xuất hiện một tên tuyệt phẩm, một tên thượng phẩm thiên tài. Nghe nói, giống như gọi phong phi ưng cùng phong vi. Ta còn nghe nói, gọi phong phi ưng thiên tài trong thôn lần đầu chắc thí tư chất là thượng phẩm, đến học phủ tiến hành cuối cùng chắc thí lại là không thể giả được tuyệt phẩm. Một cái tiểu thôn trang nhỏ, đá chắc thí khẳng định tương đối cấp thấp, thấp, ngộ phán cũng là rất bình thường. Không sai, giới này rất nhiều mới lên cấp thiên tài đều bị ngộ phán tư chất, bất quá, vẫn là câu kia chuyện xưa, là vàng cũng sẽ phát sáng. Mọi người bàn tán sôi nổi rất kịch liệt, đối bọn hắn mà nói, sau khi ăn xong chuyện phiếm lời nói tư cũng là phong vũ học phủ tuyển nhận thiên tài học sinh. Phong vũ thành, ba dặm bên ngoài, một tên thiếu niên cùng một tên toàn thân hắc y nữ tử đi nghiêm chạy trốn hướng cổng thành. Hiển nhiên, hai người này chính là Trầm Hạo cùng Tô thu thập suối nước sau bọn họ lên đường tiến về phong vũ thành, hết tại hơn nửa tháng sau đi ra ngàn dặm chậm. Theo Trầm Hạo 10 đạo tơ tầm năng lực, có thể tại trong vòng 10 ngày đuổi tới phong vũ thành, nhưng Tô Tô công lực chưa khôi phục, một bên chiếu cố, một bên lên đường lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên bỏ lỡ học phủ khảo hạch. Tô tỷ không quan trọng, Trầm Hạo gái gãi đầu, ngốc cười láo lĩnh nói. Nhưng trong lòng lại không gì sánh được khổ sở, bởi vì chiêu sinh thời gian là mỗi 3 năm một giới, giới hạn tuổi tác 13 tuổi đến 15 tuổi. Giờ phút này hắn đã 14 tuổi, căn bản không có tư cách lại đi tham gia phong vũ học phủ khảo hạch. Đây tuyệt đối là tàn khốc đả kích, Tô Tô có thể cảm giác được trầm hạo phần kia thất lạc cùng uể oải, trong lòng rất cảm giác khó chịu, sau đó âm thầm hạ quyết tâm nói, tiểu gia hỏa, ta nhất định nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào học phủ. Nàng mang theo trầm hạo đi vào phong vũ thành, sau đó an bài tại khách sạn, một thân một mình tiến về phong vũ học phủ ban đêm trầm hạo nằm tại phòng trọ trên giường trên mặt hiện ra một vệt đắng chát không xa ngàn dặm đi vào phong vũ thành vì cũng là tiến vào phong vũ học phủ cao võ đạo bây giờ hết thảy kết thúc uể oải sao không thể phủ nhận dù sao đây là hắn đã từng làm phấn đấu mục tiêu hối hận không trầm hạo tuyệt không hối hận nếu như một lần nữa lại đến hắn sẽ còn lấy chiếu cố tô tô làm chủ dù là chậm trễ học phủ khảo hạch coi như chưa đi đến nhập học phủ, ta trầm hạo cũng sẽ trở thành cường giả chân chính. Trầm hạo theo trên giường đứng dậy, đấu trí ngang nhiên nói, không nhất định nhất định phải tại học phủ tu luyện, ta có thể đi sơn lâm lịch luyện, ta có thể du lịch thiên hạ. Phong vũ học phủ chính là để người bình thường càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn lý giải võ đạo, không có nghĩa là rời đi nó đem chẳng làm nên trò chống gì. Rất nhiều thiên tài cùng cường giả sinh ra, cũng có tại các loại hoàn cảnh phía dưới ma luyện, trưởng thành. Trầm hạo dứt bỏ uể oải tâm tình, quyết định lấy tự thân năng lực bắt đầu sơn giã lịch luyện hoặc ngao du thiên hạ, mà lại tính toán trời sáng liền rời đi phong vũ thành. Có điều, hoàng hôn thời khắc, rời đi Tô Tô xuất hiện lần nữa, mang tới một cái để hắn phấn chấn tin tức, học phủ các cả... tự thân năng lực bắt đầu sơn giã lịch luyện hoặc ngao du thiên hạ, mà lại tính toán trời sáng liền rời đi phong vũ thành. Có điều, hoàng hôn thời khắc, rời đi Tô Tô xuất hiện lần nữa, mang tới một cái để hắn phấn chấn tin tức, học phủ cao tầng biết được ngươi là bởi vì hiệp trợ ta tìm kiếm dược tài chậm trễ khảo hạch, đặc cách trời sáng vì ngươi tiến hành phá lệ chắc thí. Thật sao? Trầm Hạo phấn khởi nói. Đương nhiên, Tô Tô cười cười, nói, nghỉ ngươi thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái, trời sáng sẽ có người tới tiếp dẫn ngươi, tiến về đừng khiến ta thất vọng, nhất định muốn thông qua. Ừm, Trầm Hạo trùng điệp gật gật đầu, vừa rồi nghĩ ra bên ngoài lịch luyện ngao du thiên hạ sự việc đã sớm ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí kích động một đêm đều ngủ không ngon giấc. Người thay đổi, ngoài khách sạn, Tô Tô mới vừa đi ra, một âm thanh như nhược thiếu nữ nhẹ nhàng truyền vào bên tai nàng. Có lẽ vậy, Tô Tô ngừng chân, không quay đầu lại tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, bất đắc dĩ cười khổ nói, còn không phải cùng ngươi tiếp xúc thời gian quá lâu, bị ngươi cảm nhiễm. Dạng này không bản tâm. Lại tới, Tô Tô im lặng nói, ta so ngươi lớn tuổi, ngươi nhưng thật giống như so ta trải qua càng nhiều. Tô Tô, hôm nay tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, ta muốn tạm thời rời đi phong vũ học phủ một đoạn thời gian. Lại muốn đi, Tô Tô phảng phất quen thuộc nói ra, không phải đi, là tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian là bao lâu? Có lẽ ba tháng, có lẽ một năm, thanh âm bên trong có không nhất định. Tô Tô trêu chọc nói, thân là đặc biệt mời luyện đan sư, quanh năm suốt tháng chỉ ở học phủ ở hai tháng, những đầu cổ đó đối người thật đúng là phá lệ rộng rãi. Yếu đuối thanh âm không có truyền đến, chỉ có gió nhẹ ở trên không lay động đường đi thổi tới. Tô Tô biết người đã đi, như trước kia một dạng từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, gọn gàng đi. Hôm sau, Trầm Hạo sớm rời giường, vội vàng rửa mặt, vừa mở cửa phòng liền thấy một tên trang phục nam tử ngăn trở tất cả tầm mắt. Ngươi là Trầm Hạo, ừm, ta gọi sở thần, là phong vũ học phủ chiêu sinh đặc phái viên, phụ trách dẫn dắt ngươi đi khảo, lúc này theo sở thần đi ra khách sạn. Mau nhìn, đây không phải là năm nay đặc phái viên sở thần sao? học phủ chiêu đã kết thúc hắn làm sao trả trong thành tản bộ phòng vũ học phủ đặc phái viên từ thượng giới học sinh đảm nhiệm phụ trách dẫn dắt tân sinh tiến hành võ đạo chắc thí mỗi giới khảo hạch kết thúc đều hội tiếp tục tu luyện võ đạo bây giờ sở thần xuất hiện đằng sau mang theo một thiếu niên tiến về học phủ nhất thời gây nên rất nhiều người qua đường tự mình nghị luận chẳng lẽ thiếu niên này muốn tiến hành phá lệ khảo hạch khẳng định là như thế nếu không đặc phái viên đã sớm hủy bỏ sở thần cũng không thể rời đi học phủ đây chính là đại tin tức, phòng vũ học phủ đã mấy chục năm không có phá lệ khảo hạch A. À. Mọi người ào ào sinh động, thậm chí bắt đầu đi theo hai người đằng sau tiến về phòng vũ học phủ. Cái gọi là phá lệ khảo hạch, là học phủ đối có đặc thù nguyên nhân thiếu niên tiến hành một lần đơn độc khảo hạch. Đơn độc khảo hạch, đã mấy chục năm không có xuất hiện. Mà lại càng trọng yếu là, bình thường đơn độc khảo hạch thiếu niên, khẳng định là tài năng là phá lệ khảo hạch, là học phủ đối có đặc thù nguyên nhân thiếu niên tiến hành một lần đơn độc khảo hạch đơn độc khảo hạch, đã mấy chục năm không có xuất hiện. Mà lại càng trọng yếu là, bình thường đơn độc khảo hạch thiếu niên, khẳng định là tài năng xuất chúng thiên tài, nếu không học phủ cũng không thể phá lệ khai ân cho cơ hội này. Vài thập niên trước, một tên thiếu niên nhân nguyên nhân nào đó bỏ lỡ khảo hạch, học phủ cao tầng cho phá lệ khảo hạch, cuối cùng thiên phú bị phán vì tuyệt phẩm cũng nắm giữ thú hệ thể chất mà trở thành ca tụng. Sở thần mang theo trầm hạo một đường đi tới, thiêu đốt phong vũ thành sắp bình thản trở lại bầu không khí. Rất nhiều võ giả, rất dừng lại thêm nội thành chưa rời đi rất nhiều hào môn tai mắt cũng hào ảo tiến về học phủ bọn họ muốn nhìn một chút cái này phá lệ khảo hạch thiếu niên đến cùng tài năng xuất chúng tới trình độ nào tên này nhìn qua rất phổ thông a à, mặc lấy như thế rách dưới không giống danh môn tử đệ lại là thiên tài a à. làm trầm hạo ngừng chân tại tràn ngập phong cách cổ xưa khí thức học phủ trước cổng chính sớm đã tụ tập võ giả ào ảo dò xét tâm lý rất hoang mang đã tụ tập võ giả ào ảo dò xét tâm lý rất hoang mang Vài thập niên trước vị thiên tài kia xuất từ Hào môn, mà thiếu niên này thấy thế nào, làm sao giống nhà quê a. Đương nhiên bọn họ hiện tại cũng không có căn cứ ăn mặc đến phán định Trầm Hảo có phải hay không thiên tài, dù sao học phủ đã vì hắn mở ra phá lệ khảo hạch, chắc hẳn sẽ không nhìn nhầm. Không cần khẩn trương, thả lỏng. Sở Thần hướng về phía Trầm Hạo cười cười, biểu lộ rất ôn hòa. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, đây là một cơ hội, là một lần trở thành cường giả cơ hội, hắn có phải thành công lý do. Đi thôi, sở thần cất bước mà đi, trầm hạo vội vàng đuổi theo. Đi qua có lịch sử giá trị phong cách cổ xưa đại môn, một cỗ uy nghiêm khí tức đập vào mặt, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước, song quyền nắm chặt cùng một chỗ, âm thầm thề ta nhất định có thể khảo hạch thông qua. Làm trầm hạo tiến vào học phủ về sau, mọi người cũng bắt đầu nghị luận. Mà che giấu chỗ tối tô tô, nhìn trầm hạo tiến vào phong vũ học phủ, thấp giọng nói, trầm hạo, ta tại học phủ chờ ngươi, ở phương, mà giảng đường thì là các loại võ đạo thủ nghiệp tràng sở, còn túc đường thì là hơn 3.000 tên học sinh nơi ở địa phương. Trầm hạo theo sở thần tiến vào học phủ, hiện ra trước mắt là một mảnh rộng rãi đường lát đá, con đường này bị thế nhân cùng võ giả xưng là anh hùng con đường, bởi vì đường hai bên cách mỗi 10 mét đều sẽ đứng vững vàng nhất tôn hình người tượng đá. Tượng đá sinh động như thật, tư thái ngàn vạn, khiến cho trong không khí tràn ngập để người huyết dịch làm sôi trào khí tức. Đây đều là hóa nguyên cảnh cường giả pho tượng, là ta phong vũ học phủ kiêu ngạo sở thần vì trầm hạo giảng giải, trong thần sắc tràn ngập chờ mong. Hóa nguyên cảnh, trầm hạo thầm giật mình, đây là bác huyền đại lục đệ tứ đại cảnh, nghe vũ sư nói có thể ngự không phi hành, một quyền san bằng đại sơn. Anh hùng trên đường cùng sở hữu trăm vị tượng đá, mỗi cái tượng đá phía dưới đều khắc lấy võ giả tên cùng cuộc đời chiến tích cùng võ đạo cảnh giới. Trầm hạo vừa đi vừa nhìn, tiếp cận nhiệt huyết sôi trào lên, sẽ có một ngày, ta sẽ đạt tới bọn họ cảnh giới. Không, ta sẽ trở thành đệ ngũ cảnh ám thiếu niên chính trụng đầu vào nghị luận lấy, bọn họ là phong vũ học phủ học sinh, có tân sinh, cũng có học trưởng Những người này tới đây, tự nhiên muốn xem thử xem tối hôm qua thì lưu truyền, bị áo đen đặc sứ tô đại nhân thỉnh nguyện, từ học phủ cao tầng đồng ý phá lệ khảo hạch thiếu niên. Thôi đi, nguyên lai like lại là một tên nhà quê, trong đám người, một tên thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy trầm hạo sau lạnh nhạt nói, sẽ có bản lãnh gì. Người này tên là Tiêu Cương, ba ngày trước mới lên cấp học sinh, tư chất tuyệt phẩm, xuất sinh danh môn. Có thực lực, có thế lực, vừa tiến vào học phủ ba ngày, hắn thì đang tái sinh bên trong có được không nhỏ danh tiếng. Đương nhiên, tâm cao khí ngạo hạng người không phải hắn một người, rất nhiều tướng mạo đường đường thiếu niên nhìn thấy trầm hạo rách dưới giặc, ao ao khịt mũi coi thường, chỉ là không có như tiêu cương như vậy ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, dù sao bọn họ đều rất tự cho mình siêu phàm. Tiêu cương, người không thể xem bề ngoài, có lẽ hắn thì so với người còn mạnh hơn đây một tên thân xuyên thô y thiếu niên xấu xấu cười nói, người tên này là theo sơn cốc canh mương đi ra, trong nhà một nghèo hai trắng. Bất quá, dám nói thẳng chào phúng công tử ca tiêu cương, cũng là bởi vì người này nắm giữ thượng phẩm tư chất cùng giác tỉnh thú hệ thể chất. Cân nhắc một tên thiên tài tiêu chuẩn, thì là thể chất cùng tư chất. Tiễn như sơn mặc dù chỉ là thượng phẩm, nhưng so tiêu cương nhiều đặc thù thể chất, hai người đều là mười đạo tơ tầm, thực lực nhưng cũng khó phân trên dưới. Tiễn như sơn, người đây là tại đánh giám, Tiêu cương cả giận nói, hắn cùng tiến như sơn bị phân tại cùng một chỗ võ đạo đường, hôm qua thì phát sinh mâu thuẫn kém chút động thủ đánh lên, cho nên nói chuyện rất không khách khí. Tiêu công tử, nhà ngươi đánh giấm đều là dùng miệng A. À. Tiễn như sơn cười nhạo nói, lời này nói ra, sau lưng các thiếu niên ẩm vang cười rộ lên. Đương nhiên, cười đến người nhiều đều là xuất thân nghèo khổ, mà những cái kia muốn cười nhưng lại chịu đựng không cười thì là ra thế thì tốt hơn. Tiến vào phòng vũ học phủ thiếu niên bình thường chia làm hai phái, một phái là quý tộc, một phái là bình dân. Giới này tuổi nhiều đều là xuất thân nghèo khổ, mà những cái kia muốn cười nhưng lại chịu đựng không cười thì là ra thế thì tốt hơn. Tiến vào phòng vũ học phủ thiếu niên bình thường chia làm hai phái, một phái là quý tộc, một phái là bình dân. Giới này tân sinh bên trong tiến như sơn là bình dân đại biểu, tiêu cương thì là quý tộc đại biểu. Đáng giận, tiêu vừa ra đời danh môn, nói tục phía trên khó có thể cùng người nghèo xuất thân tiến như sơn chống lại, Thẹn quá hóa giận phía dưới liền muốn bạo phát 10 đạo tơ tằm cùng tên kia đánh lên mấy trăm lần hợp. Làm gì chứ? Mới vừa tới đến sở thần khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Tiêu niên đệ, chẳng lẽ quên học phủ quy định sao?" Tiêu Cương nghe vậy, đè ép lửa giận đem tơ tằm tán đi. Học phủ chia làm hai phái nhân xuất thân khác biệt, quan hệ rất không hài hòa, nhưng học phủ nghiêm cấm học sinh ở giữa tư đấu, người vi phạm bất luận thân phận là muốn cái lỗi nặng, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị khu trục. Tiêu Cương không dám ở người trước khiêu chiến học phủ quyền uy, chỉ có thể trong lòng hận nói, tiễn như sơn, người chờ đó cho ta. Người có thể đi vào, bên đó cho ta. Người có thể đi vào, bên trong có đạo sư vì ngươi một lần nữa chắc thí tư chất. Sở thần chỉ chỉ phía trước lầu các, ừm, trầm hạo gật gật đầu cất bước đi vào. Hắn nghe đến Tiêu Cương nói chuyện, trong lòng xem thường, dù sao loại này châm chọc chế diễu trước kia gặp đến bao nhiêu. Có thể bị học phủ cao tầng phá lệ khảo hạch, tiểu tử này chắc là có chút vốn liếng cũng không biết có thể hay không đạt tới tuyệt phẩm, nắm giữ đặc thù nào đó thể chất đây. Trầm hạo đi vào lầu các, mọi người bắt đầu nghị luận lên. Cho dù rất nhiều công tử ca xem thường hắn, nhưng lại cực kỳ chú ý, dù sao có thể phá lệ khảo thí, người này tuyệt không đơn giản. Trầm hạo, mà trong đám người, một tên thiếu niên áo trắng ẩn vào chỗ tối, song quyền nắm chặt, sắc mặt cảm thấy có chút vặn vẹo, nói, người vẫn là đến. Người này rõ ràng là phong gia thôn phong phi ưng, bị trầm hạo đánh bại, hắn lòng tự trọng nghiêm trọng vỡ vụn, cũng triệt để đem hắn ghi hận tâm lý, dù là tiến vào học phủ cũng chưa từng quên. Phong Phi ưng biểu lộ rất khủng bố, nhưng đột nhiên đến tiếng cười thanh thúy, sau đó âm thầm lạnh nhạt nói, Phong Vi ngươi rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Chính mình vị hôn thê cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp, Phong Phi ưng cũng không có tức giận, ngược lại khóe miệng hiện ra một vệt âm u mỉm cười. Thực nam nhân này không ngốc, đã sớm biết Phong Vi rất bỡ đỡ, mới vừa tới đến học phủ ba ngày thì cùng người khác cấu kết lại cũng nằm trong dữ liệu. Đương nhiên, coi như hắn tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bởi vì phong vi quấn lấy nam nhân kia, chính là năm nay học phủ lục tuyệt đứng đầu, nắm giữ hỏa hệ thể chất mạnh nhất thiên tài, mà lại đã đạp vào thối thể cảnh. Dạng này đối thủ, phong phi ưng tự biết tạm thời không cách nào chống lại, mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không nhìn thấy, đồng thời âm thầm tính toán như thế nào sử dụng phong vi cùng cái này mạnh nhất thiên tài. Lâu các rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mét vuông. Trầm hạo đi tới, phát hiện gian phòng bên trong trừ đứng đấy một tên tuổi trừng lão giả khoảng 60 tuổi lại không có ai. Ngươi là tô nha đầu trầm hạo, lão giả không lạnh không nhạt hỏi. Ừm, trầm hạo rất lễ phép hướng lão khoảng 60 tuổi lại không có ai. Ngươi là tô nha đầu trầm hạo, lão giả không lạnh không nhạt hỏi. Ừm, trầm hạo rất lễ phép hướng lão giả cúi đầu, lão giả không có lại nói, tay áo dài vung lên, trong tay thêm ra một cái trong suốt thủy tinh bóng. Thản nhiên nói, đưa tay đưa qua đến dán ở phía trên, Ngưng tụ tơ tầm. Trong suốt thủy tinh bóng là đá chắc khí tiến hóa bản, chẳng những có thể lấy hoàn mỹ chắc khí võ giả tư chất, còn có thể chắc khí võ giả thể chất. Trầm Hạo theo lấy lão giả nói, đưa tay dán tại thủy tinh cầu phía trên, vận chuyển thể nội 10 đạo tơ tầm. Đây đã là lần thứ ba chắc khí tư chất, đổi lại trước kia hắn khẳng định sẽ kích động, mà bây giờ lại lạ thường bình tĩnh. Mặc kệ cấp thấp vẫn là thánh phẩm, hắn đã triệt để nghĩ thoáng. Ông ong, thủy tinh cầu cảm nhận được trầm hạo tơ tầm sau bắt đầu hơi run rẩy, mà loại này run rẩy tốc độ đang kéo dài đề cao. Ừm, lão giả nguyên bản ở vào hơi hơi nhắm mắt, cảm giác thủy tinh cầu run rẩy tốc độ không ngừng kéo lên, hơi hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy trong thủy tinh cầu một cuồn cuộn băng khí lưu cao. Ừm, lão giả nguyên bản ở vào hơi hơi nhắm mắt, cảm giác thủy tinh cầu run rẩy tốc độ không ngừng kéo lên, hơi hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy trong thủy tinh cầu một cuồn cuộn băng khí lưu màu xanh tại xoay quanh. Quả nhiên là băng hệ thể chất, hắn nhìn xem trầm hạo, khóe môi nhếch lên không ngoài sở liệu mỉm cười. Hôm qua Tô Tô cũng đã đem trầm hạo thể chất nói cho học phủ cao tầng. Băng thể chất thuộc về tự nhiên hệ, cũng coi là thiên tài. Nhưng là, có quan hệ Tô Tô nhắc đến hư hư thực thực thánh phẩm thể chất, vị lão giả này cùng rất nhiều cao tầng đều việc không đáng lo, dù sao loại kia tư chất rất khó khăn xuất hiện, huống hồ bình thường đều là đản sinh tại một ít nội tình 10 phần đại thế gia bên trong, một cái bình thường thôn quê thiếu niên làm sao lại nắm giữ. Cũng chính là loại ý nghĩ này, Lão giả mới có thể biểu hiện rất lãnh đạm. Nhưng, ngay tại hắn mỉm cười thời khắc, thủy tinh cầu run rẩy tốc độ đột nhiên tăng tốc, sau cùng siêu một tiếng theo tay bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời tiếp tục xoay tròn. Cái này, lão giả thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, còn, thậm chí bắt đầu tản mát ra ánh sáng. Lão giả càng là khó có thể tin, bởi vì thủy tinh cầu chắc thí, từ trước đến nay không có ánh sáng bên ngoài tán, trừ phi. Hưu, ngay tại lúc này, cực tốc chuyển động thủy tinh cầu líu lo đình trệ ánh sáng lấp lẽ phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ. Vẹn vẹn hai chữ, nhưng chính là hai chữ này, để trước đó phong khinh vân đạm lão giả hai mắt trợn tròn, ngốc như con gà. Mà thủy tinh cầu phía trên hai chữ thì là cấp thấp. Cấp thấp, lại là cấp thấp, lão giả di chuyển cứng ngắc cổ, nhìn về phía trầm hạo thật giống như đang nhìn một cái quái vật. Nhưng là không phải, thủy tinh cầu đột nhiên bay lên lại phát ra ánh sáng, đây là trước đây chưa từng gặp hiện tượng, vừa rồi thậm chí suy nghĩ thiếu niên này chẳng lẽ đúng như tô tô nói tư chất đạt tới thánh phẩm mà thủy tinh cầu hiển lộ ra cấp thấp để hắn triệt để lộn xộn bởi vì kết quả cùng dự đoán tranh lệch thật là quá lớn đại hắn căn bản là không có nghĩ đến lại nói một tên nắm giữ tự nhiên hệ thể chất thiếu niên lại nắm giữ cấp thấp tư chất đây tuyệt đối là lãng phí là lãng phí đúng cũng là lãng phí trên thế giới này võ giả muốn hoàn mỹ phát huy tự thân thể chất tiềm lực phải có không sai tư chất cấp thấp tư chất đại biểu không thể khai phát băng hệ tư chất đây không phải lãng phí là cái gì cấp thấp lần thứ ba nhìn thấy cấp thấp tư chất xuất hiện trầm hạo không có chút nào cảm giác hắn đã thành thói quen đáng tiếc lão giả lắc đầu thở dài tốt như vậy tự nhiên hệ thể chất tư chất dù là trung phẩm chậm rãi bồi dưỡng cũng sẽ thể hiện ra không kém gì tuyệt phẩm chiến đấu lực tiền bối ta thông qua sao trầm hạo đắng chất hỏi câu nói này rất không có sức bởi vì học phủ thu nhận sử dụng yêu cầu thấp nhất là trung phẩm người đã giác tỉnh thể chất, hơn nữa còn là tự nhiên hệ, căn cứ học phủ quy định đã đạt tới chúng tuyển yêu cầu." Lão giả nói ra, "Phong Vũ học phủ xưa nay đều có tự nhiên hệ ưu tiên chiêu sinh quy định, mà học phủ đám tiền bối chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, nắm giữ tự nhiên hệ thể chất, tư chất lại là cấp thấp." Loại hiện tượng này, tại Bắc Huyền Đại Lục khẳng định gần như không tồn, "Vũ học phủ xưa nay đều có tự nhiên hệ ưu tiên chiêu sinh quy định, mà học phủ đám tiền bối chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, nắm giữ tự nhiên hệ thể chất, tư chất lại là cấp thấp." loại hiện tượng này tại bắc huyền đại lục khẳng định gần như không tồn tại nhưng thật sự là cấp thấp sao cao cấp chắc thí thủy tinh cầu cho ra kết luận chỉ sợ cũng chưa hẳn chính xác bởi vì tại chắc thí trước trầm hạo trái tim mặt ngoài chín đạo văn tuyến tại nhỏ nhẹ lấp lóe trong đan điền tinh thể hiện ra kỳ quái khí lưu lặng yên không một tiếng động dung nhập tơ tằm bên trong chắc thí tư chất cần thuần chính nhất tơ tằm mới có thể cấp cho chính xác phán định mà quỷ dị kỳ dị thuộc tính cùng tơ tằm dung hợp Trầm Hạo lần này chắc khí cũng không phải là tuyệt đối hợp cách. Đương nhiên, có quan hệ đây hết thảy, Trầm Hạo chính mình không rõ ràng, đạt tới đệ tam cảnh lão giả cũng không có cảm thấy được. Mà cái này đều đã không quan trọng, nghe đến mình bị học phủ chiêu sinh, Trầm Hạo trong lòng thở phào. Tư chất coi như cấp thấp cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở chỗ này tiếp xúc càng hoàn thiện võ đạo hệ thống đã đầy đủ. Chương 10: Cấp thấp tư chất. Đúng vậy a, à, ta còn tưởng rằng có nhiều châu đây. Đáng tiếc băng hệ thể chất Đúng đấy, nếu như ta nắm giữ dạng này tự nhiên hệ thể chất, coi như cùng tuyệt phẩm thiên tài so cũng không thể kém. Cấp thấp tư chất có thể tiến vào phong vũ học phủ, đây chính là khai sáng thời đại A. Trầm hạo tư chất kết quả khảo nghiệm cùng ngày ngay tại học phủ truyền ra, thậm chí gây nên oanh động không nhỏ, mà loại này oanh động là mặt trái, là khiến người ta chế diễu. Phong vũ học phủ tất cả mọi người đang nghị luận trầm hạo, phong phi ưng tại nghe đến tin tức này về sau, khóe miệng vệt ra khinh thường nói, lại là cấp thấp tư chất, ta còn tưởng rằng hắn thật đạt tới tuyệt phẩm. Nếu như Trầm Hạo đạt tới tuyệt phẩm, hắn sẽ nhận thật đối đãi, bây giờ kết quả lại là cấp thấp, để hắn khó có thể dẫn lên hứng thú, dù sao vài ngày trước chắc thí, hắn tư chất thuộc về tuyệt phẩm, chính là tân sinh lục tuyệt một trong. Cái gọi là lục tuyệt, cũng là 6 cái tuyệt phẩm tư chất thiên tài. Phòng vũ học phủ tuyệt phẩm tư chất không vẻn vẹn chỉ có 6 cái, những giả dơ đó học sinh bên trong cũng không thủ lớn nhất thiên tài đứng đầu, ngày thường rất ít tại học phủ lộ diện, không phải bế quan cũng là bị cao thủ dạy bảo. Tiểu tử này có thể đánh bại ta, có lẽ cũng là bắt nguồn từ băng hệ thể chất. Phong Phi ưng nói thầm, hôm nào tại võ đường, áo đen đặc sứ đá chắc thí nổ tung, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế. Trầm hạo, cấp thấp tư chất mới là người lựa chọn tốt nhất. Một chỗ vắng vẻ trong núi rừng, tâm cơ thâm trầm Phong Vi biết được nam nhân kia tư chất về sau, thể hiện ra rực rỡ nhất mỉm cười. Thực nàng đã sớm biết trầm hạo đi vào học phủ, cũng biết phá lệ chắc thí người là hắn. Bây giờ tư chất kết quả sau khi ra ngoài, Phong Vi đã cùng Phong Phi ưng như vậy triệt để bơ trầm hạo, dù sao chính là nắm giữ băng hệ thể chất, tư chất lại là cấp thấp, căn bản không đáng coi trọng. Đương nhiên, đối với hắn phần kiệu án hận lại sẽ không tiêu trừ. Thời gian còn rất dài, về sau có thời gian đi thu thập cái này cấp thấp kẻ đáng thương. Vi Nhi, ngay tại lúc này, một tên tuấn tú thiếu niên xuất hiện tại rừng cây. Tài ca ca, Phong Vi đứng lệ sẽ không tiêu trừ. Thời gian còn rất dài, về sau có thời gian đi thu thập cái này cấp thấp kẻ đáng thương. Vi Nhi, ngay tại lúc này, một tên tuấn tú thiếu niên xuất hiện tại rừng cây. Tài ca ca, Phong Vi đứng lên, tay nhỏ xoa góc áo, âm thanh trách cứ nói, người ta đợi người thật lâu. Xin lỗi, ta vừa rồi có việc, thiếu niên gãi gãi đầu trên mặt tràn ngập ái náy. Người này tên là Đan Tài, chính là năm nay tân sinh lục tuyệt một trong đồng thời nắm giữ hỏa hệ thể chất, thuộc về trói mắt nhất thiên tài mà người này thế lực sau lưng càng là phong vũ thành bá chủ đan gia tuy nhiên xuất sinh hào môn lại là thiên phú nắm dị nhưng vị này đan công tử trong nhà một mực được bảo hộ rất tốt không có gì lịch luyện đơn thuần như một tờ giấy trắng chính là ý thức được điểm này phong vi mới chủ động tiếp xúc hắn không cần tốn nhiều sức đem mê hoặc phong độ nhẹ nhàng ra thế hiển hách lại có bất phàm thiên tư thiếu niên như vậy tuyệt đối là nữ sinh tranh nhau truy đuổi mục tiêu phong vi bài trừ đối lập cấp tốc cùng đan tài bảo trì quan lập, cấp tốc cùng đan tài bảo trì quan hệ thân mật, thủ đoạn cũng là rất cao minh. tài ca, ta nghe nói ngày hôm nay phá lệ chắc khí người nắm giữ giống như người tự nhiên hệ thể chất. phong vi duỗi ra tay nhỏ, quen thuộc lãm tại đan tài trên cánh tay. ừm, đan tài mặt bắt đầu nóng lên, sau đó nói đáng tiếc tư chất chính là cấp thấp. cấp thấp tư chất, phong vi giả bộ kinh ngạc nói tốt như vậy thể chất, lại có kém như vậy tư chất, thật sự là quá đáng tiếc. đúng vậy a. À đan tài rất đồng ý nói nếu như vậy tư chất cho người khác thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh ai phong vi lắc đầu thân thể hơi hơi theo sát đi tới người được cái kia vệt mùi thơm đan tài mặt nhất thời đỏ như táo phong vi thấy thế cười càng rực rỡ càng vỗ nghị nàng cảm giác mình triệt để đem tên thiên tài này cho khống chế ta nghe cha nói qua có một loại vũ khí có thể rút ra người khác thể chất cứng ngắc đan tài não tử có chút khinh suất mở miệng nói phong vi nghe vậy nao nao chợt trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ vui mừng, thẳng trắng ánh sáng bỗng nhiên xẹt qua. Một tên lạnh đến cực hạn nữ hài đột nhiên xuất hiện trước người hai người, trong tay lưỡi dao sắc bén lấp lóe hàn quang, áp sát vào phong vi trắng noãn trên cổ. Phong vi thân thể cứng ngắc, hoa dung thất sắc, băng nhi, thanh kiếm buông ra, đơn mới nhìn đến nữ tử đột nhiên xuất hiện, còn động võ khí, cao mày nói, nàng là bằng hiếu, đừng làm loạn. Gọi là băng nhi thiếu nữ ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phong vi, lạnh nhạt nói ca người mới vừa nói không nên nói ta đan tài cũng ý thức được chính mình giống như lại nói nhiều nhưng vẫn là trầm giọng quát ca để ngươi nhanh được kiếm buông ra thiếu nữ bất đắc dĩ thu hồi lưỡi dao sắc bén lại đem phong vi túm ra vứt qua một bên đi lạnh nhạt nói ngươi về sau không cho phép đón thêm gần ta ca nếu không ta sẽ giết ngươi băng nhi đan tài bất mãn quát nàng là bằng hữu ta không được vô lễ như thế ca Thiếu nữ cả giận nói, nữ nhân này một mực tải tận lực tiếp cận ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ca người đẹp trai như vậy, bị ngươi... Ca, thiếu nữ cả giận nói, nữ nhân này một mực tải tận lực tiếp cận ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ca người đẹp trai như vậy, bị người tận lực tiếp cận cũng là là việc thương tình. Đan tài chuyện đương nhiên nói ra, thiếu nữ lật qua mí mắt, nghĩ thầm, ta cái này ngây ngô ca ca vậy mà như thế tự luyến, trước kia làm sao không nhìn ra đây? Tốt, người mau mau rời đi nơi này chuyện của ta không cần ngươi cô muội muội này để ý tới đan tài tức giận thiếu nữ giậm chân một cái quay người rời đi có điều rời đi trước lại đối phong vi nói người lớn nhất nhớ kỹ ta nói chuyện nếu không hậu quả ngươi cũng biết nói xong nghênh ngang rời đi vi nhi không có hù đến ngươi đi đan tài vội vàng đi tới lo lắng hỏi gặp cái kia băng lãnh nữ nhân rời đi phong vi buông lỏng một hơi chưa tỉnh hồn nói không có không có việc gì ai muội muội ta chính là như vậy tính cách, tổng nói là người khác có ý xấu, người đừng để ý. Phong Vi cười cười, nói tài ca, không nghĩ tới tân sinh lục Việt duy nhất nữ tính, thế vậy tính cách, tổng nói là người khác có ý xấu, người đừng để ý. Phong Vi cười cười, nói tài ca, không nghĩ tới tân sinh lục Việt duy nhất nữ tính, thế mà muội muội của ngươi. Vi Nhi, chuyện này, ngươi không thể nói cho người khác biết. Ừm, Phong Vi gật gật đầu, tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn trở về bị muội muội bắt cái hiện trường, đàn tài cũng không tâm tình cùng phong vi hẹn hò, vội vàng cáo từ rời đi. Mà khi hắn đi về sau, nhìn như chưa tỉnh hồn phong vi, khóe miệng lại vệt ra một tia cười lạnh, rút ra thể chất vũ kỹ. Lại nói trầm hạo, làm hắn thuận lợi bị phong vũ học phủ chiêu sinh về sau, theo sở thần tiến về vị an bài bỏ đường. Lấy hắn cấp thấp tư chất thân phận, có thể tiến vào học phủ bồi dưỡng đã để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, ở lại gian phòng tự nhiên là bình thường nhất, mà lại bên trong còn ở bốn tên học sinh. Trầm Hạo rất thỏa mãn, chỉ ít học phủ bỏ đường so phong gia thôn ở nhà lá cao cấp hơn rất nhiều. Học đệ, ta đi trước, người như có chuyện gì có thể đi giáp khu tìm ta. Bỏ đường. Tuy nhiên phá điểm, nhưng coi như không sai. Trầm Hạo rất hài lòng, sau đó cất bước chuẩn bị tiến vào bỏ đường. Bất quá, làm hắn vừa mới nhấc chân, một đạo bóng xám siêu bay tới rơi trên vai, nhìn kỹ lại thế mà lông xù tiểu địa linh trồn. Trứng, nhìn thấy tiểu gia hỏa, trầm hạo cười đưa tay xoa xoa. Chứng là hắn vì tiểu địa linh trồn lên được tên, đối phương như là cũng tiếp nhận cái tên này, ra sức tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại. Trầm hạo, đúng lúc này, đằng sau truyền đến ôn nhu, trầm hạo xoay người, liền gặp áo đen ăn mặc tô tô chính nhìn lấy chính mình, sau đó an ủi không nên nản trí. Nữ nhân này đã biết trầm hạo lần thứ ba kết quả khảo nghiệm. Mới đầu nàng không tin, một tháng tiếp xúc cùng lịch luyện tiểu gia hỏa bạo phát chiến đấu lực cùng kiên quyết, đều không nên thuộc về cấp thấp. Nhưng là, cao hơn đá chắc khí cấp thủy tinh cầu vô cùng quyền uy, kết quả nếu như đã đi ra, nàng cho dù không tin cũng vô lực thay đổi hiện thực. Trầm hạo nhếch nhếch miệng, rực rỡ cười nói, tô tô Tỷ, ta không nản trí, tô Tỷ, ta không nản trí, ta thật cao hứng, bởi vì ta thuận lợi tiến vào học phủ. Thấy cái kia thiên chân vô tà nụ cười, tô tô thật bất ngờ, dưới cái nhìn của nàng, tiểu gia hỏa hẳn là sẽ uể oải hẳn là sẽ thương tâm, nhưng vì sao nhưng là cười được. Trầm hạo, Người rất kiên cường, phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tô Tô trong lòng âm thầm nói ra, sau đó một phen căn dặn mới rời khỏi. Nàng chỉ có thể đến giúp nơi này, bây giờ tiến vào học phủ, về sau hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Phòng vũ học phủ cung cấp học sinh chỗ ở bỏ đường chia làm 10 tổ, phân biệt là giáp, ất, bính, đinh, mậu, chính mình, canh, tân, nhâm, quý. Trầm hạo được phân phối bỏ đường là quý chứ tổ, cũng là học phủ cấp thấp nhất làm hắn cáo biệt Tô Tô, mang theo trứng đi vào quý tổ túc xá, theo lấy sở thần cho ra gác cửa hào cuối cùng dừng ở năm hai một phòng. Két, trầm hạo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ hôi chua vị chạm mặt tới. Hưu, đột nhiên, gian phòng bên trong một cái hắc vật bắn ra, túc xá, theo lấy sở thần cho ra gác cửa hào cuối cùng dừng ở năm hai một phòng. Két, trầm hạo nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ hôi chua vị chạm mặt tới. Hưu, đột nhiên, gian phòng bên trong một cái hắc vật bắn ra, trầm hạo mười đạo tơ tầm bạo phát nhấc nắm đánh phía đánh tới hắc vật bất quá khi vật kia càng lúc càng gần hắn lại phát hiện bay tới đồ vật giống như tất thối tại là khẽ nhíu mày nắm hóa thành trưởng lấy tơ tầm hình thành trưởng phong đem đánh bay ra ngoài ba tất thối theo trưởng phong đường cũ quay trở lại dán ở bên trong một tên cười xấu xa trên mặt thiếu niên ha 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 gian phòng bên trong truyền ra không kiêng nể gì cả cười to trầm hạo đi tới ý thức được bị đánh trở về tất thối bất hạnh mệnh chung người khác trên mặt tràn ngập ái náy trương kiến hồng người cái này gọi trừng phạt đúng tội đúng đấy chính là ha 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 gian phòng bên trong còn có hai tên thiếu niên bọn họ giờ phút này đã cười khom lưng liền vừa chảy nước mắt vừa cười có thể không cười a à, gọi... hai tên thiếu niên tới nơi này thời điểm đều bị chính thức nghênh đón qua trầm hạo lấy trưởng phong đem tất thối thổi về dán tại hắn trên mặt mình tuyệt đối hả hê lòng người đáng giận gọi trương kiến hồng thiếu niên đem trên mặt tất thối vùng mi, một bước phóng ra, đơn nắm giỏ ra, thẹn quá hóa giận theo trầm hạo đánh tới. Trầm hạo nhấc chân nhẹ nhóm né tránh, ha ha, thật sự có tài, trương kiến hồng nhất kích chưa trúng, quyền pháp lại biến, tiếp tục công hướng trầm hạo. Nhưng là tiểu tử này vẻn vẹn ngưng tụ tám đạo tơ tầm, đối mặt 10 đạo tơ tầm trầm hạo làm thế nào cũng đánh không đến. Trầm hạo vốn là chính là tránh né, nhưng nhìn thấy tên này từng bước ép sát, rơi vào đường cùng đột nhiên bắt hắn lại tay trái, sau đó thân thể lóe lên đem cài lại ở trên lưng. Ai u, đau đau, Trương Kiến Hồng nhất thời kêu to lên, hai tên thiếu niên mắt trợn tròn, cao hơn chính mình ra một hai đạo tơ tầm túc xá lão đại lại bị một chiêu giải quyết. Khẳng định là hắn chủ quan, trầm hạo vô ý làm khó dễ người này, cuối cùng thả ra Trương Kiến Hồng tay trái, quét. Trương Kiến Hồng cua cánh tay trái, cười đi tới, vừa rồi một chiêu bị chế phục sự việc giống như chưa từng xảy ra. Trương 20, lấy ít đánh nhiều. Trầm Hạo cấp thấp tư chất bị chắc thí đi ra, cùng ngày liền thành học phủ danh nhân, năm hai một phòng bên trong thiếu niên cũng nghe nói cái này danh nhân được phân phối tại chính mình bỏ phòng. Gọi Trương Kiến Hồng thiếu niên, mặt vuông, nhìn qua không phải rất đẹp trai, cũng không phải rất xấu, từng tại túc xá cái lộn nói thấp như vậy phẩm tư chất đến túc xá, quả thực là kéo cấp thấp, phải nhiệt liệt hoan nghênh. Kết quả biến khéo thành vụng, chẳng những ăn thua thiệt, còn bị một chiêu chế phục. Trương Kiến Hồng tính cách cũng là rất quái lạ, bị chế phục sau cũng không có tức giận, ngược lại hướng về phía chính thu thập sập giường trầm hảo tự giới thiệu mình, ta gọi Trương Kiến Hồng, phong vũ thành đại gia tộc Trương gia dòng chính, thượng phẩm tư chất. Cái này đầu trộm đuôi cướp ra hỏa gọi Vương Tiến, trung phẩm tư chất. Cái này quả bí lùn gọi Diệp Tiêu, trung phẩm tư chất. Hắn nhanh lời khoái ngữ đem túc xá hai tên thiếu niên từng cái giới thiệu, có điều có quan hệ tướng mạo dấu hiệu hình dung. tuổi tác tuy chỉ có 13 tuổi, kích cỡ cũng đã khoảng 1,7m, người đồng lứa bên trong thuộc về phát dục tương đối nhanh. Trầm Hạo thu thập xong giường chiếu, quay người dò xét ba vị bạn cùng phòng, cười tự giới thiệu mình ta gọi Trầm Hạo. Trầm Hạo, Trương Kiến Hồng hơi hơi trầm ngâm, chợt nhếch miệng cười nói, danh tự tốt, Trầm Hạo, rất tốt, thận tốt. Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, nhưng là hiểu như vậy. Đơn giản giao lưu về sau, Trầm Hạo cũng coi như cùng ba tên bạn ngủ sơ bộ nhận biết, có điều năm hai một phòng thuộc năm người ở giữa, coi là chính mình chỉ có bốn người, còn kém sau cùng một vị. Cái kia ra hỏa gọi lãnh đoạn, Người như tên, lạnh để ngươi ruột gan đứt đoạn. Trương Kiến Hồng vì hắn nói lên người thứ năm, Trầm Hạo cười cười, cái này tùy tiện ra hỏa nói chuyện cũng là khôi hài. Nhưng là không phải, năm hai một phòng bên trong, gọi Vương Tiến thiếu niên con mắt mặc dù lớn, nhưng có chút ngại ngùng, mà gọi Diệp Tiêu thiếu niên còn yêu thích yên tĩnh không vui náo. Trương Kiến Hồng cái này đến từ Phong Vũ Thành Hoàn Khố công tử, tự nhiên vô cùng liền thạch. Ai, huynh đệ là như thế, Trương Kiến Hồng chân thành nói, ta người này nhất là mê vì kiềm chế tâm tính, cố ý xin, chủ động tới tầng dưới chót nhất lịch luyện. Đến đi, Diệp Tiêu quệt miệng nói, người còn không phải đoạt tiêu ra công tử ca hoa khôi, bị trương gia chủ trừng phạt mới an bài đến nơi đây. Nói bậy, bị người khác dỡ bỏ lời nói dối, Trương Kiến Hồng la hét là cái kia ra hỏa đoạt ta nữ nhân. Là là, Diệp Tiêu tiếp tục nói, người ta đoạt nữ nhân ngươi, ngươi thì để người ta đánh thành tàn phế, sau cùng đành phải tới nơi này lánh nạn. Nghe hai người ngươi một lời ta một câu, Trầm Hạo tính toán minh bạch chuyện gì xảy ra. Trương Kiến Hồng đem tay khoác lên Trầm Hạo trên vai, nói tránh đi tốt, ngày hôm nay chúng ta năm hai một phòng bạn cùng phòng toàn tề, đi, ra ngoài ăn một bữa. Trầm Hạo lắc đầu, nói, không cần. Hắn ngã là rất muốn đi, nhưng là trong túi quần không có bạc, căn bản ăn không nổi. Đi đi, ngày hôm nay ta làm chủ, thịt rượu bao no. Trương Kiến Hồng người này rất nhiệt tình, dắt lấy Trầm Hạo, tóc đen che chắn hắn tướng mạo, thân thể bên trên tán phát hàn khí khiến người ta không rét mà run. Trầm hạo hơi hơi hoảng hốt, một người thế mà là phát ra như thế băng lãnh khí tức, chẳng lẽ là băng hệ thể chất, hoặc là băng hệ võ giả. Trương Kiến Hồng gặp thiếu niên đi tới, lôi kéo lớn giọng nói, lãnh đoạn, chúng ta 512 phòng đến mới bạn cùng phòng, cũng coi là ngũ phúc tề tụ, đi, đi canteen có một bữa cơm no đủ. Gọi lãnh đoạn thiếu niên ngừng chân, nhẹ nhàng nâng mở đầu, hiện ra một trương mặt không có biểu tình mặt người này ngũ quan tinh xảo cũng coi như soái ca một cái có điều không có biểu lộ mặt dị thường cứng ngắc càng thấu phát băng lãnh khí tức khiến người ta gặp rất không thoải mái rất nhớ một quyền bắt chuyện đi lên trương kiến hồng đã nhẫn hắn thật lâu nếu như không là xem ở bạn ngủ phân thược sớm đã đem cái này đựng lãnh khốc ra hỏa đánh một trận tơi bời ngươi là trầm hạo đoạn dùng gần như không có chút nào thần thái con mắt nhìn lấy hắn ừm băng hệ thể chất ừm đoạn không nói nữa cúi đầu xuống hướng về bời Ngươi là trầm hảo, đoạn dùng gần như không có chút nào thần thái con mắt nhìn lấy hắn Ừm, băng hệ thể chất, ừm, đoạn không nói nữa Cúi đầu xuống, hướng về phía trương kiến hồng lạnh lùng nói, không hứng thú Thôi cất bước đi vào năm hai một phòng Ngoá, tên này, chỉ là thượng phẩm tư chất, ngưng tụ tám đạo tơ tầm, chảnh cái gì chứ Trương kiến hồng nhất thời giận, nếu như không là vương tiến cùng diệp tiêu níu lại đã sớm xông đi lên đem tiểu tử này đánh đến trên mặt đất Mau nhìn, là quý tử tổ tân sinh còn có băng hệ thể chất cấp thấp tư chất gà mờ. Ha ha, cái này bốn người được an bài tại một cái trong túc xá, học phủ cao tầng cũng là con mắt tinh đời A. À. Trầm hạo cùng trương kiến hồng bọn người đi tới, đường phía trên học sinh ảo ảo nghị luận lên, mà lại thanh âm rất lớn, hoàn toàn không có mảy may kiêng kỵ. Cũng khó trách, 10 cái túc xá tổ, quý tổ lớn nhất lót đáy, ở lại đây học sinh, hoặc là tư chất rất thấp, hoặc là thì là vấn đề thiếu niên, tại học phủ một mực chịu đủ chế diễu. Trương Kiến Hồng không phải kẻ điếc, đây học sinh, hoặc là tư chất rất thấp, hoặc là thì là vấn đề thiếu niên, tại học phủ một mực chịu đủ chế diễu. Trương Kiến Hồng không phải kẻ điếc, càng tính khí rất nóng nảy, quay người chừng bọn họ liếc một chút, ôm Trầm Hạo vỗ hắn bộ ngực, cả giận nói, Trầm Hạo là ta Trương Kiến Hồng huynh đệ, các ngươi ai dám nói hắn là gà mờ, ta thì phế ai. Mọi người ào ào im miệng, xám xịt rời đi, bọn họ sợ không phải Trương Kiến Hồng bản thân, mà chính là sợ phong vũ thành Trương gia. Trương Kiến Hồng nhìn thấy mọi người chạy, đĩnh đĩnh ngực, lời thề son sắt nói chuột, về sau đi ra ngoài báo ngươi Hồng ca danh hiệu ta, tại Phong Vũ học phủ không ai dám khi dễ ngươi. Chuột, Trầm Hạo triệt để im lặng, cái này mới mới vừa quen thì cho mình lên ngoại hiệu, có điều tên này cử động để hắn có chút cảm động, mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng vẫn là có thể giao. Trầm Hạo, đừng nghe hắn, tên này tại học phủ thù rất nhiều người, sẽ mang cho ngươi đến không tất yếu gây sự. Diệp Tiêu vì là người từng trải, đưa lỗ tai nhẹ giọng cảnh cáo. Nhưng, làm hắn vừa mới dứt lời, từ kia trên mặt tràn đầy tà tiếu, xem xét là thuộc về kẻ đến không tiện loại kia. Quả nhiên, có gây sự, Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu tần, Trương Kiến Hồng thấy rõ nam tử tướng mạo, hỏa khí nhất thời liền lên tới. Trước đây không lâu đi nơi trăng hoa, cùng tiêu ra dòng chính đoạt hoa khôi, tên này ngay tại hiện trường. Mà lại đánh tiêu ra cái nào đó dòng chính thời điểm hắn trả vụng trộm đá chính mình hai cước Mẹ, cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Trương Kiến Hồng đột nhiên tiến lên, vòng nắm thì đánh về phía gọi tiêu tần thiếu niên. Bành, đừng nhìn tên này tùy tiện, nhưng là một quyền truyền đi ra, sinh ra rất vang dội âm thanh xé gió. Cương mãnh quyền pháp, trầm hạo âm thầm nói ra, đáng tiếc, chưa lĩnh mộ đại thành, khoảng không có khí thế, không có có sức mạnh. Muốn chết, tiêu tần nhìn thấy tên này gặp mặt thì động thủ, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa, lúc này ngón tay vung lên, mấy cái tên thiếu niên ảo ảo bảo phát tơ tầm nghênh đón ta dựa vào, lấy nhiều đánh ít, vô sỉ. Trương Kiến Hồng gặp nhiều người như vậy vây quanh, nhất thời thì sụp đổ, người như vậy vây quanh, nhất thời thì sụp đổ. Chỉ có ngu ngốc mới một đối một đơn đấu đây, Tiêu Tần cười lạnh nói, thật tốt thu thập tên này, để hắn nửa tháng không thể ngủ lại. Mấy cái tên thiếu niên tuân lệnh, tốc độ lần nữa tăng tốc, tập thể đánh phía Trương Kiến Hồng. Có thể tiến vào phòng vũ học phủ thiếu niên, phần lớn không có đạp vào thối thể cảnh, nhưng ngưng tụ 6-7 đạo chân tia đó là rất phổ biến đối mặt sáu bảy cái không sai biệt nhiều đối thủ trương kiến hồng ở vào tuyệt đối thế yếu vẻn vẹn không có mấy chiêu liền bị quần ẩu nếu không muốn xuất thủ nhìn thấy trương kiến hồng bị đạp ngã xuống đất ngại ngùng vương tiến run rẩy nói diệp tiêu nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt bất đắc dĩ nói bọn họ người nhiều chúng ta đánh không lại đi lên cũng là bị đánh không sai lên nhân số bọn họ là ăn thiệt thòi nhưng là không đi lên hỗ trợ không có nghĩa là gọi tiêu tần thiếu niên sẽ bỏ qua bọn họ chỉ nhìn hắn đột nhiên chỉ trầm hạo ba người lạnh nhạt nói còn có ba tên này cùng một chỗ đánh để bọn hắn biết theo trương kiến hồng không có kết quả nhưng là không đi lên hỗ trợ không có nghĩa là gọi tiêu tần thiếu niên sẽ bỏ qua bọn họ chỉ nhìn hắn đột nhiên chỉ trầm hạo ba người lạnh nhạt nói còn có ba tên này cùng một chỗ đánh để bọn hắn biết theo trương kiến hồng không có kết quả gì tốt hưu hưu mấy cái tên thiếu niên trong nháy mắt xông lên chạy mau thấy đối phương xông lại diệp tiêu vội vàng dắt lấy trầm hạo cùng vương tiến thì phải thoát đi thậm chí đã quyết định mang hai người phóng tới diễn võ trường nơi này có lão sư dạy bảo học sinh bọn họ khẳng định không dám tùy ý vọng động nhưng là diệp tiêu muốn mang lấy trầm hạo chạy trốn làm thế nào cũng kéo không động hắn nhất thời vội la lên đi mau không phải vậy muốn bị đánh a à. trầm hạo quay đầu hỏi ở chỗ này ẩu đả không có người quản sao nơi này là túc đường hơn nữa còn là cấp thấp nhất quý tử tổ đạo sư cùng học phủ cao tầng căn bản không tới nơi này, người nào quản ngươi ẩu đả a? À. Diệp Tiêu vẫn tiếp tục nắm kéo trầm hạo, nhưng là cho dù ngưng tụ tơ tầm nhưng Thủy Trung không cách nào dung chuyển hắn. Dạng ngươi, Diệp Tiêu kém chút sụp đổ, tuy nhiên giảng nghĩa khí là chuyện tốt, thế nhưng muốn làm theo khả năng a? À. Lại nói, song quyền khó địch nổi chúng nắm, người ta nhiều người như vậy, ngươi muốn là không nghĩ nhìn lấy Trương Kiến Hồng bị đánh, kết quả chính là chính mình theo bị đánh. Hiu, ngay tại lúc này, tiêu tần người hầu đã vào tới mười ngón ở giữa ngưng tụ tơ tằm có thể nói hung thần ác sát diệp tiêu sắc mặt đại biến cái này muốn vứt xuống trầm hạo mang theo vương tiến một mình thoát đi bất quá vương tiến đứng tại trầm hạo bên người cũng không có rời đi tính toán sau đó cả giận nói vương tiến ngươi cũng điên sao vương tiến gãi gãi đầu lắp bắp nói trầm hạo nói không sai ta chúng ta là bạn ngủ không thể nhìn hắn bị đánh các ngươi diệp tiêu vỗ ót một cái im lặng nói đều điên mà hắn nói những thứ này về sau đã mở ra một bước đứng tại trầm hạo bên cạnh vẻ mặt đau khổ nói vì bạn ngủ mọi người cùng nhau bị đánh đi hắn từ bỏ chạy trốn làm tốt bị đánh tính toán nay ta muốn lấy ít đánh nhiều cái gì diệp tiêu hơi hơi ngây người chợt cảm giác trước người một trận gió thổi tới mà trầm hạo sớm đã bước chân đón lấy đám thiếu niên kia hắn cùng vương tiến cũng muốn xông tới nhưng vừa vặn giơ chân lên hai người biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết bởi vì trầm hạo xông vào đám người song quyền hời hợt vung vẩy mấy cái tên thiếu niên ảo ảo theo tiếng mà đổ bành bành mấy cái nắm đi xuống bốn tên thiếu niên ngã trên mặt đất ôm bụng thống khổ dẫy ruộa cái này diệp tiêu cùng vương tiến triệt để mắt trận tròn trầm hạo một chiêu chế phục trương kiến hồng bọn họ nhận làm người chủ quan bây giờ mới hơi thở đánh ngã mấy tên sáu bảy đạo chân tia người đồng lứa mới hiểu được cái này cấp thấp tư chất thiếu niên thì ra là thế bưu hắn a nhưng hai người chấn kinh thời khắc trầm hạo đi vào tiêu tần trước người một thanh dắt lấy hắn cổ áo nói để bọn hắn dừng tay chương 21, giết gà dọa khỉ bành bành quý tử tổ xá đường tối tăm trong góc trương kiến hồng chính vùng lấy nắm lần đầu lần đánh đi vào tiêu tần trước người một thanh dắt lấy hắn cổ áo nói để bọn hắn dừng tay chương 21, giết gà dọa khỉ bành bành quý tử tổ xá đường tối tăm trong góc trương kiến hồng chính vùng lấy nắm lần đầu lần đánh vào tiêu tần bụng tên này giờ phút này sớm đã mặt mũi bầm dập, nhưng tinh thần cũng rất vô cùng phấn chấn, thậm chí tức miệng mắng to, hóa, ta để ngươi lấy nhiều đánh ít, ta để ngươi chảnh. Bành, bành, nắm lần đầu lần oanh kích, đáng thương tiêu tần nhe răng nhếch miệng, thống khổ ngao gào lấy. Người này là tiêu gia dòng chính, nhưng chỉ là trung phẩm tư chất, ngưng tụ sáu đạo tơ tầm, đối mặt trương kiến hồng dạng này đối thủ, tuyệt đối bị đánh quyền quyền đến thịt. Được, đứng ở phía sau trầm hạo, ngăn cản nói, đừng đánh. Hô, Trương Kiến Hồng dừng tay, vỗ vỗ trưởng, thống khoái nói quá thoải mái. Vương Tiến cùng Diệp Tiêu nghe vậy khóe miệng co giật, mới vừa rồi bị người ta vây quanh cuồng đánh thời điểm ngươi có phải hay không cũng rất thoải mái. Nếu như không là trầm hạo xuất thủ, ngươi nhưng là như thế đắc chí. Hồng hả giận, một thanh ôm trầm hạo, cao hứng bừng bừng nói chuột, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể đánh, đi, một trận này ta hôm nay mời định. Lấy, mang theo ba người rời đi nơi này, mà khi bọn hắn biến mất về sau, nằm trên mặt đất giấy ruột tiêu tần, sắc mặt dữ tợn nói, Trương Kiến Hồng, trầm hạo, chờ đó cho ta. Phòng vũ học phủ khu vực phía nam là học sinh đi ăn cơm tin Nơi này có cấp cao phòng đơn, cũng có rách dưới ả rập sảnh, trầm hạo theo Trương Kiến Hồng đi vào tin trực tiếp leo lên tầng thứ hai cấp cao phòng đơn. Chuột, ngày hôm nay đừng khách khí, tùy tiện điểm, tùy tiện ăn, người Hồng ca ta không có cái gì, cũng là có tiền. Đi vào phòng đơn, Trương Kiến Hồng vỗ bộ ngực, hào khí ngàn vạn, Trầm Hạo còn gãi gãi đầu, cười nói, tùy tiện ăn một chút là được. Không thể tùy tiện ăn, người vừa rồi nhưng là cứu ta nhất mệnh. Tốt a, à, Trầm Hạo không có từ chối nữa, cầm lấy trên bàn menu bắt đầu gọi món ăn, cá đuôi phượng cánh, tường rồng song phi, bát bảo vịt hoang, đặc sản miền núi đâm rồng mầm. Cảm chúc, Vương Tiến cùng Diệp Tiêu ảo ảo điểm chính mình muốn ăn đồ ăn, tuyệt không khách khí. Mẹ ta nha, Trương Kiến Hồng nuốt một miếng nước bọt, trái tim nhỏ hoa lạnh hoa lạnh, bữa cơm này có lẽ muốn đem chính mình ăn thành kẻ nghèo hàn. Không có cách nào, lời nói đều nói ra, không thể đổi ý, Trương Kiến Hồng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận lòng tại máu, bắp thịt run rẩy thống khổ cảm giác. Phòng vũ học phủ mặc dù chủ tu võ đạo, nhưng căn tin đầu bếp lại cực kỳ chuyên nghiệp, mang thức ăn lên tốc độ cũng rất nhanh. Bảy tám phần món ngon lên bàn về sau, trầm hạo ba người ăn gọi là một cái gió cuốn mây tan, đại suất huyết Trương Kiến Hồng cũng tại liều mạng ăn, bởi vì ăn nhiều một chút liền thiếu đi thua thiệt điểm bành, bỗng nhiên, phòng đơn cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Trương Kiến Hồng, một tên kích cỡ khá cao cẩm y nam tử xông tới, trên mặt nộ khí 10 phần, đằng sau theo bốn tên thiếu niên cũng là sát khí đằng đằng. Cẩm y nam tử trầm hạo nhận biết là buổi sáng lầu các trước gặp phải Tiêu Cương. Tiêu Cương là tiêu gia dòng chính, Tiêu Tần thì là em họ của hắn, theo bốn tên thiếu niên cũng là sát khí đằng đằng. Cẩm y nam tử trầm hạo nhận biết là buổi sáng lầu các trước gặp phải Tiêu Cương. Tiêu Cương là tiêu gia dòng chính, Tiêu Tần thì là em họ của hắn. Hiển nhiên, đây cũng là đến tìm phiền toái. Khác biệt là, lần này tìm không chỉ là Trương Kiến Hồng, còn có bị Tiêu Tần ghi lại trầm hạo. Lại là bỏ đường, vẫn là tối tăm ngóc ngách thông minh. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng ba người bị Tiêu Cương một đám mời đến nơi đây, mà tại cách đó không xa rất nhiều học sinh thì tại xem náo nhiệt. Trương Kiến Hồng tên này thật sự là tìm đường chết, liền Tiêu Cương đường đệ cũng dám đánh, được đưa tới cái này bên trong khẳng định muốn xong đời nhưng là không phải, ta còn nghe nói cấp thấp tư chất trầm hảo cũng tham dự. Hoặc là như thế nào bị phân phối đến quý tử tổ. Bọn họ đây chính là rắn chuột một ổ, mọi người ào ào nghị luận, trong ngôn ngữ tràn ngập chiêu tức. Trương Kiến Hồng, người muốn tự mình động thủ, nhưng ta động thủ. Tiêu cương lạnh lùng nhìn lấy Trương Kiến Hồng, khẩu khí thật giống như cao cao tại thượng vương giả. Động thủ, nhưng ta động thủ. Tiêu cương lạnh lùng nhìn lấy Trương Kiến Hồng, khẩu khí thật giống như cao cao tại thượng vương giả. Người này võ đạo tư chất đạt tới tuyệt phẩm, ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, tại năm nay tân sinh chính là lục tuyệt một trong, cũng coi như tai to mặt lớn nhân vật. Nếu như không là đường đệ bị đánh, hắn lười nhác khi dễ trương kiến hồng loại tiểu nhân vật này. Lão tử cũng không có tự mình hại mình yêu thích, có gan ngươi đến A. Bị tiêu cương dạng này đối thủ vây quanh, trương kiến hồng cũng là hắn tử, cái eo thẳng tắp, không có chút nào sợ hãi. Đương nhiên, mặt ngoài quá cứng rắn lãng, nhưng là hắn tâm lý lại rất bất đắc dĩ tuyệt phẩm tư chất, mười đạo tơ tầm, đối mặt dạng này đối thủ, khẳng định tai kiếp khó thoát, chính là liên lụy ba tên bạn ngủ. Trương Kiến Hồng nhìn xem Trầm Hạo, nói, xin lỗi. Trầm Hạo không nói, trong lòng cũng là có chút xoắn suýt. Xuất thủ cứu Trương Kiến Hồng, hắn cho rằng không thể trơ mắt nhìn lấy bạn ngủ bị đánh, huống hồ tiêu tần còn muốn đánh chính mình, bất đắc dĩ mới phản kích. Mà nguyên bản ánh mắt rời về phía hắn trên thân, lạnh nhạt nói, một cái cấp thấp đồ bỏ đi, cũng dám đối tiêu ra ta người xuất thủ, thật là sống đến không kiên nhẫn. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi biết, tại học phủ tiêu gia ta người nhưng là không phải tùy tiện trêu chọc. Tiêu cương dứt lời, đột nhiên huy quyền công hướng trầm hạo, mười đạo tơ tầm ngưng tụ, quyền đầu bốn phía hình thành một cuồn cuộn sóng nhiệt. Hỏa diễm nắm, đứng ở bên ngoài mọi người thấy thế, ào ào kinh hô lên. Tiêu gia là phong vũ thành một trong tam đại thế gia, làm lấy hỏa hệ vũ kỹ lấy sưng, hỏa diễm nắm là điển hình đại biểu, mặc dù chỉ là hoàng giai trung cấp, uy lực lại không thể khinh thường tiểu tử này phải ngã nấm mốc, một khi bị ngọn lửa quyền kích bên trong, khẳng định phải tiếp nhận thiêu đốt nỗi khổ. Tiêu cương đây là giết gà dọa khỉ, mọi người nhất thời minh bạch, tiêu cương lấy hỏa diễm nắm công kích vẻn vẹn chỉ có cấp thấp tư chất trầm hạo, có giết một người dân trăm người, vì tiêu ra lập uy tính toán. Vù vù, sóng nhiệt đánh tới, lộng hành quấy rối bốn phía mấy trượng. Trương Kiến Hồng ba người quấy rối bốn phía mấy trượng. Trương Kiến Hồng ba người nhất thời rất cảm thấy áp lực, cái chán cũng hiện ra mồ hôi lấy thực lực bọn hắn, đối mặt 10 đạo tơ tầm bạo phát hỏa diếm quyền khí sóng căn bản là không có cách chống lại. Xong, nhìn thấy tiêu cương làm thật, trương kiến hồng nhất thời vì trầm hạo lo lắng. Nhưng, kỳ quái là, người bình thường khó có thể chịu đựng sóng nhiệt xâm nhập dưới, trầm hạo lại thở ơ, phản phất chung quanh nhiệt độ để bạt đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên không có ảnh hưởng. Trầm hạo nhưng là chắc thí sau bị chém làm băng hệ thể chất mà băng tự nhiên là khắc lửa. Tên này là ngu ngốc sao? nhìn thấy tiêu cương lấy hỏa hệ quyền pháp công kích mình, trầm hạo trong lòng rất im lặng. Tô Tô từng nói qua, võ giả ở giữa giao đấu xem xét vũ kỹ, hai nhìn thuộc tính tương khắc. Biết rõ chính mình có băng hệ thể chất, lại lấy hỏa hệ quyền pháp oanh tới, đây là ngu ngốc, vẫn là quá tự cho là đúng. Tiêu cương dĩ nhiên không phải ngu ngốc, hắn lấy hỏa hệ quyền pháp đánh tới. Vì cũng là dùng tương khắc quyền pháp đem hắn ngược một hồi, mình có băng hệ thể chất, lại lấy hỏa hệ quyền pháp oanh tới, đây là ngu ngốc, vẫn là quá tự cho là đúng. Tiêu cương dĩ nhiên không phải ngu ngốc, hắn lấy hỏa hệ quyền pháp đánh tới, vì cũng là dùng tương khắc quyền pháp đem hắn ngược một hồi, tốt để người khác biết, tự nhiên hệ thể chất đứng trước sức mạnh tuyệt đối không chịu nổi một kích. Quyền pháp đột kích, gần trong gang tắc, hưu, trầm hạo thân thể lóe lên, tránh đi tiêu cương cường thế công kích, đồng thời lui lại đến mấy mét tới bảo trì khoảng cách nhất định. Thế mà là né tránh, mọi người thấy thế, ao ao cảm thấy ngoài ý muốn. Không hổ là tự nhiên hệ thể chất, có thể tránh thoát ta hỏa diễm khí tràng. Trầm Hạo tránh ra, Tiêu Cương cũng bất giác ngoài ý muốn, mà chính là nắm tay phải cất vào bụng, tay trái vẽ trưởng mà đứng, quát, hỏa băng. Bành, bành, Tiêu Cương nắm tay phải bỗng nhiên luân phiên vung ra, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm quyền ấn phá bay mà ra, hướng về Trầm Hạo đánh tới. Hỏa diễm nắm cùng bôn lôi quyền tương tự, cùng sở hữu tam trọng cảnh giới đại thành. Tiêu Cương trọng quyền vung ra, bạo phát, phổ thông võ giả một khi bị đánh trúng, tất nhiên tạo thành nội thương nghiêm trọng. Trầm Hạo vốn định nhường nhịn tránh né, nhưng là một đoàn hỏa ấn bay tới phong tỏa tất cả khu vực, để hắn muốn tránh cũng không được, rơi vào đường cùng đành phải điều động 10 đạo tơ tầm, ngừng tụ xong quyền bên trong, ngang nhiên hướng về hỏa ấn đánh tới. Mà hắn xuất thủ trong nháy mắt, bốn phía nóng rực nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, trong gió càng là mang theo từng tia từng tia mát lạnh. Chịu đủ sóng nhiệt lộng hành quấy rối trương kiến hồng bọn người, cảm thụ trận trận gió mát, toàn thân đột nhiên thoải mái. Bành bành, trầm hạo xong quyền dò ra, giống như dao long xuất hải, chung quanh sinh ra tiếng phá hủy, song quyền pha tạp từng tia từng tia lôi xà, thậm chí nhỏ bé lôi xà bốn phía ẩn chứa băng hàn chi khí. Bôn lôi quyền, thế mà là hình thành bôn lôi minh, ở hiện trường không thiếu kiến thức rộng rãi thiếu niên, nhìn thấy trầm hạo xuất quyền ảo ảo giật mình không thôi. Cấp thấp tư chất, tại sao lại đem bôn lôi quyền lĩnh ngộ được đệ tam trọng? Hơn nữa còn là đỉnh phong đại thành, quả thực không thể tưởng tượng, hô vào nhau. Bành, sau một khắc, Mọi người thấy Trầm Hạo quyền đầu đánh vào tiêu cương hỏa quyền ấn, mà sau đó trong nháy mắt vỡ nát. Bành, bành bành, theo Trầm Hạo tiếp liền xuất quyền, vào tới hắn hỏa quyền in từng cái sụp đổ. Sụp đổ triệt triệt để để, xem náo nhiệt mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm, bọn họ có rất nhiều ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, nhưng người tự vấn lòng, đối mặt tiêu cương hoàng giai trung cấp hỏa diễm nắm, dù là phá vỡ cũng sẽ trả giá đắt. Cấp thấp tư chất Trầm Hạo, càng như thế hời hợt tiêu trừ. Ta dựa vào, tiểu tử này thực nghiu vì Trầm Hạo lo lắng Trương Kiến Hồng ba người, giờ phút này từng cái há hốc mồm, nếu như không là thân hãm bị người vây công thế yếu cục diệt, chỉ sợ sớm đã vỗ tay bảo hay. khác hỏa băng bị tiêu trừ, Tiêu Cương khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh, nói, không hổ là bị học phủ phá lệ chắc ký đổ bỏ đi. Trầm Hạo nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên lửa giận. Tên này há miệng ngậm miệng đồ bỏ đi, thật sâu móc ra từng tại phong gia thôn bị mọi người nhục nhã không chịu nổi chuyện cũ hổ là bị học phủ phá lệ chắc ký đồ bỏ đi. Trầm Hạo nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên lửa giận. Tên này há miệng ngậm miệng đồ bỏ đi, thật sâu móc ra từng tại phong gia thôn bị mọi người nhục nhã không chịu nổi chuyện cũ. Đánh hắn, Trầm Hạo hơi hơi cúi đầu xuống, mười ngón nắm chặt. Mà theo hắn tâm tình chập chờn, vùng đan điền băng thanh sắc tinh thể cũng đang run rẩy, sau đó bạo phát hết lần này tới lần khác hàn khí, thuận kinh mạch dung nhập tơ tầm bên trong. Cùng lúc đó, cánh tay phải tam giác cơ chỗ, đột nhiên hiện ra sinh động như thật băng thanh sắc hình rồng hình xăm. Hình rồng hình xăm theo trầm hạo tim đập mà lấp lóe nếu như không là ống tay áo che chắn, khẳng định sẽ để ở hiện trường mọi người mắt thấy. Trầm hạo nghiêm túc, hắn không muốn một mực nhường nhịn, cũng mặc kệ đối phương là cái gì mới lên cấp lục tuyệt, sau lưng có đại thế lực chỗ dựa, chỉ là đơn thuần muốn đánh tên này một hồi. Tiêu cương giờ phút này còn không có ý thức được chính mình gặp nguy hiểm. Mà chính là gặp trầm hạo cúi đầu xuống, khóe miệng vệt suốt ngoạn vị nụ cười, Chiêu chọc nói, đồ bỏ gái này là muốn đầu hàng sao. chương 22, sáng trói ngôi sao. Hiu, đột nhiên, trầm hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, một bước qua ra, nắm tay phải ngưng tụ mười đạo tơ tầm, lấy bôn lôi quyền nhanh thức công hướng tiêu cương. Cái gọi là nhanh thức chính là bôn lôi quyền thức thứ ba, cũng là duy nhất tốc độ hình chiêu thức. Tiêu cương gặp trầm hạo đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhìn ngẫm nụ cười đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt đại biến, muốn né tránh hoặc phòng ngự cũng đã không kịp, kèn kẹt, trầm hạo quyền pháp cực tốc vung ra, trong không khí bộc phát ra băng lãnh chi cực hàn khí. Ẩn tại ống tay áo dưới long hình hình xăm ánh sáng lấp lóe, giống như theo lực lượng bạo phát mà phấn khởi không thôi. Nếu như vào lúc này đổ mưa, có lẽ có nước tại phụ cận lưu động, băng hàn chi khí xâm nhập phía dưới khẳng định sẽ để chúng nó trong nháy mắt kết băng. Lạnh quá, Trương Kiến Hồng ba người khoảng cách trầm hạo gần nhất, hàn khí đánh tới, không tự chủ được đánh tới lạnh run. Tiêu Cương cũng cảm giác được lạnh lẽo mà lại làm bị khóa định mục tiêu, hắn loại cảm giác này so trương kiến hồng bọn ngưỡng, tiêu cương rốt cuộc ý thức được không ổn. Nhưng là cái gì cũng không được làm, cho dù có năng lực né tránh cũng làm không được, nhân vì muốn tốt cho thân thể giống trong nháy mắt bị hàn khí khống chế, khó có thể động đậy nửa phần. Chỉ có trơ mắt nhìn lấy quyền đầu từng bước tới gần. Trầm học đệ, dừng tay, ngay tại lúc này, thân thể phía sau xuất hiện tiếng quát, chợt gặp học trưởng sở thần vội vã chạy đến. Hắn là đến đây ngăn cản giữa học viên tư đấu nhưng sở thần khoảng cách tiêu cương còn có đến mấy mét, trầm hạo quyền đầu đã đến gần vô hạn, hắn lại căn bản không kịp ngăn cản. Băng hàn chi nắm, sắp đánh vào tiêu cương ở ngực. Giát, đột nhiên, trầm hạo thu hồi tơ tầm, hóa đi tất cả lực lượng, quyền đầu dừng lại tiêu cương trước ngực, khoảng cách vẻn vẹn chỉ có một tấc. Cùng lúc đó, hình rồng hình xăm tại lực lượng mất ý chí sau dần dần quy về hư vô, lộng hành quấy rối bốn phía hàn khí cũng đột nhiên tiêu tán. Vù vù, tiêu cương sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tiếp nhận băng hàn lộng hành quấy rối. tư duy đã tiếp cận, lộng hành quấy rối bốn phía hàn khí cũng đột nhiên tiêu tán. Vù vù, tiêu cương sắc mặt tái nhợt, hô hấp rồn rập, hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tiếp nhận băng hàn lộng hành quấy rối. tư duy đã tiếp cận sụp đổ. Sở thần bước nhanh chạy đến, cũng không quan tâm tiêu cương, mà chính là nhìn thấy trầm hạo quyền đầu cùng hắn giữ một khoảng cách, trong lòng khiếp sợ không thôi. Làm thối thể cảnh võ giả, hắn thật sâu minh bạch võ giả một khi toàn lực bạo phát, còn muốn thu tay lại, phải đối lực hoàn mỹ lĩnh ngộ mới có thể làm được. Trầm học đệ chẳng lẽ đã triệt để nắm giữ lực, nếu như là dạng này, khoảng cách đạp vào thối thể cảnh đã không xa. Nhìn chăm chú lên chậm rãi thu hồi quyền đầu trầm hạo, sở thần nguyên bản thong dong sắc mặt, đã kinh biến đến mức không quản được, dù sao chính là cấp thấp, ngưng tụ 10 đạo tơ tầm đã là kỳ thích, chẳng lẽ thực sẽ đạp vào đệ nhất cảnh. Sở thần đột nhiên xuất hiện cứu vãn tiêu cương, nếu không trầm hạo đánh xuống một quyền đi tất nhiên muốn tại trên giường lội thật nhiều ngày. Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng chí hàn khí thức lộng hành quấy rối dưới, cả người hắn đương nhiên muốn tại trên giường lội thật nhiều ngày. Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng chí hàn khí thức lộng hành quấy rối dưới, cả người hắn đụng phải đả kích nghiêm trọng, mà loại đả kích này thì là trên tinh thần. Phải biết, tiêu cương từ nhỏ tiếp xúc hỏa hệ vũ kỹ. Trầm hạo khí thức băng hàn đã thật sâu tàn phá hắn nội tâm, từ đó đối băng thuộc tính sinh ra lau không đi kiêng kỵ nếu như thoát khỏi không tâm ma, ngày sau tại hỏa hệ vũ kỹ trên việc tu luyện tất nhiên nửa bước khó đi. Vây xem thiếu niên cũng là khiếp sợ không thôi, đương nhiên, sở thần ngăn cản trầm hạo, bọn họ sẽ không nghĩ tới kết quả lại là tiêu cương nhất kích bị thua, mà chính là sợ hãi thán phục người này cấp thấp tư chất, lại thuần thục trưởng khống băng hệ thể chất đã có thể cùng thất tuyệt thiên tài chống lại. Một trận chiến này nhìn như không có kết quả, nhưng ngày thứ hai, trầm hạo tên tất nhiên trở thành học phủ lần nữa nghị luận tiêu điểm. Trầm học đệ, Người tiến vào học phủ cùng ngày thì cùng người khác tư đấu, như bị học phủ cao tầng biết được, hội dẫn tới bất mãn. 512 trong phòng, như là đại ca ca sở thần nghiêm túc nói ra. Trời, trầm học đệ, tổ đại nhân vì để ngươi vào học phủ, hết sức cầu khẩn cao tầng hai canh giờ mới cầu đến phá lệ khảo hạch cơ hội. Hy vọng về sau ngươi có thể cố mà chân quý, đừng cho nàng thất vọng, cũng không muốn bởi vì mỗi một sự kiện mà liên lụy nàng. Trầm hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, mà sở thần cũng đã rời đi. Tô tô tỉ, Trầm Hạo hai tay nắm chặt, Sở Thần rời đi sau đó, Trương Kiến Hồng giống tránh thoát lồng giam chim nhỏ, nhất thời vui mừng bốc lên. Thậm chí tay khoác lên Trầm Hạo trên vai, nói chuột, không nghĩ tới ngươi ngu như, như vậy, liền tiêu cương dạng này tuyệt phẩm thiên tài đều có thể chống đỡ, xem ra sau này ca mấy cái muốn theo ngươi lăn lộn. Trầm Hạo không nói, thủy chung cúi đầu, hắn nghĩ đến vừa rồi Sở Thần nói tới, trong lòng dâng lên vô hạn tự trách. Tiến vào học phủ cơ hội là Tô Tô tỷ cầu đến, chính mình gây chuyện thị phi, bị đá ra học phủ không lời nào để nói nếu ngay cả mệt mỏi tô tô tỷ cái kia thật hỗn đàn. chính mình vẫn là quá manh động trầm hạo rất hối hận nếu như thời gian quay lại hắn mong ước để tiêu cương đánh một trận cũng sẽ không nếu như thời gian quay lại hắn mong ước để tiêu cương đánh một trận cũng sẽ không ra tay phản kích trương kiến hồng nhìn thấy trầm hạo trầm mặc quét miệng mở miệng thì muốn nói chuyện ánh mắt kinh nghiệm rất cao diệp tiêu vội vàng dùng khuỷu tay thọc một chút hắn nháy mắt khoan hãy nói cái ánh mắt này rất hữu hiệu Trương Kiến Hồng quả thực là đem muốn nói ra lời nói nuốt trở về. Ban đêm, quý tử tổ xá đường bên ngoài rừng cây, trầm hạo ngồi trên tảng cây nhìn lên bầu trời ngôi sao. Biết được Tô Tô vì chính mình làm hết thảy, hắn thủy chung ở vào tự trách bên trong. Thậm chí quyết định về sau tại học phủ dù là bị nhục mạ, bị người ta đánh, cũng tuyệt không hoàn thủ, bởi vì chính mình mỗi tiếng nói cử động, không chỉ có đại biểu chính mình còn đại biểu cho đặc sứ đại nhân. "Gục, tiểu địa linh trồn theo trầm Hạo trong áo lót chui ra hướng về phía hắn khe kêu. Trứng, ta về sau hội giống như ngươi, thủy chung co lên đến, dạng này liền sẽ không gây phiền toái." Trầm Hạo vuốt ve tiểu địa linh trồn, đắng chát cười nói: "Nếu như là dạng này, ta thì nhìn lầm người. Bỗng nhiên, trầm chầm... "Trứng, ta về sau hội giống như ngươi, thủy chung co lên đến, dạng này liền sẽ không gây phiền toái." Trầm Hạo vuốt ve tiểu địa linh trồn, đắng chát cười nói: "Nếu như là dạng này, ta thì nhìn lầm người, bỗng nhiên trầm hạo đằng sau thân thể thanh âm êm ái, hắn gấp vội vàng xoay đầu, liền gặp tô tô đứng tại ngọn cây trên gương mặt treo nụ cười quyến rũ. nữ nhân này ngày hôm nay không còn là áo đen ăn mặc mà chính là một bộ áo trắng ánh trăng phủ lên dưới, đẹp để cho người ta ngạt thở, khiến người ta phảng phất giống như mộng cảnh. tô tô tỷ, trầm hạo cúi đầu xuống, tự trách nói, thật xin lỗi, ta kém chút gặp rắc rối. ta nghe nói, tô tô vừa cười vừa nói, người làm không sai a à, trầm hạo ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân này tô tô hơi hơi khom người xanh nhà tay ngọc vươn ra níu lại hắn cổ áo đem kéo qua nói trên thế giới này chỉ có quyền đầu cứng mới sẽ không bị khi nhục về sau nếu có người tìm ngươi phiền phức lớn mật buông tay đánh để bọn hắn sợ ngươi để bọn hắn kiêng kỵ ngươi trầm hạo triệt để mắt bó tay bó chân tô tô thả ra hắn cổ áo đứng lên tay ngọc chỉ hướng về bầu trời ngôi sao nói trầm hạo ngươi là muốn làm sáng trói ngôi sao vẫn là muốn trở thành vật làm nền ảm đạm ngôi sao. Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy viên kia sáng chói ngôi sao. Sáng chói, vẫn là vật làm nền, không cần cân nhắc, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, kiên định nói, ta muốn trở thành sáng chói ngôi sao. Câu nói này nói lực lượng 10 phần, cũng đại biểu Trầm Hạo trong lòng xa không thể chạm mộng tưởng và dã tâm. Rất tốt, Tô Tô tay ngọc khoác lên Trầm Hạo trên đầu, nhẹ nhàng dưới, nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là đạo sư của ngươi. À, trầm hạo ngạc nhiên nói tô tô tỷ ngươi không phải đặc sứ sao đặc sứ có cái gì tốt cả ngày chạy tới chạy lui dạy học sinh nhiều nhẹ nhõm a à. tô tô xinh đẹp cười nói trầm hạo rất tán thành gật gật đầu hắn thấy áo đen đặc sứ muốn đi trước vắng vẻ sơn thôn tìm kiếm thiên tư tuyệt luân thiên tài đây chính là chân chạy vặt lao lực nhưng trầm hạo sư nhất cấp mỗi tháng thu hoạch được võ đạo tư nguyên cũng cao hơn đạo sư ra gấp bội rất nhiều già đời đạo sư đoạt bể đầu muốn trở thành áo đen đặc sứ ai sẽ như Tô Tô như vậy chủ động giáng cấp. Đương nhiên, Tô Tô làm như vậy cũng là vì trầm hạo, bởi vì hắn bị phán vì cấp thấp tư chất, học phủ đãi ngộ khẳng định kém cỏi nhất, phân phối đạo sư chỉ sợ cũng chỉ là thối thể cảnh. Đã như vậy, dứt khoát xin trở thành đạo sư, tự mình bồi dưỡng hắn. Tô Tô chịu giáng cấp tới làm đạo sư, cũng là trầm hạo tại chính mình mất đi công lực sau tỉ mỉ lòng chiếu cố cùng bảo hộ. Mà lại nữ nhân trực giác nói cho nàng, kẻ này cũng không phải cấp thấp như vậy bình thường, ngày sau sẽ có đại thành tựu, mà đang trưởng thành trên đường, hắn thiếu khuyết một cái xứng trước võ đạo lão sư. Mới đầu, nàng định đem Trầm Hạo giới thiệu cho chính mình hảo hiếu, để cho nàng tạm giữ chức phụ đạo hắn, nhưng là nữ nhân kia đột nhiên rời đi, đành phải tự thân lên trận. Ngày thứ hai, có quan hệ Trầm Hảo cùng tiêu cương sự việc tại học phủ điên cuồng truyền lại. Học phủ cao tầng cũng nghe thoáng, nhưng biết, để cho nàng tạm giữ chức phụ đạo hắn, nhưng là nữ nhân kia đột nhiên rời đi, đành phải tự thân lên trận. Ngày thứ hai, có quan hệ trầm hảo cùng tiêu cương sự việc tại học phủ điên cuồng truyền lại. Học phủ cao tầng cũng nghe thoáng, nhưng biết được bị sở thần tức thời ngăn cản, lại không đạo sư mắt thấy, cho nên cũng liền không có đuổi theo trách. Nhưng, trầm hảo có thể cùng tiêu cương chống lại, gây nên rất nhiều cao tầng hứng thú, thậm chí cùng ngày thông lệ trong hội nghị còn tiến hành thảo luận. Sau cùng ra kết luận là, kẻ này giác tỉnh băng hệ thể chất, không có đạp vào thối thể cảnh trước, đối mặt phi tự nhiên hệ thể chất. Dù là tuyệt phẩm thiên tài cũng có nhất định thực lực, mà cấp thấp tư chất hạn chế, hắn thực lực hội bị trói buộc, chờ tiêu vừa bước vào thối thể cảnh, liền sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Cái kết luận này được đến rất nhiều cao tầng tán đồng, mà lại, một chút thiên tư bất phàm thiên tài cũng cho rằng như vậy. Phải biết, thể chất giác tỉnh, có thể cho võ giả mang đến rất nhiều chỗ tốt. Trầm hạo cho dù cấp thấp tư chất, nhưng cảm giác tỉnh băng hệ thể chất, tất nhiên sẽ lấy được chỗ ích không nhỏ, chiến đấu lực. Nhưng, thể chất mang đến chiến đấu lực chỉ ở thối thể cảnh phía dưới, một khi vượt qua cái này khảm, mọi người căn cứ tư chất vững bước để bạt, trầm hạo có thể hay không đạp vào đệ nhất cảnh còn là vấn đề, về sau thì không thành vấn đề. Nói cách khác, người khác nắm giữ cao đẳng tư chất, tấn cấp thối thể cảnh, ngưng nguyên cảnh đều là chắc chắn. Trầm hạo cấp thấp tư chất hạn chế, coi như đạp vào đệ nhất cảnh, tu vi đề cao cũng sẽ cực kỳ chậm chạp, bị rất nhiều người hất ra là sớm muộn sự việc. Gà mờ sát thủ, đây là một ít cao giới học sinh cho trầm hạo lên ngoại hiệu. Nghe vào rất không sai, kỳ thực châm chọc hắn chỉ có thể dựa vào giác tỉnh thể chất, khi dễ khi dễ không có đột phá thối thể cảnh, không có tự nhiên hệ thể chất gà mờ thôi. Không thể không nói, chính là bởi vì gà mờ sát thủ cái ngoại hiệu này, cùng cao tầng cùng các thiên tài định có kết luận, sau đó một đoạn thời gian, trầm hạo qua rất bình tĩnh, xem thường người khác, chính là nhỏ giọng nghị luận, thì liền ăn thiệt thòi tiêu cương cũng không có giết về đến báo thù, dù sao tên này là công nhận thối thể cảnh lấy hạ sới rất khó chịu là, tên này lại có một cái ngưng nguyên cảnh đạo sư phụ đạo, phải biết loại đái ngộ này chỉ có tuyệt phẩm mới có tư cách. Càng có thể khí, phụ đạo trầm hạo ngưng nguyên cảnh đạo sư, vẫn là học phủ bên trong số một số hai đại mỹ nữ. Hâm mộ, ghen ghét, các loại tâm tình tại các thiếu niên trong lòng tràn lan. Có vài thiên tài đối trầm hạo sinh ra bất mãn, nếu như không là xem ở hắn giác tỉnh băng hệ thể chất, chỉ sợ sớm đã tìm phiền toái. Chính là một khối bùn nhão, cho dù có ngưng nguyên cảnh cường giả phụ đạo cũng không phải trên bàn. Phong phi ưng cười lạnh không thôi, có quan hệ trầm hạo cùng tiêu cương xung đột hắn nghe nói, đối kết quả cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đã từng hắn cũng bại cùng trầm hạo trong tay. Bất quá, hắn ý nghĩ cùng cao tầng bọn người một dạng, tên này cũng thì dựa vào tự nhiên hệ thể chất cảnh tượng nhất thời, đợi mọi người tu vi đều đề bạt, nhân tư chất hạn chế, hắn tất nhiên sẽ trở thành hàng thật giá thật đồ bỏ đi. Phong vi cũng cho rằng như thế, sau đó thời gian, không có người chú ý nữa trầm hạo, mà chính là ào ào võ đạo rất nhiều học sinh tại thích ứng học phủ sinh hoạt sau bắt đầu tu luyện, mà lại tu luyện trình độ so trước kia điên cuồng hơn. Như thế, phong vũ học phủ tu luyện bầu không khí lần nữa khôi phục, to như vậy trên diễn võ trường trật ních tân sinh cùng đạo sư. Trầm hạo mấy ngày nay cũng tại tu luyện, tu luyện trình độ không thể so với người khác yếu nhược, bởi vì hắn đạo sư là so dã thú còn khủng bố Tô Tô. Hai người tại giữa rừng núi ở chung một đoạn thời gian, Tô Tô đối với hắn cũng coi như có chút lý giải, trong thời gian ngắn thì định ra một hệ liệt tu luyện kế hoạch, cái này người tu luyện kế hoạch mục tiêu cũng là càng nhanh để hắn đột phá thối thể cảnh. Quý tử tổ rừng cây có một mảnh đất trống, nơi này biến thành tô tô dậy bảo trầm hạo lâm thời diễn võ trường. Trầm hạo, người đã lĩnh ngộ lực, vì nay muốn làm liền là minh tưởng, ngừng luyện tơ tầm, hình thành chân khí. Mà cái gọi là minh tưởng cũng là cao độ tập trung, bão nguyên thủ nhất, từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày đều muốn ở chỗ này tính tọa. Tô tô chắp tay sau lưng, đứng tại trong rừng cây, một bộ nghiêm khắc đạo thì giờ khác này hắn chính xếp bằng ở một cái dây nhỏ phía trên, bởi vì thân thể không thể bảo trì thăng bằng dây thường lúc la lúc lắc, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, lại nghĩ cao độ tập trung đi minh tưởng căn bản không có khả năng. Dùng tô tô lời nói tới nói, dạng này có thể rèn luyện người thăng bằng tính cùng thân thể tính cân đối, lúc nào làm đến vững như bàn thạch, lúc nào tùy thời tùy chỗ tiến vào minh tưởng trạng thái coi như thành công. Phù phù, trầm hạo vừa mới xếp bằng ở dây nhỏ phía trên, còn không có bảo trì tốt thăng bằng liền từ phía trên ngã xuống phù 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 trong vòng nửa canh giờ trầm hạo theo trên sợi dây ngã xuống nhiều lần chỉnh mặt mày xám xịt ta cũng không tin ta làm không được trầm hạo không phục lần nữa bỏ lên xếp bằng ở dây nhỏ phía trên cuối cùng chỉnh một chút theo trên sợi dây té xuống cả ngày tô tô thủy trung đứng ngoài quan sát khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười vì là người từng trải nàng biết người bình thường lần đầu dây nhỏ tính tọa chỉ ít cần phải mấy ngày mới có thể rất tốt trưởng khống. Trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng hôn Thủy Trung đứng ngoài quan sát, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười, vì là người từng trải nàng biết, người bình thường lần đầu dây nhỏ tính tọa, chỉ ít cần phải mấy ngày mới có thể rất tốt trưởng khống. Trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng hôn sắp tới, Tô Tô kết thúc một ngày này tu luyện. Bất quá, làm trầm hạo về đến túc xá theo chương kiến hồng bọn người ăn chùa một bữa cơm sau lại lần đi vào rừng cây tiếp tục nếm thử dây nhỏ tĩnh tọa phù phù hiu phù phù trầm hạo lần lượt theo trên sợi dây rơi xuống lần lượt leo xuống hôm sau tô tô đi vào rừng cây đã thấy hai thụ cái chốt dây nhỏ phía trên trầm hạo xếp bằng ở phía trên không nhúc nhích tí nào phảng phát tiến vào minh tưởng trạng thái tên này nhìn thấy trầm hạo đầy người bùn đất tô, tô ngạc nhiên nói chẳng lẽ tu luyện một đêm a à? Không sai, Trầm Hạo ở chỗ này tu luyện một đêm, mà lại, dựa vào kinh người kiên quyết thành công làm đến vững như bản thạch cấp độ. Tô Tô đứng ở đằng xa quan sát thật lâu, cặp tiểu gia hỏa sóng yên biển lặng ngồi xếp bằng dây thường phía kinh chi sắc. Nàng xác định Trầm Hạo đã triệt để nắm giữ bình ổn tính cùng tính cân đối, mà tại đây giới tân sinh bên trong còn không người có thể tại trong một ngày làm đến. Quá nhanh, nhanh thật không thể tin, Trầm Hạo làm đến tại dây nhỏ bên trên tiến hành minh tưởng, mà mấy ngày kế tiếp, Tô Tô không có an bài cho hắn hắn tu luyện, bởi vì hắn đã đạt tới hoàn mỹ, không có gì có thể tu luyện. Nói cách khác, Trầm Hạo đã đạt đến cực hạn, sau đó đối mặt cũng là đột phá. Thối thể cảnh tuy là Bắc huyền đại lục cất bước cảnh, nhưng là không phải nói đột phá đã đột phá, cái này muốn nhìn rất nhiều phương diện. Không phải sao, Trầm Hạo dung hợp long hồn đế tâm, độ khó khăn so phổ thông thiên tài đề cao quá nhiều, một tháng sau minh tưởng cùng cảm ngộ lại từ đầu đến cuối không có tấn cấp dấu hiệu, mà cùng giới tân sinh, đã liên tục có người thuận lợi đạp vào thối thể cảnh. Thì liền bạn ngủ vương tiến cùng Diệp Tiêu cũng đã ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, đụng chạm đến thối thể cảnh cánh cửa, trương kiến hồng cái này thượng phẩm tư chất, cũng tại vài ngày trước đã thuận lợi tấn cấp. Thủ tư chất hạn chế, đạp vào thối thể cảnh, khẳng định là cấp thấp tư chất hạn chế. Hôm nay, Trầm Hạo lần nữa theo minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra đắng chát, nói, vẫn là không thấy được tơ tầm thực chất hóa một màn, võ giả tiến vào minh tưởng, thần du thiên địa, cảm ngộ không còn là như có như không tơ tầm, mà chính là dần dần quy về thực chất hóa chân khí, đây cũng là đạp vào thối thể cảnh cơ hội. Trầm hạo thủy chung không tìm được loại cảm giác này, cho nên cũng không có bất kỳ đột phá nào dấu hiệu. Thuận tự nhiên đi, hắn theo dây nhỏ phía trên nhảy xuống, đi vào quý tử tổ túc đường. Chuột, vương tiến ngày hôm nay đột phá thối thể cảnh, đi, chúng ta đi ăn mừng một trận. Trầm hạo vừa vừa đi vào năm hai một phòng, Trương Kiến Hồng phấn khởi nói ra. Diệp Tiêu hung hăng lườm hắn một cái, trầm hạo chậm chạp không thể đạp vào thối thể cảnh, trong lòng bọn họ rõ ràng, bởi vì cấp thấp tư chất hạn chế, rất có thể vĩnh viễn dừng bước tại này. Làm tốt bạn cùng phòng, tận lực không đề cập tới chưa kể tới, để tránh mang đến cho hắn phụ diện ảnh hưởng, mà Trương Kiến Hồng nói, trong lòng bọn họ rõ ràng, bởi vì cấp thấp tư chất hạn chế, rất có thể vĩnh viễn dừng bước tại này. Làm tốt bạn cùng phòng, tận lực không đề cập tới chưa kể tới, để tránh mang đến cho hắn phụ diện ảnh hưởng, mà Trương Kiến Hồng nói, tuyệt đối là hết chuyện để nói. Có điều để Diệp Tiêu ngoài ý muốn là, Trầm Hạo không những không có uể oải, ngược lại vỗ vỗ Vương Tiến bả vai, cười nói, đây là chuyện tốt, đi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Bốn người rời đi năm hai một phòng, mà từ trước đến nay không thích sống chung lãnh đoạn cũng theo tại phía sau bọn họ, chính là quanh thân vẫn tản ra không thân thiện hàn khí. Trong khoảng thời gian này, trầm hạo bọn người cơm canh tiêu phí đều là trương kiến hùng một người nhận thầu mà tên này trong tay bà có hạn cho nên tới đến căn tin bất đắc dĩ lựa chọn bình thường nhất ả à rọt sảnh đi ăn cơm đồ ăn lên bàn mấy người là vương tiến chúc mừng bầu không khí cũng là rất cao liệt bất quá bữa cơm này ăn vào nửa đường sảnh ăn trào ra ngoài nhập một đám thiếu niên cầm đầu chính là tiêu cương ha ha thật sự là oan ra ngõ hẹp tiêu mới thiếu niên cầm đầu chính là tiêu cương ha ha thật sự là oan ra ngõ hẹp Tiêu mới vừa vào cửa nghe đến giọng rất mở lớn Kiến Hồng đang nói chuyện, sau đó mang theo người hầu đi tới, chân đạp trên ghế ngồi nói: "Trương Kiến Hồng, ăn hết mau mau xéo đi, khác đổ thừa vị trí không đi." Hắn câu nói này giọng cũng rất lớn, chung quanh học sinh thấy là Tiêu Cương, vội vàng bưng thức ăn tránh ra. Một tháng học phủ tu luyện, người nào không biết người này dựa vào tuyệt phẩm tư chất, sớm tại vài ngày trước thì đạp vào thối thể cảnh, mà lại có quan hệ Tiêu Cương cùng Trương Kiến Hồng cùng trầm hảo ân oán, bọn họ đều nghe nói qua bây giờ ba người gặp khẳng định miễn đừng ra sự tình người con mắt nào nhìn thấy ta ăn hết trương kiến hồng không có đi để ý tới tiêu cương mà chính là cầm lấy một cái bánh bao gặm lên không nhịn được nói nhanh cút sang một bên đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta khẩu vị tiêu cương nhất thời thì giận nhưng nơi này là sảnh ăn nhưng là không phải vắng vẻ túc xá tổ không thể tùy tiện động thủ bị đạo sư phát hiện liền xui xẻo lại nói hồng mềm nắm a à, trương kiến hồng nhưng là không vui xoát một chút đứng lên đưa trong tay bánh bao quăng bay đi, dẫm tại trên ghế cả giận nói, tiêu cương, con mẹ nó người khác ở không đi gây sự. Hắn như thế vừa đứng, tiêu cương sau lưng người hầu ào ào bạo phát, yếu ớt chân khí tại bốn phía xuất hiện, hiển nhiên những thứ này đã từng gà mờ đã đạt tới thối thể cảnh. Diệp tiêu cùng vương tiến không cam lòng yếu thế, ào ào đứng lên, bộc phát ra thối thể cảnh nhất trọng khí tức. Bất quá, băng vấn đề giống như lãnh đoạn còn cúi đầu, chậm đầu tỉ mỉ ý ăn chính mình đồ ăn, phảng phất phát sinh trước mắt hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Bầu không khí thoáng cái trở nên dương cung bạt kiếm lên. Mà ngay tại lúc này, sảnh ăn bên ngoài lại đi tới một nhóm người, cầm đầu là Tiến Như Sơn. Làm hắn nhìn thấy Tiêu Cương về sau, quay lại nhìn về phía người hầu, ra vẻ giật mình nói: Ta không nhìn lầm a, Tiêu gia công tử sẽ ở hạ cấp sảnh ăn, cái này không ném thân phận sao? Đi ăn cơm học sinh nhìn thấy bình dân đại biểu xuất hiện, lại cầm lấy đồ ăn lẫn mất xa xa. Tiêu học sinh nhìn thấy bình dân đại biểu xuất hiện, lại cầm lấy đồ ăn lẫn mất xa xa. Tiêu cương cùng tiến như sơn là tử địch, hai người đụng vào nhau, vấn đề so sánh được chương kiến hùng nghiêm trọng, tính sơ sơ thực sẽ đánh lên. Tiến như sơn, ngươi là con ruồi à, ta đi tới đó ngươi thì theo tới đó. Tiêu cương lạnh lùng nhìn lấy tiến như sơn, tiêu công tử, coi như ta là con ruồi, ngươi cũng không phải là một đống cứt ta đi theo ngươi sao. Tiến như sơn ngôn ngữ hoàn toàn như trước đây sắc bén dẫn phát sau lưng người hầu ẩm vang cười to. Tiêu cương đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà chân khí còn bắt đầu ở quanh thân vận chuyển, hiển nhiên có muốn xuất thủ tính toán. Đúng vào lúc này, sảnh ăn truyền đến một tên đạo sư tiếng quát, các người không muốn ăn cơm, nhanh tu luyện, khác ảnh hưởng người khác. Tràn ngập mùi thuốc súng sảnh ăn bời vì đạo sư đột nhiên thanh âm trong nháy mắt dập tắt. Tiễn như sơn hướng về phía đạo sư cười cười, sau đó mang theo người hầu nhỏ đi ra. Tiêu cương lửa giận cũng đè xuống. Có điều như thế kìm nén không phải biện mùi thuốc súng sảnh ăn bời vì đạo sư đột nhiên thanh âm trong nháy mắt dập tắt. Tiễn như sơn hướng về phía đạo sư cười cười, sau đó mang theo người hầu nhỏ đi ra. Tiêu cương lửa giận cũng đè xuống, có điều như thế kìm nén không phải biện pháp, mang theo người hầu rời đi lúc, đem hỏa khí rơi tại trầm hạo trên thân, tiểu tử, hiện tại mọi người tu vi đều đề cao, người cũng không phải món gì chim sát thủ, mà chính là đồ bỏ đi người kém cỏi. Hóa, con mẹ nó ngươi nói cái gì đó. Trương Kiến Hồng bàn về cánh tay, có đánh nhau tính toán. Làm tốt bạn cùng phòng, lại là vấn đề thiếu niên, hắn cũng mặc kệ đạo sư có tồn tại hay không chàng. Tiêu Cương không có đi để ý tới tên này, vỉnh lên miệng mang theo người hầu nghênh ngang rời đi. Làm những người này đều rời đi sau đó, Thủy Trung không nói trầm hảo hơi hơi buông tay, đũa trúc hóa thành bột phấn tản mát trên bàn. Băng vấn đề lãnh đoạn còn ngừng đầu, tự nhiên lẩm bẩm người ta phải tự biết mình. Câu nói này giống như tại nói Trầm Hạo, lại hình như tại nói rời đi Tiêu Cương. Ta ăn no, Trầm Hạo đứng mà biết Tiêu Cương cái kia ra hỏa nói khẳng định để Trầm Hạo bị gấp đôi đả kích. Nhưng là trên thực tế, Trầm Hạo không có việc gì. Một thân một mình đi vào rừng cây, hắn đem trứng gọi ra dùng bánh bao đút nó, trong lòng còn nghĩ đến, Tiêu Cương, cái này là lần đầu tiên, lại có lần thứ hai, dù là ngươi là thối thể cảnh, ta cũng sẽ để ngươi hối hận. Chương 24, tấn cấp thối thể thối thể cảnh võ giả thì rất nghiêu sao, tại trong mắt người bình thường xác thực như thế, trầm hạo lại không cho là như vậy, trong khoảng thời gian này tu luyện hắn mặc dù không có tấn cấp báo hiệu, nhưng là lực lượng lại không bằng tô tô nói tới đã đạt đến thực hạt, mà là mỗi ngày đều tại đề cao, chính là đề cao không rõ ràng thôi. Vừa rồi tại sảnh ăn tiêu cương khí thức bạo phát nhìn qua rất dọa người, mà trầm hạo còn cảm thấy cảm giác mình có năng lực đánh bại hắn, nếu như không là tiến như sơn xuất hiện, không phải đạo sư ngăn cản, chỉ sợ cũng động thủ, Lãnh đoạn, cái này người cũng không đơn giản. Trầm hạo nói thầm, tiêu cương cùng trương kiến hồng bọn người dương cung bạt kiếm thời điểm, nam nhân này băng lãnh trí, hắn trong nháy mắt cảm giác được, người này toàn thân bộc lộ ra nguy hiểm, mặc kệ là tiêu cương vẫn là trương kiến hồng, thực lực chắc cũng không bằng hắn. a à, trầm hạo rất không minh bạch nói, ta tại sao lại có loại cảm giác này, thật sự là kỳ quái. Úc ngay tại lúc này, trứng đã đem bánh bao toàn bộ tiêu diệt, sau đó lắc lư lông xù thân thể nằm tại trầm hạo trong lòng bàn tay đánh tới chợp mắt. Đi vào học phủ một tháng, tiểu gia hỏa thủy chung giấu ở trầm hạo trong áo lót, chưa ăn cũng là ngủ, đến bây giờ mấy cái bạn ngủ còn không biết có tiểu địa linh trồn tồn tại. Mới đầu trầm hạo rất lo lắng cho mình nuôi không nổi nó. Theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện tiểu gia hỏa ăn ít rất nhiều, mà lại theo không kén ăn, một ngày mấy cái cái bánh bao thì đầy đủ. Kỳ quái hơn là, đi qua lâu như vậy, tiểu gia hỏa thủy chung rất nhỏ, giống như không có bất kỳ cái gì trưởng thành. Trứng, người người giống như ta kỳ quái đây, trầm hạo vuốt ve ăn no tiểu địa linh trồn, lắc đầu cười. Úc ụp, tiểu gia hỏa lười biếng nằm tại trong bàn tay nhẹ nhàng gọi vài tiếng rất nhỏ, giống như không có bất kỳ cái gì trưởng thành. Trứng, người người giống như ta kỳ quái đây, trầm hạo vuốt ve ăn no tiểu địa linh trồn, lắc đầu cười. Úc ụp, tiểu gia hỏa lười biếng nằm tại trong bàn tay nhẹ nhàng gọi vài tiếng, mí mắt rủ xuống mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, đưa nó nhét vào trong ngực theo trên cây nhảy xuống, xếp bằng ở dây nhỏ phía trên bắt đầu minh tưởng. Làm thổ hệ cao phẩm chất linh thú, trứng sẽ có đứt quãng ngủ đông kỳ, ở trong quá trình này, nó đem một chút xíu hấp thu cùng dung hợp hung thú cấp 3 thực lực. Sau đó thời gian, Trầm Hạo thủy chung minh tưởng, thăm dò tấn cấp cơ hội. Hai tháng sau, năm nay tân sinh tại Mạnh Đại học phủ giáo viên lực lượng dưới, lần lượt tăng lên tới thối thể cảnh, mà Trầm Hạo chậm chạp không tấn cấp thì bị mọi người biết cái kia ra hỏa căn bản không có khả năng đạp vào thối thể cảnh. Còn một tháng nữa cũng là tân sinh võ đo ngày ấy, nếu như tên này còn đột phá không đến thối thể cảnh, sợ rằng sẽ gây nên cao tầng bất mãn, bị đá ra học phủ cũng có khả năng. Trầm hạo tại học phủ thành số học sinh đều là đang nhìn hắn cười chê. Không có cách nào, ai bảo trầm hạo nắm giữ khiến người ta hâm mộ tự nhiên hệ thể chất, hơn nữa còn có một tên mỹ nữ đạo sư phụ đạo. Trương Kiến Hồng mấy ngày nay thường xuyên tại túc xá đi đi lại lại, Vương Tiến cùng Diệp Tiêu cũng là sầu mi khổ kiểm. Hai tháng, bọn họ đã thành lập thâm hậu cảm tình. Bây giờ Trầm Hạo chậm chạp không thể đạp vào thối thể cảnh, một khi đến tân sinh nhập học sau ba tháng võ đo, rất có thể chưa đầy quy định mà bị đá ra học phủ. Trương Kiến Hồng vô cùng bối rối đi tới đi lui, cũng là nghĩ biện pháp sao có thể để Trầm Hạo đạp vào thối thể cảnh. Ta nói người đi dạo cả buổi, chẳng lẽ còn không nghĩ ra biện pháp sao? Diệp Tiêu bị Trương Kiến Hồng đi đi lại lại cho chuyển choáng. Có biện pháp, Đột nhiên, Trương Kiến Hồng dừng lại, trên mặt có hưng phấn. Vương Tiến cùng Diệp Tiêu, thậm chí có lại trong góc lãnh đoạn cũng đem ánh mắt rời về phía hắn. Ta nghe cha ta nói, có một loại đan dược có thể cho võ giả đề cao đến thối thể cảnh. Đan dược, Diệp Tiêu khẽ cao mày nói, đạo gì tiền đồ. Trương Kiến Hồng nói ra, cái này lời mặc dù nói rất trực tiếp, Diệp Tiêu lại không phản bác được. Trầm hạo sớm thì ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, đối lực nắm giữ cũng đạt tới đỉnh phong, hết lần này tới lần khác không cách nào tấn cấp, hiển nhiên thuộc tư chất ảnh hưởng không có gì tiền đồ. Đã đều như vậy, thì sợ gì uống thuốc, mấy cái bạn ngủ vì trầm hạo nghĩ đến uống thuốc tấn cấp biện pháp, sau đó một phen thương nghị, có tiền thêm ra, không có tiền thiếu ra, gom góp một ngàn lượng bạc. Đương nhiên, một ngàn lượng trương kiến hồng chính mình xử lý 500 lượng, có điều để bọn hắn kinh ngạc là, Thủy Trung không thích sống chung, không nói lãnh đoạn thế mà là cũng xuất ra 200 lượng. Các vị, Ta lúc này liền đi phòng vũ thành tiệm đan dược, mọi người chờ ta tin tức tốt. Trương Kiến Hồng cất một ngàn lượng ngân phiếu, lúc này ra khỏi phòng. Ngay tại bốn cái bạn ngủ trù tiền thời điểm, rừng cây trầm hạo giờ phút này ở vào bão nguyên thủ nhất trạng thái, không giống ngày xưa, ngày hôm nay quanh người hắn có mơ hồ tơ tầm đang xoay tròn. Tô Tô đứng tại cách đó không xa. Ngay tại bốn cái bạn ngủ trù tiền thời điểm, rừng cây trầm hạo giờ phút này ở vào bão nguyên thủ nhất trạng thái, không giống ngày xưa ngày hôm nay quanh người hắn có mơ hồ tơ tằm đang xoay tròn tô tô đứng tại cách đó không xa trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ bởi vì đây chính là đột phá dấu hiệu không sai hơn hai tháng cảm ngộ trầm hạo không buông bỏ càng nỗ lực rốt cuộc đụng chạm đến tấn cấp cơ hội mà lại hắn giờ phút này linh thai thanh minh cảm nhận được thực chất hóa chân khí không phải một chút xíu mà chính là không gì sánh được dồi dào phảng phất đặt mình vào chân khí trong hải dương phiêu đãng nồng đậm chân khí phảng phất có sinh mệnh phảng phất tim có đập, theo hắn tâm pháp khẩu quyết vận chuyển mà gieo hò xôi trào. Trầm Hạo tâm thần được đến thần thánh tẩy lễ, cái loại cảm giác này tựa như tắm rửa vui sướng, thậm chí linh hồn được đến thăng hoa, rõ ràng cảm thấy được thập nhị kinh mạch, ngũ tạng lục phủ hết thảy. Nội thị, bình thường đột phá thối thể cảnh trong nháy mắt, võ giả sẽ có được loại năng lực này, đến quan sát thân thể của mình, đến mắt thấy hoàn toàn mới nhái mắt, võ giả sẽ có được loại năng lực này, đến quan sát thân thể của mình, đến mắt thấy hoàn toàn mới cảnh giới phía dưới huyết dịch, kinh mạch chờ phát sinh cự đại biến hóa. Đây là cái gì? Tâm thần du đáng trầm hạo rốt cuộc phát hiện, vùng đan điền viên kia càng sáng trói băng thanh sắc tinh thể, sau đó âm thầm suy đoán chẳng lẽ đạp vào thối thể cảnh, hình thành chân khí ngọn nguồn sao? Không đúng, Tô Tô tỉ nói qua, thối thể cảnh hình thành chân khí ngọn nguồn là nhạt màu trắng, chẳng lẽ đây là ta thể chất bên trong băng hệ ngọn nguồn? Tinh thể xác thực thuộc về băng hệ ngọn nguồn, nhưng cũng không phải là thể chế gây nên, mà chính là lấy long hồn văn tuyến ngưng tụ ra tâm thần tiếp tục du đáng tại thể nội. Rất nhanh trầm hạo lần nữa ngạc nhiên phát hiện, trái tim mặt ngoài ngưng tụ 8 đạo văn tuyến, mà những thứ này văn tuyến không xa lạ gì, chính là hố sâu kỳ ngộ chứng kiến quỷ dị ngọc thạch xuất hiện văn tuyến. Thế mà là cùng trái tim dung hợp, nhìn lấy 8 đạo văn tuyến, trầm hạo rung động không thôi. Thật tình không biết, nguyên bản trái tim mặt ngoài cùng sở hữu 9 đạo văn tuyến, thiếu đầu kia đã hóa thạch trong cơ thể hắn, cuối cùng cùng 10 đạo tơ tầm dung hợp. Thật tức điên tuôn gia nhập, tơ tầm còn tại thuế biến, tiếp cận thay đổi bao quát, trở nên tinh khiết. Loại này thuế biến duy trì đại khái nửa canh giờ, được đến thăng hoa 10 đạo tơ tầm theo kinh mạch dung nhập đan điền, sau đó hóa thành khí đoàn lượn vòng bên trong. Tơ tầm hóa chân khí, đây là muốn đạp vào thối thể cảnh. Nhưng, không giống với phổ thông võ giả, tơ tầm hóa chân khí sau tại đan điền hình thành nhà chân khí màu trắng ngọn nguồn, trầm hạo chân khí tràn vào đan điền sau lại bị long hồn băng tinh từng cái thôn phệ. Cái này, trầm hạo mắt thấy đây hết thảy, khiếp sợ không thôi. Bất quá, theo long hồn băng tinh thôn phệ, hắn lực lượng ở trong kinh mạch điên cuồng hiện lên, cái loại cảm giác này có thể nói thoải mái tới cực điểm. Bành, trầm hạo trong thức hải giống như đột nhiên nổ tung, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí chấn, chúng nó điên cuồng tập kích quấy rối ngoại giới, đem bãi cỏ lá rụng ào ào quét lên. Thành công, cảm thụ lấy trong nháy mắt bạo phát khí kình, tô tô nắm chặt tay ngọc đột nhiên thả ra, xinh đẹp trên gương ông, cảm thụ lấy trong nháy mắt bạo phát khí kình, tô tô nắm chặt tay ngọc đột nhiên thả ra, Xinh đẹp trên gương mặt hiện ra nụ cười quyến rũ. Trầm Hạo rốt cuộc đạp vào thối thể cảnh, một khắc này, nàng dường như so với chính mình tấn cấp còn kích động. Đây chính là thối thể cảnh sao? Trong rừng cây nhỏ, Trầm Hạo đã theo minh tưởng bên trong về đến hiện thực. Giờ phút này, hắn chính mở ra hai tay, cảm thụ lấy so trước kia còn cường hãn hơn gấp bội lực lượng tại kinh mạch phun trào, thậm chí có thả tiếng giống giận xúc động. Cha, ta rốt cuộc trở thành một tên võ giả. Trầm Hạo cúi đầu xuống, song quyền nắm thật chặt. Tô Tô đứng ở phía sau, trong con người lóe ra phức tạp lộng lẫy. Thực nàng biết tiểu gia hỏa hai tháng này nhìn như bình tĩnh, nhìn như không quan trọng, kỳ thực thừa nhận to lớn thống khổ, thừa nhận mọi người châm chọc khiêu khích. Còn tốt hắn không có ngã xuống, càng thêm nỗ lực, hết vào hôm nay thành tựu thối thể cảnh, đây là hắn nên được, dù ai cũng không cách nào nghi vấn. Tân cấp thối thể cảnh về sau, trầm hạo cáo từ Tô Tô hướng về túc xá bước đi, hắn muốn đem cái tin tức ngã xuống, càng thêm nỗ lực, hết vào hôm nay thành tựu thối thể cảnh, đây là hắn nên được, dù ai cũng không cách nào nghi vấn. Tân cấp thối thể cảnh về sau, Trầm Hạo cáo từ Tô Tô hướng về Túc Xá bước đi, hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trương Kiến Hồng bọn người, dù sao chậm chạp không tấn cấp, để bọn hắn vì chính mình đau lòng. Nhưng, làm hắn vừa mới vừa đi tới quý tử tổ, đã thấy máu me khắp người Trương Kiến Hồng lung lay rơi rơi đi tới. Trầm Hạo vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, gặp Trương Kiến Hồng mặt mũi bầm dập, khóe miệng cùng khóe mắt treo vết máu nhất thời thì minh bạch đây là bị người đánh. Người nào đánh, trầm hạo ánh mắt âm lãnh xuống tới, nghiến răng nghiến lợi nói tiêu cương sao. Trương Kiến Hùng bị đánh thành dạng này, hắn trước tiên nghĩ đến tiêu cương, dù sao chỉ có tên này có đánh người động cơ. Chuột, Trương Kiến Hùng thấy trầm hạo, chịu đựng đau đớn, từ trong ngực lấy ra một bình vỡ vụn bình đan dược, mở ra tràn đầy máu miệng nói đây là đề thăng đan, nhưng là có thể cho người đạp vào thối thể, nói còn chưa dứt lời, Trầm Hạo nắm thật chặt nhuốm máu bình đan dược, trong con người tràn ngập ngập trời tức giận, sau đó bước dài ra sông ra túc xá. Vương Tiến cùng Diệp Tiêu sững sờ, Trầm Hạo vừa rồi ánh mắt quá khủng bố, ở chung lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hưu, ngay tại lúc này, Thủy Trung không nói lãnh đoạn cũng theo lao ra, đồng thời lạnh nhạt nói tên này muốn gặp rắc rối. Gặp rắc rối, Vương Tiến cùng Diệp Tiêu hai mặt nhìn nhau, sơ qua, cũng vội vàng lao ra, thuận tay còn đem góc tường cây trổi cũng mang lên. Trương Kiến Hùng bị đánh thành dạng này, bọn họ cũng cho rằng là Tiêu Cương làm. Trầm Hạo sát khí đằng đằng lao ra khẳng định muốn đi báo thù, làm anh em tốt tự nhiên muốn đi qua, huống hồ còn chưa có đạp vào thối thể cảnh, tìm Tiêu Cương gây sự tất nhiên bị khi phụ. Bằng hiếu, vẻn vẹn cũng là đơn giản một chữ. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến mang theo vũ khí hùng hùng hổ hổ xông ra túc xá, mà khi bọn hắn mới vừa đi ra quý tử tổ lại nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì phía trước có một đám người, bọn họ ngã trên mặt đất ôm bụng ngao gào lấy, mà trầm hạo cầm hạo dùng tay khác nắm lấy. chương 25, như người mong muốn, tình huống như thế nào? Diệp tiêu cùng vương triệt cơ sở mộng, ngã trên mặt đất giấy ruộng người hầu nhỏ đều là trầm hạo tác phẩm. Không thể nào, nếu như đổi lại trước kia, bọn họ sẽ tin tưởng, nhưng hôm nay những thứ này người cũng đã tấn cấp thối thể cảnh, như thế nào bị hắn giải quyết đâu. Mà lại, thế mà nhanh chóng như vậy, còn có, đứng sau lưng sở thần, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh trường kiếm lãnh đoạn, lại mẹ hắn là tình huống như thế nào chẳng lẽ hắn muốn đối học trường động thủ lại hoặc là ngã trên mặt đất thiếu niên là hắn xuất thủ giải quyết diệp tiêu cùng vương tiến não tử một đoàn loạn cảm giác đến chậm một bước trước mắt quá nhiều chuyện đều không thể nào hiểu được thực cũng không có gì trầm hạo sát khí đằng đằng lao ra vừa vặn tại túc xá khẩu đụng phải tiêu cương một nhóm người không nói hai lời trực tiếp bạo phát thực lực đánh đối phương có sáu bảy người hắn muốn nhanh chóng giải quyết tự nhiên không có khả năng may ra chạy đến lãnh đoạn không nói một lời ra thì xuất chiêu cơ hội trực tiếp đưa tay đặt tại trên cổ không khéo là tại hắn động thủ trong nháy mắt học trưởng sở thần vừa tu luyện trở về mắt thấy đây hết thảy lúc này xuất thủ ngăn cản đáng tiếc sở thần lại đến chậm một bước trầm hạo khí thế bạo phát hàn khí bao phủ bốn phía trực tiếp đem kinh hãi tiêu cương ấn ở trên tường đồng thời trở tay ngăn lại sở thần vung đến quyền đầu sở thần bị trầm hạo đỡ được lãnh đoạn cũng đem người hầu nhỏ đánh ngã sau đó xuất hiện phía sau hắn thần không biết quỷ không hay tế ra bội kiếm như thế chính là diệp tiêu cùng vương tiến chạy đến chỗ thấy cảnh này trương kiến hồng là ngươi đánh trầm hạo chụp lấy tiêu cương cái cổ ngữ khí băng lãnh cùng cực ngươi tiêu cương trên mặt hiện ra thống khổ biểu lộ càng nghĩ đến vừa rồi tên này giống như nổi điên dã thú vẫn là lòng còn sợ hãi ta hỏi lần nữa trương kiến hồng có phải hay không là ngươi đánh trầm hạo thanh âm đề cao mang theo phẫn nộ lực tay bất chi bất giác thêm lớn vài phần. Bởi vì nam nhân này giờ phút này bạo phát hàn khí cùng cường độ so trước đó trải qua còn mạnh hơn hung hãn gấp bội. Hắn muốn giấy giụa, hắn muốn phản kháng, cũng không có can đảm này. Tiêu cương đây là sợ, mà bị quyền đầu cản lại sở thần cảm nhận được khí thức băng hàn, tâm thần run nhẹ nhẹ, kinh hãi nói, người này hàn khí lại có thể lộng hành quấy rối ta tư duy. Sở thần tư chất thượng phẩm, nhập học 3 năm, tu vi đã đạt tới thối thể cảnh lục trọng, cùng cấp bậc băng hệ võ giả hàn khí khó có thể ăn mòn hắn tư duy. Nhưng là trầm hạo làm đến, cho nên, hắn mới hội khiếp sợ như vậy. Chấn kinh thì chấn kinh, sở thần vẫn là thấp giọng quát nói, trầm hạo, không nên hổ nháo, mau đem tiêu cương thả ra. Trầm hạo không để ý hắn, tiếp tục lạnh lẽo nhìn lấy tiêu cương chờ đợi hắn trả lời. Sở thần thấy thế, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thối thể cảnh lục trọng tu vi cũng sẽ chậm chậm phóng thích. Bang, bỗng nhiên, lãnh đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, không muốn, xen vào việc của người khác. Sở thần dễ tính, nhưng không có nghĩa, thậm chí tản ra băng lãnh khí tức, phảng phất tại nói cho học trưởng, người nếu dám động, ta thì dám ra tay. Sở thần triệt để im lặng, vẫn là thỏa hiệp tán đi tu vi, đồng thời ý thức được quý tử tổ 521 phòng mấy người này đều là không thể nói lý người điên. Lại nói tiêu cương, hắn bị trầm hạo gắt gao chụp lấy, hô hấp dồn dập cuối cùng đè ép thanh âm rung động nói ta. Ta không có đánh trương kiến hồng không có đánh trầm hạo cười lạnh theo nhập học đến bây giờ trương kiến hồng cùng người oán hận chất chứa sâu nhất không phải người đánh chẳng lẽ còn là người khác tiêu cương ủy khuất nói ta thật không có đánh hắn trầm học đệ trong lúc này sợ có hiểu lầm người vẫn là đem tiêu cương trước thả ra đi sở thần đại khái minh bạch tình huống gấp bận bịu mở miệng nói ra trầm hạo lắp đầu sau đó thu hồi khác một tay thật cao nâng lên cái này liền muốn đánh tiêu cương nhưng ngay tại lúc này đằng sau truyền đến chiêu tức thanh âm, đây không phải tiêu cương à? làm sao bị người ấn ở trên tường đâu? một đám thiếu niên theo góc rẽ xuất thật cao nâng lên, cái này liền muốn đánh tiêu cương. nhưng ngay tại lúc này, đằng sau truyền đến chiêu tức thanh âm, đây không phải tiêu cương à? làm sao bị người ấn ở trên tường đâu? một đám thiếu niên theo góc rẽ xuất hiện, mà trong đám người có một cái nữ hài tướng mạo bất phàm, thướt tha. trầm hạo quay đầu, liếc nhìn hạc giữa bầy gà nữ hài, trong con người lấp lóe phức tạp tâm tình nói thầm phong vi không sai theo chúng thiếu niên trầm chậm, chậm mà đến nữ hài chính là phong vi nàng cũng nhìn thấy trầm hạo không xem qua thấy mới lên cấp một trong thất việt tiêu cương bị ấn ở trên tường trong đôi mắt đẹp lóe qua hoảng hốt hồ ca tên này không phải trầm hạo sao một đám thiếu niên đi tới bên trong kích cỡ không cao ra hỏa chỉ trầm hạo nói gọi hồ ca thiếu niên là những người này lão đại mà khi hắn thấy rõ trầm hạo tướng mạo cũng là có chút ngoài ý muốn chợt nhếch miệng cười nói, ta mới vừa vặn đánh Trương Kiến Hồng, không nghĩ tới người tiêu cương lại bị hắn đổ bỏ đi bạn ngủ cho đánh. Sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập tiêu cương nghe vậy não tử kém chút nổ tung, đi bạn ngủ cho đánh. Sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập tiêu cương nghe vậy não tử kém chút nổ tung. Mẹ, thì ra là người đàn hổ đánh Trương Kiến Hồng, hại lão tử mang tiếng oan, để tên này ấn ở trên tường mất mặt xấu hổ. Hiu, tiêu cóng nổi phẫn nộ thời khắc, bỗng nhiên cảm giác đặt tại trên cổ lòng tay ra, sau đó gặp trầm hạo đập đập chính mình bả vai nói xin lỗi trách oan ngươi tiêu cương sụp đổ kém chút một đầu mới ngã xuống đất tại sao muốn đánh trương kiến hồng trầm hạo xoay người nhìn cường tráng đan hổ đối bên cạnh phong vi nhìn như không thấy vì cái gì đánh hắn đan hổ nhất thời cười rộ lên sau đó hỏi hướng sau lưng người hầu nói tên này có tư cách nói chuyện với ta một cái rác rưởi đương nhiên không xứng cùng công tử nhà họ thiện nói chuyện đúng đấy tên này căn bản không xứng đan hổ người hầu nhỏ ào ào diếu cợt cười rộ lên học trưởng sở thần còn khẽ nhíu mày đối với những người này rất phản cảm nhưng hắn không thể phủ nhận là đan hổ chính là phong vũ thành bá chủ đan gia dòng chính công tiêu tấm đan gia tư nguyên hùng hậu chính là nội thành long đầu lão đại lần tiêu gia trương gia tiêu cương người này tâm rất ngạo đối mặt đan gia dòng chính cũng sẽ thu liếm tính khí nếu không tại biết mình cõng nổi về sau chỉ ở trong lòng mắng mắng cũng không dám ở trước mặt biểu đạt ra tới đứng ở trong đám người phong vi, nhìn đến mọi người chế diễu trầm hạo, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó ngay trước mặt ôn nhu la lên, trầm ca ca. Câu này trầm ca ca kêu ỏn à ỏn ẻn, khiến người ta nghe được hoặc là lâng lâng, hoặc là nổi da gà rơi một chỗ. Trầm hạo khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này chắc lại muốn đùa nghịch thủ đoạn. Đan hổ xoay người, ngoài ý muốn nói, phi nhi muội muội người biết hắn. Ừm, phong vi đi tới, dừng ở trầm hạo bên cạnh, hướng về phía mọi người xinh đẹp cười nói, chúng ta đều là phong gia thôn. Nàng lúc nói chuyện tay ngọc đưa tới, giống như muốn dắt trầm hạo tay, bất quá, trầm hạo lại không lĩnh tình mà chính là lui về phía sau một bước. Hành động này nhìn như vô ý, nhưng ở đây mà chính là lui về phía sau một bước. Hành động này nhìn như vô ý, nhưng ở đây người đều nhìn thấy. Đan hổ cùng người hầu nhỏ nhất thời thì giận, phong vi là bọn họ siêu cấp thiên tài đan tài coi trọng nữ nhân, nửa đường sao giết ra cái đổ bỏ đi đồng hương, hai người quan hệ giống như rất thân mật đây. Càng, cái này đổ bỏ đi thế mà là đối vi nhi muội muội xa cách. Không thể nhìn, đan hổ căm tức nhìn hắn, nói, đã sớm nghe nói ngươi là gà mờ sát thủ, ngày hôm nay gặp mới biết được như vậy chảnh. Phong vi, tốt thủ đoạn, nhìn thấy đám người này nhìn hầm hầm chính mình, trầm hảo minh bạch phong vi đứng ra là đang cho mình kéo cửu hận. Không thể không nói, phong vi thủ đoạn thành công, đan hổ cả đám đối trầm hạo rất bất mãn. Đương nhiên, đối với trầm Hạo tới nói không quan trọng bởi vì hắn bản thân cũng đối với những người này bất mãn sau đó hỏi lần nữa tại sao muốn đánh trương kiến hồng có một số việc phải hiểu rõ sau đó cân nhắc nhẹ tay nặng cái kia ra hỏa a à. đan hổ quệt miệng nói đi bộ không có mắt đụng vào vi vì... với những người này bất mãn sau đó hỏi lần nữa tại sao muốn đánh trương kiến hồng có một số việc phải hiểu rõ sau đó cân nhắc nhẹ tay nặng cái kia ra hỏa a à. đan hổ quệt miệng nói đi bộ không có mắt đụng vào vi nhi muội muội trên thân, ta đây là để hắn mở mắt một chút. Trầm hạo khẽ nhíu mày, Trương Kiến Hồng đã là thối thể cảnh võ giả, làm sao lại không cẩn thận đụng vào phong vi. Sự việc là như thế, Trương Kiến Hồng góp đầy đủ bạc vội vã đi ra học phủ, thuận lợi theo tiệm đan dược mua sắm để thăng đan, bởi vì bức thiết hy vọng Trầm hạo có thể tấn cấp, gấp trở về tốc độ rất nhanh, kém chút cùng theo túc xá đi ra phong vi đụng vào nhau. Người là không có đụng vào, nhưng phong vi hay là gọi đến đan hổ, đem Trương Kiến Hồng đánh một trận. Mà sở dĩ người nữ nhân này như thế, chủ yếu là lập uy, là nói cho túc xá những cái kia nữ xinh xinh đẹp, chính mình có đan ra làm hậu thuẫn. Đáng thương Trương Kiến Hồng, cứ như vậy bị đần độn u mê đánh một trận. Các người cái này quý tử tổ đồ bỏ đi còn thật sự là kỳ quái, bị ta đánh nửa ngày thuyến lên, bọn họ biết Trương Kiến Hồng nhất định là đang bảo vệ cái kia bình vì trầm hạo đề bạt cảnh giới đan dược. Có điều, cái kia ra hỏa cũng là có cốt khí, bị ta đánh nửa ngày thế mà là không có kêu một tiếng. Đan hổ tà tà nói, mà ta người này thích nhất đánh có cốt khí người, hắn càng cứng rắn, ta đánh càng thoải mái. Nói xong sao, trầm hạo ngẩng đầu nhìn hắn, mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Người đây là cái gì biểu lộ? Đan hổ nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ khi dễ khi dễ tiêu cương mặt hàng này, thì cho là mình rất kén ăn. Theo tại góc tường tiêu cương tâm lý cái kia giận a à. Răng rắc răng rắc, trầm hạo nắm chặt song quyền, truyền đến xương cốt giòn vang âm thanh. Đan hổ thấy thế, khiến mũi coi thường nói, người còn muốn cùng ta động thủ. Tốt, lão tử hôm nay đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có dám hay không đánh. Thôi, hai tay chắp sau lưng đứng tại trầm hạo trước mặt. Mà hắn người hầu nhỏ còn ào ào cười rộ lên, năm nay tân sinh, đan ra còn có rất nhiều thiên tài trúng tuyển, tại học phủ thuộc về tuyệt đối đại thì chẳng khác nào muốn chết, huống hổ lấy hắn gà mờ thực lực, cũng không thể lực dung chuyển hổ ca một cọng tóc gáy. Trầm hạo cười, cười vô cùng rực rỡ sau đó nhẹ nhàng nâng lên quyền đầu nói ngươi thì đứng đấy nhìn ta có dám hay không đánh ta dựa vào tên này có phải hay không ngu ngốc hắc hắc chỉ nếu dám động thủ hổ ca vài phút dậy hắn làm người như thế nào nhìn thấy trầm hạo đưa tay mọi người lần nữa ẩm vang cười rộ lên đan hổ cũng là cười lạnh không thôi mà lại đã nghĩ kỹ chỉ cần tên này dám ra tay tất nhiên lấy thối thể cảnh nhị trọng bạo phát lực trở tay đem cánh tay hắn phế trầm học đệ không nên vọng động sở thần nhìn thấy tình huống không ổn, gấp vội mở miệng ngăn cản, chỉ là vừa mới động đậy, lãnh đoạn cản trước người, nói ta nói qua, không muốn xen vào việc của người khác. Đan hổ người này rất tàn bạo, đoạn lạnh lùng nói, hắn, càng tàn bạo, sở thần nhất thời che lấy chán, nói, đều là một đám người điên. Người chuẩn bị kỹ càng sao, trầm hạo nâng lên nắm nhìn lấy đan hổ, mà sau đó liếm liếm bờ rất tàn bạo, đoạn lạnh lùng nói, hắn, càng tàn bạo. Sở thần nhất thời che lấy chán, nói, đều là một đám người điên. Người chuẩn bị kỹ càng sao? Trầm hạo nâng lên nắm nhìn lấy đan hổ, mà sau đó liếm liếm bờ môi, cười ta nói, tới đi, để ta nhìn ngươi tay mơ này sát thủ bản sự. Như ngươi mong muốn, trầm hạo gật gật đầu, một bước phóng ra, nắm tay phải thuận thế vung ra, chính là quyền này rất nhẹ nhàng, không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Gà mờ cũng là gà mờ, suốt quyền đều như thế mềm yếu bất lực, mọi người ào ào diếu cợt cười rộ lên, đan hổ cũng là khinh thường chú ý. Hô, ngay tại lúc này, trong mắt mọi người mềm nhũn quyền đầu đột nhiên ra tốc, chung quanh bộc phát ra cực hàn chi khí. Gió như đao, khoảng cách gần đàn hổ tóc đen bay múa, gương mặt bị gió thổi đau nhức, mà hắn trong mắt bỗng nhiên mở rộng, cảm giác nguy hiểm theo trong lòng siêu luồn lên. Không tốt, đàn hổ ý thức được nguy hiểm, nhưng còn không có lấy lại tinh thần, cũng đã cảm giác mình trên mặt thật giống như bị băng khối trùng điệp đánh một chút, thân thể càng là không tiêu tán trước, hắn phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng, phảng phất nhìn thấy một đầu gào thét băng long mở ra miệng rộng đem chính mình thôn phệ. Loại cảm giác này rất khủng bố, khủng bố để hắn tâm thần trực tiếp sụp đổ. Bành, đan hổ bị trầm hạo một quyền đánh bay trùng điệp đụng ở trên tường, má phải ra chóc thịt bong, trợn trắng mắt ngã trên mặt đất ngất đi. Người hầu nhỏ nhìn đến lão đại bị đánh bay, ào ào trợn tròn con mắt. Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi sống được không kiên nhẫn. Một tên thiếu niên theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, chân khí ngưng tụ đột nhiên hướng trầm hạo đập tới nhưng hắn chỉ đi ra một bước, Diệp Tiêu đã xuất hiện thân về sau, giơ lên ngưng tụ tơ tằm cây trổi, bay thẳng đến lưng hắn bộ hung hăng đập tới. Phù phù, thiếu niên bị đạp ngã xuống đất, thống khổ dẫy ruộng. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến đều cầm cây trổi đi vào trầm hạo trước mặt, chân khí bên ngoài tán, mắt hổ nhìn hầm hầm. Trầm hạo xoa xoa nhuộm đầy máu tươi tay, hướng về phía hôn mê đan hổ, từ tốn nói đây chính là ta bản sự. chương 26, Man Nhiêu, duy trì đứng trung bình tấn tư thái bọn họ không phải tại tu luyện, mà là tại bị phạt, nguyên nhân vẫn là vừa rồi đem đan hổ cả đám cho đánh. Đương nhiên, bởi vì sở thần làm chứng, bọn họ chính là bị học phủ cao tầng trừng phạt mà không ghi tội. Thật mẹ hắn hả giận, Diệp Tiêu cắn răng đỉnh lấy tảng đá lớn, nhìn qua rất cố hết sức, nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Vương Tiến cũng là hung hăng cười ngây ngô, trầm hạo một quyền đem đan hổ bất tỉnh nhân sự, để bọn hắn có hả hê lòng người cảm giác, thậm chí cái loại cảm giác này so tấn cấp thối thể cảnh còn thoải mái có điều duy chỉ có lãnh đoạn cái này băng khối mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ xin lỗi liên lụy các ngươi trầm hạo giơ cục đá bất đắc dĩ nói chuột nói gì vậy tất cả mọi người là huynh đệ nói cái gì xin lỗi diệp tiêu khó chịu la hét gặp bọn họ không thèm quan tâm bị phạt trầm hạo trên mặt hiện ra mỉm cười đối chuột người vừa rồi một quyền đánh bay đan hổ có phải hay không đã tấn cấp thối thể cảnh diệp tiêu mở miệng họ diệp tiêu khó chịu la hét gặp bọn họ không thèm quan tâm bị phạt trầm hạo trên mặt hiện ra mỉm cười đối chuột người vừa rồi một quyền đánh bay đan hổ có phải hay không đã tấn cấp thối thể cảnh diệp tiêu mở miệng hỏi vương tiến cùng lãnh đoạn còn ào ào đem ánh mắt rời qua tới trầm hạo không có phủ nhận gật gật đầu nói ừm um, vừa mới tấn cấp không bao lâu đan hổ là thối thể cảnh nhị trọng người mới tấn cấp thì một quyền đem hắn đánh bất tỉnh nhân sự quá mạnh đi diệp tiêu cùng vương tiến há to mồm tại bọn họ nhận biết bên trong cảnh giới tranh lệch một tầng thực lực tranh lệch to lớn trầm hạo không có khả năng mạnh như vậy đem đối phương giải quyết a không phải ta mãnh liệt là cái kia ra hỏa quá bất cẩn trầm hạo rất khiêm tốn nói ra diệp tiêu bọn người còn gật gật đầu rất tán thành nhớ tới cái kia ra hỏa vừa rồi chảnh bẹp để trầm hạo đánh kết quả bị một quyền đánh ngã chăm miệng một lời tên này cũng là tìm đường chết đan hổ là chủ quan nhưng là diệp tiêu bọn người nhưng lại không biết coi như hắn toàn bộ tinh hổ là chủ quan, nhưng là Diệp Tiêu bọn người nhưng lại không biết, coi như hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, đối mặt trầm hạo bạo lực nhất kích, kết quả cuối cùng vẫn là bị một quyền xong. Một quyền kia quá mạnh, mạnh đã siêu việt thối thể cảnh nhị trọng bạo phát lực. Nếu như không có đạp vào thối thể cảnh trước, trầm hạo khẳng định kỳ tự trách mình tại sao mạnh như vậy, bất quá bây giờ hắn hiểu được. Bởi vì suốt quyền trong nháy mắt cảm giác được rõ ràng đan điền tinh thể đột nhiên bạo phát, vì chính mình mang đến có tính chấn động lực lượng đến cùng có nhiều rung động cái này không đã qua một canh giờ trầm hạo nắm tay phải vẫn cảm thấy còn hơi đau từ điểm đó đó có thể thấy được hắn lực lượng bạo phát để tự thân đều khó mà phụ tải nếu như không là cảm thụ bạo phát quá khủng bố nửa đường hóa đi mấy phần lực đạo đan hổ sợ sợ không chỉ hôn mê đơn giản như vậy sơn động đóng băng thị huyết lang một quyền đánh sập đại thụ chỉ sợ cũng là bái nó ban tặng trầm hạo âm thầm phỏng đoán thậm chí may mắn đạt tới thối thể cảnh thân thể được đến đề bạt nếu không đem đan hổ đánh bay đồng thời quyền đầu lại hội khấn phát hiện giờ phút này trong đan điền tinh thể, tại vừa rồi bạo phát sau ở vào ảm đạm trạng thái, rất lo lắng nói, một quyền kia dùng quá mạnh, sẽ không để cho nó có chỗ tổn thương đi. Loại này nghi hoặc cùng lo lắng không có duy trì quá dài thời gian. Làm trầm hạo một bên mang theo cử thạch, một bên vận chuyển tâm pháp khẩu quyết hấp thu thiên địa chân khí, bỗng nhiên phát hiện thối luyện chân khí không bị khống chế tràn vào tinh thể, mà sau đó sau khi hấp thu lấp lè yếu ớt lộng lấy, khí tức băng hàn cũng lại dần dần nồng đậm. Nhìn lấy tinh thể có thể chứa đựng chân khí, ta trước đó quyền kia hẳn là tiêu hao quá nhiều. Trầm Hạo âm thầm oán thầm, Long hồn băng tinh có ngưng tụ hấp thu chân khí năng lực, sau đó đem chân khí chứa đựng bên trong, vì hắn mang đến khó có thể tưởng tượng bạo phát lực. Đương nhiên lớn nhất thiếu hụt là nhận hạn chế tinh thể thể tích, cùng Trầm Hạo không hiểu vừa phải trưởng khống, một lần bay hơi sau cần ấp ủ thật lâu mới có thể lần thứ hai bạo phát. Theo lấy loại tốc độ này, chỉ cần yên tĩnh tâm tu luyện một hai ngày, tinh thể thì sẽ đạt tới lúc trước như vậy sáng chói. Căn cứ hấp thu hắn vào, để trầm hạo bọn người không tự giác địa nhắm mắt lại. Đợi đến thích ứng cường quang, bọn họ mở mắt ra, liền gặp Tô Tô bóp lấy eo, vũ mị trên gương mặt treo nhạt nhạt tức giận, đứng tại trước mặt lớn tiếng trách cứ, trầm hạo, thân là đạo sư của ngươi, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, về sau lại đánh nhau người khác, phải nghiêm trị. Cho nàng nói xong câu đó, lại đem mặt dán tới, tức giận hóa thành mỉm cười, duỗi ra ngón tay cái, nói khẽ, làm tốt lắm. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến nhất thời mắt trợn tròn, Tô Tô đến để bốn người bị phạt sớm kết thúc, mà Trầm Hạo một quyền kích choáng đan hổ sự việc cũng sớm bao phủ cả tòa học phủ. Trầm Hạo một chiêu đánh thối thể cảnh nhị trọng đan hổ. Không thể nào, hẳn là thật, học phủ cao tầng đã đem Trầm Hạo bọn người ném vào trừng phạt đường. Học phủ học sinh đều đang nghị luận cái này rung động sự việc, bọn họ phản ứng đầu tiên là không tin, dù sao một cái cấp thấp, một cái đột phá thối thể cảnh đạt tới đệ nhị trọng tuyệt phẩm thiên tài A. À. Ta nghe nói, đan hổ lúc đó không có phản kháng, mà chính là để trầm hạo xuất thủ. Một hình lý. Đan hổ có phải hay không não tử có vấn đề, thế mà là không phản kháng. Một tên ngây ngốc thiếu niên nói ra, câu nói này đến đến mọi người nhất trí tán thành, có điều có tên học sinh lại thấp giọng nói ra, Lý Phi, người không muốn sống à, lời này nếu như bị đan ra thiên tài nghe. Người này lời còn chưa dứt, liền gặp một tráng kiện thiếu niên đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa tay khóa đang gọi Lý Phi thiếu niên trên cổ, đem lăng không nâng lên, quát mẹ, dám ở sau lưng nói ta đan gia nhân nói xấu, muốn chết. Người đến đầu báo vòng mắt, vạm vỡ, nhìn qua rất là hung ác ác sát. Mà mọi người thấy rõ sắc mặt, còn người vệt ra hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lui lại rất xa, nói, đan bá. Hưu, gọi đan bá thiếu niên tiện tay đem Lý Phi ném ra, mắt hổ trừng mắt mọi người. Vẫn nổ quát, về sau con mẹ nó ai dám ở sau lưng nói nói xấu, ta sẽ cho hắn biết lão tử đáng sợ. Mọi người thấy Lý Phi phong tranh bàn vạch ra, trùng điệp ngã trên đồng cỏ, ao ao nuốt một miếng nước bọt, co cẳng thì chuồn mất. Không, về sau con mẹ nó ai dám ở sau lưng nói nói xấu, ta sẽ cho hắn biết lão tử đáng sợ. Mọi người thấy Lý Phi phong tranh bàn vạch ra, trùng điệp ngã trên đồng cỏ, ao ao nuốt một miếng nước bọt, co cẳng thì chuồn mất không chạy không được, cái này đan bá tại đan gia dòng chính bài danh thứ sáu, không chỉ có thượng phẩm tư chất, hơn nữa còn giác tỉnh man như thể chất, thực lực mạnh hơn đan hổ quá nhiều, mà lại tính cách bạo lệ, chính là học phủ tân sinh bên trong không thể nhất trêu chọc một trong những nhân vật. Không thể trêu chọc nhân vật bên trong cùng sở hữu sáu người, tiêu cương cùng đan hổ cũng tại danh sách này phía trên, trầm hạo đi vào học phủ hai tháng, đã đem hai cái không thể chọc người đều cho trêu chọc, để rất nhiều cùng sinh rất khâm phục. Trầm hạo, đan bá nắm nắm, mắt hổ chừng chừng dám động đến ta đan ra đàn ông, ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Thôi, khí thế hừng hực rời đi, tô đạo sư không những không trách cứ ngươi, còn khen ngươi làm tốt lắm, ngươi là muốn để cho chúng ta hâm mộ chết ha. Thông hướng quý tử tổ trên đường, bị nộp tiền bảo lãnh đi ra diệp tiêu hâm mộ nói ra. Thông hướng quý tử tổ trên đường, bị nộp tiền bảo lãnh đi ra diệp tiêu hâm mộ nói ra. Vương Tiến bày tỏ đồng ý, tại học phủ ẩu đả ẩu đả bị bắt, phụ trách dạy bảo lão sư cũng sẽ nhận cao tầng phê bình, cho nên khắp nơi không đơn giản bị trừng phạt, còn có bị đạo sư dân dạy, mà trầm hạo ngược lại tốt, đạo sư minh lý phê bình, ngầm còn khen truyền, đây quả thực là muốn tiện sát người chết a. À. Trầm hạo vào đầu cười cười, nhưng trong lòng có chút áy náy, bởi vì ngày hôm nay lại cho tô tô tỉ gây phiền toái. Có điều ngay tại lúc này, hắn nụ cười đột nhiên thu liếm, bởi vì quý tử tổ cửa, một tên cường tráng thiếu niên tay khoác lên gỗ lớn tốt nhất giống như thần giữ cửa bàn đứng ở đó ngươi chính là trầm hạo đan bá ngẩng đầu ánh mắt khóa chặt tại trầm hạo trên thân ừm trầm hạo gật gật đầu có điều chợt liền gặp xa lạ kia ra hỏa đột nhiên đưa tay ôm lấy gỗ lớn trực tiếp hướng mình ném qua tới hô nặng trăm cân gỗ lớn nổ bắn ra mà đến truyền đến âm thanh xé gió trầm hạo sắc mặt biến hóa vốn định ném thành hai khúc xen vào việc của người khác ngay tại lúc này đàn bá cất bước đi tới lõa lồ cánh tay phải gân xanh lồi ra quyền đầu ẩn chứa mạnh mẽ xẹt qua hư không, ngang nhiên hướng lãnh đoạn đập tới. Bang, đoạn trường kiếm vào vỏ, bờ đối phương công kích, lôi kéo Diệp Tiêu cùng Vương Tiến lách mình né tránh. Cái này đột nhiên cử động để trầm hạo hơi hơi ngây người, bởi vì tên này rời đi, chính mình lại thành cái kia thô bạo thiếu niên đối tượng công kích. Trong lúc nguy cấp, trầm hạo bước chân nhanh nhẹn, chật vật né tránh đan bá công kích. Là nam nhân thì cùng lão tử đường đường chính chính đánh một trận. Đan bá nhất kích chưa chúng, đại tiếng giống giận đồng thời quyền đầu lần nữa phung ra. Bành, một quyền này ẩn chứa khí kình mạnh hơn, trong không khí đều truyền đến tiếng phá hủy. Trầm Hạo thượng sử thân thể mất cân bằng bên trong, nhìn thấy trọng quyền đột kích, sắc mặt đột biến, rơi vào đường cùng ngưng tụ chân khí, lấy nắm tay phải đi ngạnh kháng đối phương công kích. Bành, hai quyền chạm nhau, không khí sinh ra khí lưu, đạp đạp, bị lực lượng phản phệ công kích. Bành, hai quyền chạm nhau, không khí sinh ra khí lưu, đạp đạp, bị lực lượng phản phệ, Trầm Hạo lảo đảo lui lại đến mấy mét mới đứng vững thân thể, mà đan bá cũng tương tự lui lại 3 mét. T, trầm hạo đứng vững thân thể, sắc mặt có chút dữ tợt, nắm tay phải không ngừng run rẩy chiêu này đối bính phía dưới, hắn năm ngón tay cùng cánh tay phải cảm thấy còn hơi đau, âm thầm cả kinh nói, lực lượng thật mạnh. Có thể ngạnh kháng ta đan bá một quyền, khó trách hội đánh bại đan hổ. Đan bá ổn định thân hình, tuyết miệng cười lạnh nói. Đan bá, nơi xa diệp tiêu sắc mặt đột biến, hắn nghe qua cái tên này, cũng biết khác tình huống, sau đó gấp vội mở miệng nhắc nhở, trầm hạo, người này là đan hổ đường đệ, giác tỉnh man như thể chất, lực lớn vô cùng. Man như thể chất, trầm hạo tỉnh ngộ nói, khó trách nhìn qua chỉ có thối thể cảnh một hai trọng, bộc phát ra lực lượng lại còn mạnh hơn dã thú. Man như thể chất thuộc thú hệ, thú hệ thể chất giác tỉnh sau sẽ có được mỗi loài thú năng lực, tỉ như báo đốm thể chất giác tỉnh, tốc độ liền sẽ cực nhanh, chỉ có thối thể cảnh một hai trọng, bộc phát ra lực lượng lại còn mạnh hơn dã thú. Man như thể chất thuộc thú hệ, thú hệ thể chất xác tỉnh sau sẽ có được mỗi loài thú năng lực, tỉ như báo đốm thể chất xác tỉnh, tốc độ liền sẽ cực nhanh. Tiểu tử, ngày hôm nay lão tử muốn để ngươi biết cái gì là lực lượng. Đan bá chùi chùi cái mũi, chân phải bỗng nhiên tiến lên trước, mặt đất nhất thời lõm một tấc, sau đó bỗng nhiên phóng tới trầm hạo giống như nổi điên châu rừng. Trầm hạo vội vàng bước chân hướng về một bên né tránh. Vừa rồi một quyền đối oanh, hắn đã ý thức được tên này lực lượng bạo phát rất mạnh, không thể lấy lực liều mạng. Nhưng là, tránh không phải biện pháp. Đan bá tên này giác tỉnh man nghiêu thể chất, liền mang não tử cũng thành châu não tử, khởi sướng điên là không đem mục tiêu giải quyết quyết không bỏ qua. chương 27, Vũ Kỹ Toái Chỉ, Oanh, đan bá lần lượt công kích, trầm hạo lần lượt tiêu trừ, có mấy lần muốn tránh cũng không được chỉ lựa chọn tốt chính diện đón chào. Nhưng đối mặt nghiêu kính 10 phần đan bá, hắn tới liều mạng đổi lấy kết quả thì là hai tay run lên, chịu đánh. Đối bính đối có điều, đánh vào người lại không đau, Trầm Hạo lần này tính toán là đụng phải kình địch, đương nhiên, Man Nhiêu thể chất ở chỗ lực lượng cùng nhục thể, tốc độ lại không được hoàn toàn như ý, Trầm Hạo đi ra ngoài từ Tô Tô huấn luyện hơn một tháng, thân pháp mạnh mẽ, không cùng đối bính vẫn là có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí trong lúc giao thủ còn đang hấp thu thiên địa chân khí, uẩn dưỡng trong đan điền băng kinh. Thối thể cảnh võ giả trong chiến đấu ngưng tụ chân khí độ khó khăn rất lớn, Trầm Hạo có thể làm đến, cũng là bởi vì dung hợp long hồn đế tâm duyên cớ, hai người đánh tới tránh đi nửa canh giờ. Đứng ở đằng xa Diệp Tiêu thật là nhìn không được, hắn sợ trầm Hạo có ngoài ý muốn, sau đó hướng vương tiến nháy mắt, đối phương như là hiểu, lặng yên bạo phát tu vi, có tính toán từ phía sau đánh lén đan bá tính toán. Đoạn ngân cản nói, không cần, hắn có thể làm được. Diệp Tiêu hai người hơi hơi ngây người, nghĩ thầm, cái kia ra hỏa nhưng là man như thể chất, có thể đánh chịu đánh, trầm hạo như thế bị rông dài, sớm muộn muốn bị đánh. Bành, vào nhau thanh âm lần nữa chuyển đến, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp Trầm Hạo cùng Đan Bá lại đối liều một quyền. Không giống với trước đó, lần này đối bính Trầm Hạo chỉ lui lại một bước, trên mặt cũng không có thống khổ xuất hiện, ngược lại treo mỉm cười, nói quả nhiên, lực lượng ngươi có hạn. Đan Bá cũng lui một bước, biểu hiện trên mặt thì là ngạc nhiên. Từ khi giác tỉnh man nghiêu thể chất về sau, hắn cùng người đồng lứa giao đấu cho tới bây giờ đều là mấy chiêu đem đối phương đánh ngã, còn không có đánh lâu như vậy, đánh thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thật là xem thường ngươi. Đàn bá nhếch miệng cười rộ lên, sau đó đột nhiên thu hồi quyền thế, quay người rời đi, nói, sắc trời đã tối, chúng ta thắng bại trời sáng lại phân. Hắn thực rất muốn đánh, nhưng là thời gian dài bạo phát phía dưới đã mỏi mệt, mà tiểu tử kia còn cứng chắc lấy, tiếp tục như vậy tính sơ sơ chính mình sẽ bị hắn phản đánh. Thú hệ thể chất bạo phát rất mạnh, không thể phủ nhận. Nhưng muốn thời gian dài duy trì loại lực lượng này, còn phải căn cứ tu vi đến định, đàn bá mới thối thể cảnh nhị trọng, chỉ có thể tiếp tục như vậy tính sơ sơ chính mình sẽ bị hắn phản đánh. Thú hệ thể chất bạo phát rất mạnh, không thể phủ nhận. Nhưng muốn thời gian dài duy trì loại lực lượng này, còn phải căn cứ tu vi đến định, đan bá mới thối thể cảnh nhị trọng, chỉ có thể duy trì chừng nửa canh giờ, một khi qua thời gian này, đều sẽ tiến vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Muốn đi, trầm hạo một cái bước xa tiến lên, bôn lôi quyền phá thức đã vung ra. Tốn sức hao tổn đến bây giờ, rốt cuộc đợi đến hắn tình trạng kiệt sức há có thể để hắn nói đi là đi tt ẩn chứa lôi điện chi mang bôn lôi quyền xẹt qua hư không ngang nhiên hướng về đan bá đánh tới cùng lúc đó còn bộc lộ ra băng hàn chi khí nửa canh giờ chiến đấu trầm hạo một bên tránh một bên hấp thu chân khí đã tại băng tinh bên trong ngưng tụ ra một chút năng lượng gặp quyền pháp đánh tới thấu phát lạnh lẽo khi tức đan bá sắc mặt biến hóa lúc này không có cân nhắc song quyền giao thoa che ở trước người hình thành phòng ngự bành trầm hạo một quyền đánh chúng đan bá khi thức băng hàn cùng lực lượng đột nuôi nhanh nguyết bá sắc mặt dữ tợn, nhưng vẫn là bỗng nhiên thực sự chân đạp tại trên mặt đất ổn định thân hình, có điều tiếp nhận băng hàn ăn mòn cánh tay lại không bị khống chế run rẩy lên. Trầm Hạo quyền này không thuộc về lực lượng thương tổn, mà chính là băng hệ thuộc tính xuyên thấu nhục thể tại kinh mạch cùng trong máu tiến hành cấp độ sâu thương tổn. Tuy nhiên lão tử thể lực tiêu hao, nhưng lấy người thực lực bây giờ đừng muốn làm bị thương ta. Đan Bá lắc lắc run rẩy cánh tay, trong con ngươi lóe ra cuồng ngạo. Câu nói này trầm hạo tán đồng vừa rồi quyền kia hắn không giữ lại chút nào, tuy nhiên băng tinh còn không có ẩn dưỡng đến sử dụng tốt nhất. Nhưng bạo phát lực cũng không thể khinh thường, tên này có thể chính diện chống được đến, chân để nghiệm chứng Tô Tô tỷ từng nói qua câu nói kia thú hệ thể chất giác tỉnh, nhục thể cường hãn trình độ tiếp cận khủng bố. Người đi đi, trầm hạo đứng thẳng người, thu hồi quyền thế, thú vị, thú vị, đan bá sờ mũi một cái, quay người rời đi, trước khi chia tay lại nói, trầm hạo, ngày hôm nay thắng bại chưa phân, trời sáng ta còn sẽ tới tìm ngươi. Trầm hạo không nói, tiêu cùng vương tiến vội vàng chạy tới, nói trầm hạo, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, trầm hạo lắc đầu, hai người ào ào buông lỏng một hơi, có điều chợt nhìn thấy trầm hạo ngồi trồm hổm trên mặt đất, ra sức xoa cánh tay phải, nhe răng tuét miệng nói, tên này lực lượng thật mạnh, tay đều bị chấn động chết lặng. Diệp tiêu cùng vương tiến hai mặt nhìn nhau, nhất thời lập tức sạm mặt lại. Mà đứng bên cạnh lãnh đoạn, nhìn về phía trầm hạo trong ánh mắt có mấy phần dị dạng thầm nghĩ trong lòng không đơn giản trầm hạo cùng đan bá chiến đấu trừ diệp tiêu bọn người mắt thấy bên ngoài người khác cũng không biết cho nên bọn họ vẫn đang nghị luận đan hổ bị đánh tối tăm sự việc học phủ đan ra các thiên tài không ngừng đan bá một người muốn đến tìm hắn để gây sự có điều sau cùng không biết nguyên nhân gì lại đều ào ào tắt lửa nhưng là có người nhưng thủy trung ẩn núp ở bóng tối không đơn giản mắt thấy trầm hạo cùng đan bá giao đấu còn tại tìm cơ hội chuẩn bị giáo huấn một chút hắn, mà người này thì là mới lên cấp lục tuyệt một trong, đan tài muội muội đơn băng. Xuất quỷ nhập thần nữ hài không tin thủy trung ẩn núp ở bóng tối, không đơn giản mắt thấy Trầm Hạo cùng đan bá giao đấu, còn tại tìm cơ hội chuẩn bị giáo huấn một chút hắn, mà người này thì là mới lên cấp lục tuyệt một trong, đan tài muội muội đơn băng. Xuất quỷ nhập thần nữ hài không tìm được cơ hội, bởi vì sáng ngày thứ hai, Trầm Hạo thì cùng đạo sư Tô Tô cùng một chỗ, rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục ẩn núp. Trầm Hảo, nhìn lấy người mị lực cũng không sai lắm, có cái nữ hài một mực vụng trộm theo ngươi. Trong rừng cây, Tô Tô nghiêng mắt nhìn nhưng mắt nhìn một cái phương vị, trêu gẹo nói ra. Có người theo ta, Trầm Hạo mờ mịt, đúng vậy a à. Tô Tô tiếp tục trêu gẹo nói, cô bé này không đơn giản, là đan gia thiên kim đại tiểu thư, nàng nếu là ái mộ ngươi, về sau ngươi liền đợi đến thăng chức rất nhanh đi. Trầm Hảo nghe đến đan gia hai chữ, khóe miệng vệt ra một nụ cười khổ, cái gì ái mộ, cái gì thăng chức rất nhanh, điều này hiển nhiên là đan gia thiên tài tìm chính mình gây sự, chỉ là không bằng đan bá như vậy trắng trợn, mà chính là tính toán ở sau lưng dở trò. Tô, tô không có lại tiếp tục đùa nghịch, mà chính là chân dở trò. Tô Tô không có lại tiếp tục đùa nghịch, mà chính là chân thành nói, hôm qua người cùng đan bá giao đấu ta đều nhìn thấy. Trầm hạo không có kinh ngạc, dù sao nữ nhân này là ngưng nguyên cảnh cường giả, mà lại căn cứ trong khoảng thời gian này ở chung, hắn suy đoán Tô Tô tỉ lại phải phê bình chính mình. Quả nhiên, Tô Tô hai tay ôm ngực, đại mi cao lại nói, đàn bá giác tỉnh thú hệ thể chất, mạo xưng chỉ là cao hơn giã thú nhất cấp hung thú, mà ngươi cùng hắn đánh nửa canh giờ, chưa phân thắng bại, thực tại khiến ta thất vọng. Trầm Hạo không nói, loại này võ đạo bị dày, hắn đã thành thói quen. Trầm Hạo, Tô Tô tiếp tục nói, ngươi biết như thế nào thối thể cảnh sao? Trầm Hạo lắc đầu, Tô Tô tỉ mỉ vì hắn giảng giải, đầu tiên, thối thể cảnh lấy ngưng tụ chân khí, nện luyện kinh mạch cùng bắp thịt, từ đó để thân thể tiếp nhận các loại vũ khí phản phệ làm chủ, lần, chính là muốn như thế nào trưởng khống lực lượng, như thế nào vận dụng chân khí. Trưởng khống lực lượng, trầm hạo khó hiểu nói, tô tô tỉ, ta không phải đã đối lực hoàn mỹ trưởng khống tới một khối một nửa cọc gỗ, tay ngọc nhẹ nhàng đánh ở phía trên, sau đó ném cho hắn đạo tự mình nhìn. Trầm hạo tiếp nhận một nửa cọc gỗ, quan sát nửa ngày không có phát hiện cái gì, sau cùng đem đẩy ra mới phát hiện bên trong đã hóa thành bột phấn. Bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nội bộ vỡ nát đây chính là ám lực. Tô Tô nói ra, đàn bá giác tỉnh man như hệ thống, thân thể cường hãn, đơn thuần dựa vào bạo phát lực căn bản là không có cách thương tổn hắn, mà ngươi như lĩnh ngộ ám lực còn có thể từ nội bộ đánh sấp hắn. Trầm hạo trong con ngươi lóe ra minh ngộ, sau đó ngẩng đầu chân thành nói, Tô Tô tỉ, thỉnh giáo ta tu luyện thế nào ám lực. Tô Tô nói ra, ám lực không cách nào dựa vào tự thân lĩnh ngộ, phải tập luyện đặc biệt vũ kỹ mới có thể làm đến. Trầm Hạo nghe vậy, trợn mắt chừng một cái, Nửa ngày, ám lực cần vũ khí mới có thể làm đến, vậy ngươi còn phê bình ta, chẳng lẽ không biết, ta hiện tại cũng liền bôn lôi quyền một loại vũ khí, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Tô Tô đương nhiên biết, mà lại nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích chính là vì hắn mang đến một bản loại vũ khí, hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Tô Tô đương nhiên biết, mà lại nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích chính là vì hắn mang đến một bản cùng ám lực có quan hệ vũ khí. Trầm Hạo, đây là Túc Sa đã từng ngẫu nhiên thu hoạch được một bản hoàng giai trung cấp vũ khí tên là Toái Chỉ, hy vọng ngươi có thể tại thời gian ngắn có thể thuần thục tinh thông. Tô Tô tiện tay vung lên theo trong không gian giới chỉ lấy ra vốn ố vàng bí tịch. Trầm Hạo không có đưa tay tiếp nhận bí tịch, mà chính là gãi đầu từ chối nói, Tô Tô tỷ, đây là bằng hữu của ngươi bí tịch, cho ta không tốt a. À. Tô Tô lườm hắn một cái, nói ai nói cho ngươi, chính là không lâu cho ngươi mượn, đợi ngươi học được còn muốn còn trở lại đây. Hả, dạng này a, à? Trầm Hạo không có từ chối nữa, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyển kia viết toái chỉ hai chữ bí tịch tâm tình kích động không thôi hoàng giai trung cấp vũ kỹ tại rất nhiều cường giả mắt bên trong không đáng kể chút nào nhưng tại trầm hạo trong mắt lại không gì sánh được chân quý dù sao đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ kỹ còn bôn lôi quyền thì là theo phong vi... tại rất nhiều cường giả mắt bên trong không đáng kể chút nào nhưng tại trầm hạo trong mắt lại không gì sánh được chân quý dù sao đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ kỹ còn bôn lôi quyền thì là theo phong vi trong miệng truyền thụ được đến. Trầm hạo, một tháng sau tu vi chắc thí, học phủ sẽ cho mỗi cái đạt tới thối thể cảnh học sinh một lần tiến vào vũ kỹ đường cơ hội, thời gian còn rất dài, bản này toái chỉ vũ kỹ người trước tu luyện. Tô Tô nói ra, thực cái này ngưng nguyên cảnh cường giả còn có không ít vũ kỹ, thì lớn hơn vũ kỹ hoặc là có cảnh giới hạn chế, có A thiên hướng về nữ tính, trừ hảo hữu cái này bản vũ kỹ cũng không có gì phù hợp. Ta biết, Tô Tô tỉ, có một bản vũ kỹ trầm hạo thì rất vui vẻ sau đó cáo từ tô tô đem bí tịch nhét vào trong ngực hấp tấp trở về quý tử tổ hắn đã quyết định ngày hôm nay liền bắt đầu luyện tập bất quá khi hắn đi vào quý tử tổ túc xá khẩu lần nữa đụng phải chờ đợi đã lâu đan bá mà lại tên này vẫn mang theo một cọc gỗ lớn giống như sợ người không biết hắn nắm giữ như man nghiêu khí lực giống như trầm hạo lão tử hôm hạo cũng là chiến ý dâng lên triển khai quyền pháp cùng tên này đấu một trận chiến này lại đánh nửa canh giờ Mãi đến đàn bá tình trạng kiệt sức, trầm hạo xong quyền chết lặng vừa rồi kết thúc, có điều đàn bá trước khi đi lưu lại lời nói trời sáng tai chiến. Trầm hạo cười nói, phụng bồi tới cùng, chương 28 có chơi có chịu, mấy ngày kế tiếp, trầm hạo vừa cùng man nghiêu đàn bá giao đấu, một bên đắm chìm trong vũ kỹ toái chỉ trong tu luyện. Toái chỉ, tên như ý nghĩa, là một loại dùng ngón tay hình thành lực tổn thương vũ kỹ. Mà muốn tu luyện có thành tựu, đầu tiên đạt tới thối thể cảnh, còn muốn đối lực chân chính nắm giữ, loại này nắm giữ thì là cấp độ sâu nắm giữ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng trên ngón tay hình thành ám lực. cái này thuộc về một chút đánh tan, trầm hạo đối lực tuy nhiên có thể vì tâm sở dụng bay hơi, nhưng muốn ngưng tụ một chút, đạt tới toái chỉ yêu cầu còn kém xa lắm, cho nên mấy ngày nay tại rừng cây chuẩn bị một cái đại tấm sắt, thường xuyên ở phía trên loạn đâm đổi lấy kết quả thì là ngón tay sưng lên, ngưng một chút, bạo phát trong rừng cây trầm hạo hơi hơi nhắm mắt, thể nội ngưng tụ chân khí sơ qua bỗng nhiên mở ra hai con ngươi hai ngón tay phải siêu một chút hướng về treo ở trên cây khô tấm sắt điểm đi qua một kích này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng bành tê trầm hạo đánh vào trên miếng sắt sau cùng khoanh tay chỉ nhẹ răng nhích miệng loạn nhảy dựng lên tuy nhiên lấy chỉ đánh khối sắt để hắn bị thương rất nặng nhưng mấy ngày tu luyện xuống tới từ từ tiến triển cũng không sai lắm chỉ ít tấm sắt đằng sau bằng thân cây đã có nhỏ nhẹ vỡ tan dấu vết tu luyện một đoạn thời gian nữa chắc là có thể đạt tới ám kính cảnh giới mở ra tấm sắt nhìn thấy trên cây khô rất nhỏ phá vết trầm hạo xoa ngón tay nhếch miệng cười rộ lên thu hoạch được một chút tiến bộ về sau hắn tu luyện càng thêm điên cuồng sau đó sau đó thời gian rừng cây chung quy truyền đến thanh thúy tiếng va đập mà chỗ tối ẩn núp đơn băng nhìn thấy tên này hoàn toàn không nhìn ngón tay thương thế tu luyện trong lòng có chút hoảng hốt trầm hạo loại này điên cuồng cùng tự mình hại mình trình độ để cho nàng mặc cảm đan ra những đường ca đó được đến thanh thúy tiếng va đập mà chỗ tối ẩn núp đơn băng nhìn thấy tên này hoàn toàn không nhìn ngón tay thương thế tu luyện, trong lòng có chút hoảng hốt. Trầm hạo loại này điên cuồng cùng tự mình hại mình trình độ, để cho nàng mặc cảm, đan ra những đường ca đó đường đệ nhóm tu luyện trình độ ở trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Sau đó thầm nghĩ, khó trách hội lấy cấp thấp tư chất đột phá thối thể cảnh, khó trách đan hổ sẽ bại trong tay hắn. Bị trầm hạo tu luyện phương thức chấn kinh, đơn băng không có lại nghĩ đến đi đánh lén hắn, mà rất là hiếu kỳ tên này cuối cùng có thể hay không đem cái gọi là toái chỉ tu luyện có thành tựu lại hoặc là cần phải bao lâu thời gian mang theo loại ý nghĩ này nàng vẫn giấu kín chỗ tối vẫn chưa xuất hiện thật là biết nhẫn nại trong rừng cây nhỏ trầm hạo một bên tu luyện vũ kỹ một bên âm thầm lưu ý lấy chung quanh từ khi tô tô nói có người theo dõi chính mình dựa vào nhạy cảm lực quan sát suốt cục phát hiện đơn băng tồn tại mà nữ nhân này đã không ra hắn cũng không thèm để ý tiếp tục tu luyện vũ kỹ sau đó đến trạng vạng tối thông lệ cùng đan bá giao đấu. Lọ ngày này hắn lấy chỉ phá tấm sắt, đằng sau thân cây còn bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Thành công, trầm hạo nỗ lực rốt cục được đến hồi báo, mới vừa tới đến Tô Tô nhìn thấy kết quả này sau lại lần bị chấn kinh, nhân vì tốt cho nàng bạn nói qua, kỹ này tuy nhiên phẩm dai rất thấp, có thể coi là tuyệt phẩm thiên mới tu luyện, chỉ ít cũng cần hai tháng. Tiểu gia hỏa chỉ dùng hơn nửa tháng, tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trầm Hạo có thể nhanh như vậy tu luyện có thành tựu, lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân kiên quyết, dù sao mỗi ngày tu luyện quá điên cuồng, cái gì đến đêm khuya còn tại trong rừng cây càng không ngừng lặp lại vung chỉ, đương nhiên kiên quyết chính là một, nhanh như vậy đem toái chỉ tu luyện tới ám kình cảnh giới, vẫn là có dung hợp long hồn đế tâm sau các phương diện được đến để bạt duyên cớ. Không sai, không sai, tô tô tán dương, Trầm Hạo gãi gãi đầu, trên mặt hiện ra rực rỡ nhất nụ cười. Mặc dù chỉ là động mặc một cái lỗ thủng nhỏ, nhưng hắn biết, chính mình không vận dụng băng tinh, nếu như một khi điều động, ám kinh lực tổn thương khẳng định so với càng khủng bố trí cùng đan bá giao đấu cũng không có thi triển, bởi vì hắn cho rằng không thể quá ỷ lại loại này có hạn lực lượng, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng mới có thể chân chính mạnh lên. Quý tử tổ trước cửa, Trầm Hạo sớm đã bày ra quyền pháp, hắn đối diện đan bá cũng đã vận sức chờ phát động. Hai người giờ phút này tuy nhiên vẫn ở vào thù địch, nhưng trên mặt đồng đều hiện lên phấn khởi thần sắc, thật giống như không là địch nhân mà là tại luận bàn bằng hữu. Hơn nửa tháng giao đấu, hai người thắng bại thủy chung chưa phân, nhưng lần lượt súng thật đạn thật giao đấu, đối với võ đạo lý giải có thể nói đột nhiên tăng mạnh, mà lại dần ra, đều đã không tại đem đối phương coi như địch nhân, mà chính là coi như đáng giá đi chiến đối thủ. Hai người này không ngán sao, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy hai người bầy biện trận thế ảo ảo lắc đầu, hơn nửa tháng giao đấu, Trầm Hạo cùng Đan Bá vẫn chiến ý ngang nhiên, mà bọn họ cũng đã nhìn chán, thậm chí đều không có dừng lại quan sát dục vọng. Tới đi, Đan Bá liếm liếm bờ môi, khí thế bạo phát, đầu tiên ngưng tụ quyền đầu công tới, hơn nửa tháng giao đấu, Trầm Hạo cùng Đan Bá vẫn chiến ý ngang nhiên, mà bọn họ cũng đã nhìn chán, thậm chí đều không có dừng lại quan sát dục vọng. Tới đi, Đan Bá liếm liếm bờ môi, khí thế bạo phát, đầu tiên ngưng tụ quyền đầu công tới. Quyền pháp đánh tới, quyền phong vù vù rung động, nửa tháng tu luyện cùng giao đấu đan bá lực lượng bạo phát cường hãn hơn, mà xem xét lại trầm hạo, thân thể lóe lên, xảo diệu né tránh, so với trước kia càng lộ vẻ mạnh mẽ. Trong thực chiến ra chân lý, hai người nửa tháng giao đấu, đề cao cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhưng khác biệt là, trầm hạo cũng không có tiếp tục lựa chọn một mực tránh né, mà chính là thân thể bỗng nhiên ngồi xuống, lấy bôn lôi quyền nhanh thức công hướng đan bá sơ hở mở rộng bụng. Đi vào tốt, như là ngờ tới trầm hạo sẽ đi một bước này, đan bá vận chuyển chân khí, man nghiêu thể chất thuộc tính bạo phát, tại quanh thân hình thành tuyệt đối phòng ngự. Bành, trầm hạo đánh vào đan bá bụng, truyền đến một trận trầm đục âm thanh, sau đó thân thể lui nhanh 2-3 mét mới đứng vững, một mặt phong khinh vân đạp, đổi lại nửa đứng vững, một mặt phong khinh vân đạp, đổi lại nửa tháng trước, hai cánh tay hắn khẳng định chết lặng, bây giờ chính là hơi run rẩy liền khôi phục. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi không có ra sức, tiếp nhận trầm hạo nhất kích đan bá cũng không có lui lại, trên mặt hiện ra tức giận, đây không phải bị đánh tức giận, mà chính là cảm giác đối phương lực lượng không bằng hôm qua cường hãn sinh ra bất mãn trầm hạo cười cười nói ta nếu dùng lực người hội không chịu đựng nổi chuyện phiếm đan bá giận quá nói lão tử đã lĩnh mộ man như thể chất đệ nhị trọng nhục thể cường hãn trình độ tăng lên mấy cái tầng thứ người căn bản thương tổn không ta thật sao trầm hạo cười nói chúng ta không ngại đánh cược đánh cược như thế nào ta hôm nay muốn đả thương ngươi ngươi liền trở thành ta người hầu đan bá nao nao chợt nói, người như thương tổn không ta đây. Ta là ngươi người hầu, trầm tiếu vũ hồi đáp, tốt, cứ quyết định như vậy, đàn bá khí thế bạo phát, dưới chân bùn đất nhất thời lõm phía dưới hai thốn. Những ngày này giao đấu, hắn cũng đem trầm hạo làm thành lịch luyện, thế mà là cũng giữ lại thực lực. Tới đi, trầm hạo khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, sau đó hai tay mở rộng, hoạt động một chút gân cốt, cũng coi như triệt để buông ra, không hề có điều giấu giếm. Hai người khí thế triệt để bạo phát, ai cũng không có lại che giấu dù sao ai cũng không muốn thua ai cũng không muốn trở thành người khác người hầu hiu tính nôn nóng đàn bá tiên hạ thủ vi cường một bước phóng ra hai tay vung vẩy vù vù rung động một kích này so trước kia hiếu thắng thậm chí mang theo trận trận khí chấn đem vài mét bên trong bụi đất cùng cục đá đều quyển bay ra ngoài quyền pháp đột kích bá đạo lực lượng nhào tới trước mặt trầm hạo khẽ nhíu mày lúc này vận chuyển chân khí hướng một bên né tránh cùng lúc đó đơn nắm từ lâu xẹt qua hư không, hướng về đan bá sau lưng đánh tới. Theo trốn tránh đến xuất thủ, hắn chuyển đổi tốc độ cực nhanh, đan bá lần này lại bất ngờ, lại mãnh liệt địa quát lớn, như khí trùng thiên. Bành, một cố kình khí theo trong thân thể của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hình thành mơ hồ khí lưu. Như quát lớn, như khí trùng thiên. Bành, một cố kình khí theo trong thân thể của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt hình thành mơ hồ khí lưu. Nhiêu khí trùng thiên là một loại hoàng giai trung cấp loại hình phòng ngự vũ kỹ, nhưng là trước người trong nháy mắt hình thành phòng ngự bình chướng, căn cứ người thi triển tu vi càng cao bình chướng phòng ngự thì càng mạnh. Đan bá trong khoảng thời gian này vừa mới nắm giữ kỹ này, tuy nhiên còn không thể hoàn mỹ khống chế, nhưng kết hợp thể chất mang đến thân thể cường hãn, hình thành bình chướng phòng ngự cực mạnh, cùng cấp bậc đối thủ muốn thương tổn hắn có độ khó rất cao. Phổ thông giao đấu dưới, hắn chắc chắn sẽ không thi triển loại vũ khí này, lần này đối mặt nghiêm túc trầm hạo, Hắn phải cũng cho nghiêm túc đối đãi, bởi vì nửa tháng trước lần thứ nhất giao thủ, tên này bạo phát hàn khí đến bây giờ để hắn lòng còn sợ hãi. Có điều để hắn ngoài ý muốn là, Trầm Hạo lấy xảo trá góc độ đánh tới quyền đầu cũng không có ẩn chứa lạnh lẽo khí tức, thậm chí tới gần trong nháy mắt quyền đầu hóa chỉ điểm tới. Muốn chết, Đan Bá thấy thế, cười lạnh không thôi, hắn loại vũ khí này có phòng ngự, đồng thời cũng chứa lạnh lẽo khí tức, thậm chí tới gần trong nháy mắt quyền đầu hóa chỉ điểm tới. Muốn chết Đan bá thấy thế, cười lạnh không thôi. Hắn loại vũ kỹ này có phòng ngự, đồng thời cũng có chân khí ngưng tụ lực bắn ngược. Trầm hạo dám lấy chỉ đâm tới tất nhiên thụ trọng thương, dù sao hai cái ngón tay cùng quyền đầu so ra quá yếu ớt. Hưu, trầm hạo ngón tay như bay, xẹt qua hư không, cuối cùng đánh vào phòng ngự bình chướng phía trên, mà tay kia chỉ, cùng đan bá hình thành bình chướng còn một chút việc đều không. Bất quá khi hắn đắc thủ về sau, thân pháp thi triển lui lại 2 mét, mỉm cười nói, ngươi thua. Chuyện phiếm, Đan bá xoay người, lớn tiếng cả giận nói. Trầm hạo giơ ngón tay lên lấy hắn, tự mình nhìn. Đan bá bản năng theo hắn chỉ đến phương vị cúi đầu nhìn lại, liền gặp vai trái ống tay áo phía trên phá mở ra một lỗ hồng, một cỗ máu tươi thuận thế chảy ra, mà lại ngay tại lúc này, yếu ớt cảm giác đau đớn cũng sông lên đầu. Chính mình thụ thương, đan bá bơ thống khổ, nhất thời mắt trợn tròn. Hắn căn bản là không có phá vỡ phòng ngự, ta vì sao lại thụ thương lại xuất thân hào môn, hiểu được rất nhiều, có thể phá vỡ vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí cùng thể chất kết hợp phòng ngự, thương tổn chính mình từ trong vô hình, cũng chỉ có ám kình vũ khí mới có thể làm được. Không sai, Trầm Hạo cười nói, căn cứ vừa rồi đánh cược, người đã thụ thương, tính toán thua. Đan bá giờ phút này cũng không thèm để ý chính mình thua, mà chính là rung động trong lòng không thôi, loại này hình thành ám kình vũ khí, phổ thông thiên tài chỉ ít cần mấy tháng mới có thể đại thành, hắn có điều cấp thấp, vừa mới tấn cấp thối thể cảnh, lại tu luyện tới thương tới chính mình cấp độ quá bất khả tư nghị a à. đan bá giật mình rất bình thường bởi vì tại hắn đan ra dạng này đại gia tộc bên trong trừ chói mắt nhất thiên tài đan tài bên ngoài còn không có người có thể tại thời gian ngắn nắm giữ ám lực vũ khí tên này đan bá nhìn về phía trầm hạo trong ánh mắt có phức tạp sơ qua cởi mở cười to nói lão tử có chơi có chịu người này tuy nhiên tính khí nóng nảy nhưng cũng là đầu hắn tử đánh cực là thụ thương tính toán thua dù là vai trái chính là thụ dâu rier vết thương nhỏ hắn cũng không nhỏ hắn cũng không có quyệt nợ tính toán từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta người hầu có người tìm ta gây sự ngươi liền giúp ta đánh hắn trầm hạo nói ra đương nhiên một tháng sau chúng ta có thể lại so nếu ta thua thì trở thành ngươi người hầu được đan bá không ý kiến thậm chí ngạo nghễ nói một tháng sau ta sẽ để ngươi trở thành ta người hầu đúng không trầm hạo cười cười ngay sau đó xoay người đi hướng túc đường nói miệng phía trên nói thì lưu loát còn phải xem ngươi có hay không thực lực này hưu, nhưng, ngay tại hắn dứt lời, vừa mới đi hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh theo chỗ tối đánh lén mà đến, đồng thời kiếm mang lại lóe lên, bộc lộ ra không gì sánh được khí tức âm trầm. chương 29, đan ra đan băng, hắc ảnh xuất hiện rất đột nhiên, tốc độ lại nhanh, cách đó không xa đan bá nao nao, bất quá khi hắn ý thức được trầm hạo muốn gặp nguy hiểm lúc, đã thấy cái kia ra hỏa hình như có cảnh giác sớm đã hướng về một bên tránh đi, chính là tránh đi so sánh hình xuất hiện rất đột nhiên, tốc độ lại nhanh, cách đó không xa đan bá nao nao. bất quá khi hắn ý thức được trầm hạo muốn gặp nguy hiểm lúc, đã thấy cái kia ra hỏa hình như có cảnh giác, sớm đã hướng về một bên tránh đi, chính là tránh đi so sánh chật vật. trầm hạo dùng vô cùng thiếu lễ độ thịt cuốn dán chiêu thức né tránh sau lưng đánh lén, chật vật từ dưới đất đứng lên về sau, thấy vừa rồi chỗ đứng chỗ đang đứng một cái cầm kiếm, băng lãnh như xương thiếu nữ, bực tức nói vô sỉ hắn biết cô bé này khẳng định là theo dõi chính mình vài ngày đan ra đại tiểu thư, lại không nghĩ rằng nàng sẽ ở thời điểm này xuất thủ, nếu như không là tính cảnh giác cao chỉ sợ cũng bị ám toán. Siêu, đan băng đại mi hơi nhíu, trường kiếm đột nhiên xuất thủ, hình thành kiếm ảnh đầy trời. Trầm hạo sắc mặt đại biến, hắn cũng không có cùng dùng vũ khí người giao đấu qua, mà lại biết tay không tất sát cùng binh khí đánh lên tuyệt đối ăn thiệt thòi, cho nên không để ý hình tượng né tránh đến mấy mét. Một chiêu lần nữa thất bại, đan băng không có lại ra tay, mà chính là dơ kiếm lạnh lùng chỉ trầm hạo. Đan bá, mau tới bảo vệ mình. Nhưng là lời này rất không có hiệu quả, bởi vì đan bá phát hiện thiếu nữ lại là mình tiểu đường muội trong nháy mắt có chuồn đi tính toán, mà lại tâm lý còn đang vì trầm hạo cầu nguyện, anh em, trân trọng. Bất quá, hắn chỉ là vừa mới mở ra thối, đan băng chưa quay người lạnh giọng quát, đường ca, đứng lại. Giát, đan bá bỗng nhiên thu hồi dơ chân lên, quay người nhếch miệng gãi đầu, cười ngây ngô nói, đường muội thật là đúng dịp. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời sụp đổ, hung ác như thế ra hỏa đối mặt một cái nữ hài lại dịu dàng ngoan ngoãn như con thỏ, căn bản không đáng tin cậy a. À. Nếu như Đan Bá biết Trầm Hạo ý nghĩ, khẳng định cũng sẽ sụp đổ, bởi vì hắn người này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, liền sợ chính mình cái này tiểu đường muội. Đan Băng vẫn giơ kiếm, lạnh nhạt nói, "Đường ca, người thân là đan gia dòng chính, lại trở thành ngoại nhân người hầu, nếu như bị nhị bá biết được, hẳn phải biết hội có cái gì hậu quả nghiêm trọng." Cái này Đan Bá nhất thời nhíu mày, nhưng sơ qua trầm ngâm về sau vẫn là bất đắc nói, không muốn làm tiểu nhân rất đơn giản. Ta hôm nay đánh bại hắn, các ngươi đánh cược coi như hết hiệu lực. Cái gì? Đan Bá hơi hơi ngạc nhiên. Đan Băng không để ý hắn, nhìn chăm chăm trầm Hạo nói: Ta và ngươi so một trận, ngươi nếu như thua, cùng ta đường ca đánh cược hết hiệu lực. Xin lỗi, ta không thích cùng nữ nhân giao đấu. Trầm Hạo quả quyết từ chối không tiếp hắn cũng không phải người ngu, theo ngắn ngủi tiếp xúc thì phán đoán ra bé gái này thuộc về linh xảo tính, khi dễ lấy lực làm chủ đan bá hắn có tự tin, nhưng là đối mặt dạng này đối thủ lại không có sức, càng trọng yếu một chút, nàng có vũ khí. Người như không đồng ý, đừng hòng rời đi nơi này. Đan băng thân pháp thi triển, ngăn tại thông hướng cửa túc xá trước. Nữ nhân này, trầm hạo nhất thời im lặng, mà ngay tại lúc này, đàn bá lại chân thành nói, tiểu tử, ta đường ngội là đã nói là làm nữ tử hiếm thấy, Ngươi như không đồng ý, tất nhiên không thể rời đi, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý đi. Lời này có vuốt mông ngựa hiểm nghi, nhưng Trầm Hạo lại nghe ra một cái khác trọng ý nghĩ, cách ta đường nguội là đã nói là làm nữ tử hiếm thấy, ngươi như không đồng ý, tất nhiên không thể rời đi, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đồng ý đi. Lời này có vuốt mông ngựa hiểm nghi, nhưng Trầm Hạo lại nghe ra một cái khác trọng ý nghĩ, cái kia chính là nữ nhân này rất khó đối phó. Mà lại nghĩ đến nàng ẩn núp chỗ tối nửa tháng, vẻn vẹn phần này siêu nhiên thường nhân kiên nhẫn thì không thể tầm thường so sánh, cuối cùng đành phải nhắm mắt nói, giao đấu có thể, bất quá, mình đầu tiên nói trước không thể dùng vũ khí. Bang, đàn băng đem vũ khí thu nhập trong vỏ, lạnh lùng nói có thể. Trầm hạo đổi đối thủ, 521 phòng phía trước cửa sổ, Diệp Tiêu phát hiện phía dưới trầm hạo cùng một nữ tử đối lập mà đứng, trên mặt có hoảng hốt. Ta xem một chút, nằm tại trên giường dưỡng thương hơn nửa tháng trương kiến hồng vội vàng đứng dậy, mà khi hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn đến phía dưới cao vút mà đứng. Nghĩ mạo bất phàm thiếu nữ, nhất thời kẹp lấy diệp tiêu đầu, hét lớn, ta dựa vào, chuột tiểu tử này diễm phúc không cạn, thế mà là cùng đan ra cô nàng giao đấu. Diệp tiêu nàng giao đấu. Diệp tiêu ra sức tránh ra tên này, sụp đổ nói cái gì diễm phúc không cạn, cái này đan ra đại tiểu thư nhưng là mới lên cấp lục tuyệt một trong, mà lại giác tỉnh kiếm hệ thể chất. Lợi hại như vậy, trương kiến hồng nhất thời trợn tròn con mắt, hắn không nghĩ tới phía dưới nhìn như yếu đuối tiểu nữ nhân lại có tốt như vậy tư chất cùng thể chất, bất quá khi hắn nhìn thấy đối phương đã đem kiếm cắm trên mặt đất, tay không tắc sát giao đấu trầm hạo, nhất thời nhếch miệng cười nói chỉ cần không sử dụng kiếm, nữ nhân này thể chất cũng là bài trí. Kiếm thể chất thuộc về hệ chiến đấu thể chất, giác tỉnh về sau, võ giả đối kiếm cùng kiếm thuật lý giải đều sẽ đạt tới cực hạn, mà một khi mất đi kiếm hoặc đổi dùng hắn binh khí, thì không có tác dụng gì. Khó mà nói, Diệp Tiêu khẽ nhíu mày, nói ta nghe nói nữ nhân này tập luyện mê tung bộ trương kiến hồng nhất thời hé miệng mê tung bộ là một loại thân pháp vũ kỹ mà lại đã siêu việt hoàng giai đạt tới huyền giai sơ cấp tại toàn bộ phong vũ thành thế gia bên trong thuộc về đỉnh phong vũ kỹ xong chuột muốn bị nữ nhân này đánh trương lắng có điều thủy chung ở vào nhưng có không thể tồn tại lãnh đoạn còn thản nhiên nói không cần tên này diệp tiêu bọn người gặp hắn mở miệng nói chuyện tương đương im lặng nhưng mà từ bỏ đi ngăn cản trầm hạo cùng đan băng giao đấu nhân vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ phát hiện tên này mỗi lần xem trọng Trầm Hạo, kết quả đều là chính xác. Chẳng lẽ, Trầm Hạo có thể chống lại đan băng? Nhìn lấy phía dưới Trầm Hạo, mấy người trong con người tràn ngập chờ mong, chờ mong hắn có thể cho mọi người lần nữa mang đến kinh hỉ. Lại nói quý tử tổ cửa, Trầm Hạo cùng đan băng đối lập, biểu hiện trên mặt dị thường xoắn suýt. Hắn cũng không biết đối phương tập luyện mê tung bộ, mà chính là vô cùng không tình nguyện, bởi vì giữa nam nữ giao đấu thật là có chút không dám ra giá tay, vạn nhất đụng phải không nên đụng địa phương, chẳng phải là hội bị hiểu lầm đâu. Chúng ta vẫn là đừng đánh, cùng đan bá đánh cực hết hiệu lực. Trầm hạo thỏa hiệp, nhưng là hắn thỏa hiệp, đan băng lại không thỏa hiệp, lạnh lùng nói, người thua, mới tính hết hiệu lực. Ngươi, trầm hạo triệt để im lặng. Trầm hạo thỏa hiệp, nhưng là hắn thỏa hiệp, đan băng lại không thỏa hiệp, lạnh lùng nói, người thua, mới tính hết hiệu lực. Ngươi, Trầm Hạo triệt để im lặng, chính mình cũng nhường bộ còn không đồng ý, sau đó đành phải lui thêm bước nữa, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, vậy thì tốt, ta nhận thua. Hắn thật không muốn cùng nữ nhân giao đấu. Không được, đan băng lạnh lùng nói ra, ngày hôm nay phải so. Người nữ nhân này, không thể nói lý, Trầm Hạo nhất thời giận, mà khi hắn nói xong câu đó về sau, đứng ngoài quan sát Đan bá vỗ ót một cái nói, hết. Không sai, nghe đến Trầm Hạo lời ấy, đan băng trong con người thấu phát băng lãnh, xinh xắn lanh lợi thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Không phải biến mất, mà chính là tốc độ bạo phát quá nhanh, nhanh khiến người ta thấy không rõ. Hưu, đan băng hóa thành bóng người, trong chớp mắt khoảng cách trầm hạo vẻn vẹn chỉ có 2 mét. Thật nhanh, trầm hạo thấy thế, nhất thời thất sắc, trừ tô tô bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tốc độ có thể nhanh như vậy. Nhưng, ngẹt nhanh, trầm hạo thấy thế, nhất thời thất sắc, trừ tô tô bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tốc độ có thể nhanh như vậy. Nhưng, ngay tại hắn kinh hãi thời điểm, đàn băng đã cận thân, cùng lúc đó non mềm ngọc trưởng đã đánh tới, mà mục tiêu thì là trầm hạo trắng nõn khuôn mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang giữa không trung truyền lại, túc xá lầu hai trường kiến hồng ba người, cùng quan chiến đàn bá ảo ảo mắt trợn tròn. Giờ này khắc này, đàn băng khoảng cách trầm hạo chỉ có nửa mét, tay ngọc đã đánh vào trên mặt hắn, mà kỳ quái là, làm bị đánh người, Trầm Hạo tay còn nắm lấy cái kia non mịn tay nhỏ, trên mặt có hoảng hốt. "Ngươi, cảm giác mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau, Trầm Hạo suýt nữa sụp đổ. Đan Băng vừa rồi công tới, hắn đã bắt được, bản năng đưa tay che mặt, nhưng vẫn là chậm một bước. Nói cách khác, Đan Băng xuất thủ, Trầm Hạo hộ mặt, hai người động tác đồng bộ, kết quả nữ nhân kia tay trước mệnh chung, Trầm Hạo tay còn chậm một bước, cũng liền có hiện tại Đan Băng tay vuốt ve tại trên mặt hắn, mà tay hắn còn ấn lấy nàng tay nhỏ hình ấn phát hiện tình cảnh này ào ào trợn tròn con mắt, sau đó mở miệng nói, đan băng cùng trầm hạo. Bọn họ, chẳng lẽ, hai người đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Nhìn thấy trầm hạo cùng đan băng tình nhân ở giữa cử chỉ, mọi người triệt để lộn xộn. Phải biết, đan băng dung mạo bất phàm, bị năm nay tân sinh định giá hoa khôi một trong, là rất nhiều nam đồng học trong lòng nữ thần. Vậy mà lúc này giờ phút này, nữ thần thế mà là sở lấy trầm hạo mặt, việc này nếu như truyền đi, tất nhiên có thể oanh động toàn bộ học phủ A. Đáng giận, đan băng ngược lại không thèm để ý người khác ở sau lưng nghị luật mà chính là cực độ phản cảm bị trầm hạo như thế nắm lấy tay sau đó liền muốn dùng lực đưa tay rút trở về sau đó lại rút tên này một bạt tai nhưng là bị ở trước mặt rút một bạt tai trầm hạo có thể vui lòng sao đương nhiên không thể chỉ nhìn hắn nắm chắc đan băng tay nhỏ bỗng nhiên dùng lực đem kéo qua lên tốc độ trầm hạo không bằng đan băng có điều nữ nhân này chỉ là dựa vào vũ kỹ tốc độ nhanh người một bậc bàn về lực lượng thì lộ ra trường hợp đi. 512 trong phòng, Trương Kiến Hùng cùng Diệp Tiêu mấy người cũng là khóe miệng co giật, nghĩ thầm, chùa tên này nhìn như rất nghiêm túc, không nghĩ tới vào lúc này vẫn rất nam nhân, vẫn rất sẽ chiếm người ta tiện nghi. Chiếm tiện nghi, trầm hạo rất oan uổng, vừa rồi hắn chính là hỏa khí lên quán tính ra sức, không có nghĩ đến cái này tốc độ cực nhanh nữ nhân không chịu nổi lôi kéo đầu tựa vào trong lồng ngực của mình. Không chịu nổi, phải biết trầm hạo vừa rồi lực lượng bạo phát rất mạnh, đừng nói chính là thối thể cảnh nhất trọng đan băng, coi như đổi lại man nghiêu đan bá chỉ sợ cũng có chút không chịu đựng nổi. Một cái nữ hài nhào vào trong lồng ngực của mình, nhất thời để trầm hạo rất thẹn thùng, cũng vốn định buông nàng ra, nhưng ngay lúc này, cái kia cắm trong ngực đan băng dẫy dụa lấy thẹn quá thành giận nói, đồ vô sỉ. Đồ vô sỉ, trầm hạo nghe vậy, hỏa khí lại đi tới, người vừa rồi đánh lén ta, thì không vô sỉ, còn có, võ giả ở giữa giao đấu chỉ có đánh mặt, nào có dùng bàn tay đánh mặt, cái này không đơn giản hành động vô sỉ, hơn nữa còn là tận lực nhục nhãn, hắn cùng bát quái người qua đường nhìn khác biệt, cũng không có suy nghĩ trầm hạo cùng đường muội loại tình huống này rất mập mờ, mà chính là lấy một vũ giả góc độ đến phán đoán,